Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn chương 661, Thủy Độn Thuật Ồ, bá tước tiên sinh bởi vì gì chắc chắn như thế? Tiêu Phàm thần sắc thoảng qua khẽ động, hỏi. Đối với Mikhail vừa rồi giải thích, hắn ngược lại là cơ bản tin tưởng. Clemen hạ chàng còn tại đó, Mikhail cùng Miranda đều là tận mắt nhìn đến. Huyết linh đại lục tộc nhân, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng hữu hảo như vậy. Cái kia bị tiêu phàm diệt sát bạch tuộc quái thú, Mặc dù không phải không gian thông đạo mở ra về sau, từ huyết linh đại lục truyền đưa tới huyết tộc người, nhưng cũng là ngàn năm trước kia không gian thông đạo sụp đổ về sau phong ấn huyết linh đại lục người. Mảy may cũng không đem Clement để vào mắt, loại kia mạnh được yếu thua sắc mặt lộ rõ. Mở ra thông đạo về sau, nếu thật là từ huyết linh đại lục bên kia truyền đưa tới, đều là chút dạng này vì tư lợi gia hỏa, tu vi còn cao đến quá đáng, đôi kia Miranda cùng Mikhail bọn người có chỗ tốt gì? đặt vào người thật là tốt thượng nhân không làm, không phải cho người khác làm tùy tùng chân chạy, trên thế giới nào có như vậy tiện người. Tổng cũng muốn chờ mình có đủ thực lực, lại cân nhắc phải chăng mở ra thông đạo. Đương nhiên, nếu như huyết tộc gặp phải trọng đại uy hiếp, khó mà ngăn cản ngoại địch xâm lấn thời điểm, bị ép mở ra không gian thông đạo, hướng huyết linh đại lục đồng bào cầu viện, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chỉ ít dưới mắt, chưa phát sinh dạng này nguy cấp tình huống. Tiêu Phàm liền là đem lực chú ý chuyển rời đến Azelena trên thân. Thấy Tiêu Phàm rốt cuộc tin tưởng giải thích của mình, Mikhail âm thầm thở vào một cái, thân sắc trở nên dễ dàng hơn, vừa cười vừa nói Tiêu Tiên Sinh là đại hành gia, hẳn là sớm đã biết Azelena thể bên trong ẩn chứa lấy kinh tiềm lực của con người A. Ngắn ngủi 7 ngày, Azelena hấp thu huyết hải tinh hoa, so ta cùng Miranda cộng lại còn phải hơn rất nhiều. Loại tốc độ này, quả thực chính là khủng bố. Thật sao, kia ta xem một chút, tiêu phàm nói, thân thể đằng không mà lên, nhẹ nhàng hướng về huyết hải trên không kén máu bay đi. Mikhail cùng Miranda liếc nhau, cũng chăm chú theo sau. Audio điện tử võ tấn bền Thi triển loại trình độ này phi độn thuật, vẫn còn không tất yếu kích phát rơi hút máu biến thân. Huyết hải trên không kén máu, từ vô số mảnh khảnh tơ máu bệnh mà thành, một tầng lại một tầng, đem Azelena bao khỏa phải cực kỳ chặt chẽ. Tiêu Phàm vận khởi thiên nhãn thần thông, trong mắt lục mang lấp lánh, lập tức liền rõ ràng qua kén máu, mơ hồ nhìn đến tình hình bên trong. Chỉ thấy Azelena toàn thân trần trụi, hai tay ôm ngực, co quắp tại kén máu bên trong. Chính lâm vào thật sâu ngủ say bên trong, trên mặt vẫn như cũ trải rộng nếp nhăn, chợt nhìn đi lên, cùng bảy ngày trước không có chút nào khác biệt. Tiêu phàm sắc mặt, nhưng dần dần trở nên hòa hoãn. Mặc dù Azelena bên ngoài đồng hồ tạm thời không có bao nhiêu cải biến, nhưng khí thức vô cùng bình ổn. Tại tiêu phàm thần niệm điều tra phía dưới, không có phát hiện có gì không ổn, trong biển máu sinh mệnh tinh hoa, chính liên tục không ngừng tiến vào Azelena thể nội. Tiêu phàm tinh thông y lý, lý thuyết y học, rất rõ ràng gặp tình hình như vậy. Chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sớm muộn có một ngày, Azelena bị rút đi sinh mệnh tinh hoa sẽ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng có bổ ích. Emina cùng Clement ở chỗ này tu luyện nhiều năm, riêng phần mình đều tại thể nội ngưng kết ra ẩn chứa hải lượng sinh mệnh tinh hoa huyết đan, chính là chứng cứ rõ ràng. Tiêu phàm thật lâu nhìn chăm chú ngủ say Azelena, trong mắt lộ ra yêu thương chị ý. Nhưng không có nếm thử đi tỉnh lại nàng, dưới mắt, tuyệt đối hay là không nên tùy tiện đi đánh gãy Azelena chữa thương tiến trình. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi khôi phục, luôn có một lần nữa gặp nhau một ngày, chốc lát, tiêu phàm trong mắt lục mang dần dần biến mất. Nhưng đầu lại, Nhìn về phía Mikhail cùng Miranda, nói, "Phu nhân, bá tước tiên sinh, ta muốn xuống đến đáy nước đi tận mắt xem xét." Đã nơi đây là đổ sụp không gian thông đạo di chỉ, Tiêu Phàm khẳng định phải đem chỗ có biến đều hiểu rõ ràng. Từ lúc Từ Thanh Dương tổ sư miệng bên trong hiểu rõ đến năm đó một chút tình huống về sau, Tiêu Phàm hay là lần đầu tìm tới năm đó sụp đổ không gian thông đạo di chỉ. Nơi này, có lẽ có ít không giống bình thường chỗ, cũng cũng chưa biết chỉ là tiêu phàm không hiểu được thủy độn chi thuật, muốn xâm nhập đáy nước, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Bất quá Miranda lập tức thay hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nói tiêu phàm, người muốn tới đáy nước đi thăm dò nhìn, nhất định phải trước học được thủy độn thuật. Nếu như ngươi không phản đối, ta đem cái này độn thuật truyền thụ cho ngươi đi. Huyết tộc người lấy huyết hải làm bồi bổ thánh địa, thủy độn thuật Miranda là rất tinh thông. Tiêu phàm đương nhiên sẽ không phản đối. Từ khi nắm giữ phong độn thuật về sau, Tiêu Phàm đã sớm cảm nhận được những này độn thuật tác dụng cực lớn. Không nói những cái khác, thi triển phong độn thuật thời điểm, loại kia ngự phong phi hành khoái cảm, tuyệt không phải người bình thường có thể thể sẽ có được. Chắc hẳn học xong thủy độn thuật về sau, ở trong nước tự do lướt đi, khẳng định lại là một loại khác khoái cảm. Mà lại sau này ra vào dưới nước, liền muốn thuận tiện phải nhiều, tuyệt đối là cực kỳ áp dụng pháp môn mikhail ngầm cười nói cái này thủy độn thuật là chúng ta huyết tộc cao tầng mới có thể tu luyện pháp thuật một trong tương đối mà nói tương đối phức tạp lĩnh mộ thời gian có thể sẽ hơi lâu một chút còn muốn mời tiêu tiên sinh nhiều mấy phân kiên nhẫn mới được tiêu phàm mỉm cười đáp tạ ơn bá tước tiên sinh ta nhất quán tương đối có kiên nhẫn mikhail liền cười lên ha hả hiện tại xác nhận azelena không việc gì tiêu phàm đối bọn hắn huyết tộc người cảnh giác hẳn là xuống đến thấp nhất tin tưởng sau này lẫn nhau ở giữa có thể thành lập được rất thân mật hữu nghị. Có dạng này một vị làm người chính trực, pháp lực cao thâm đông phương người tu chân làm bằng hữu, thực tế là một chuyện may lớn. Đối với Miranda chủ động đem thủy độn thuật truyền cho Tiêu Phàm, Mikhail cũng là hào không phản đối. Hắn còn muốn thừa dịp Tiêu Phàm ở đây khoảng thời gian này, nhiều hơn cùng Tiêu Phàm giao lưu đâu. Lấy Tiêu Phàm dưới mắt tu vi, trao đổi lẫn nhau thời điểm, khẳng định là bọn hắn thu hoạch càng nhiều lập tức ba người một lần nữa trở lại vi hình duy đàn bảo trong mật thất, Miranda đem thủy độn thuật kỹ càng giảng giải cho tiêu phàm biết được. Quả nhiên như là Mikhail lời nói, cái này thủy độn thuật có chút cao thâm, lĩnh ngộ tu luyện, cũng không dễ dàng. Càng như vậy, tiêu phàm càng là cao hứng, cần biết hắn lúc trước thế nhưng là hoa hai tháng luyện hóa một chút ngân dược lôi bằng nội đan, mới miễn cưỡng nắm giữ một điểm gió độn thuật ra mau. Cái này thủy độn thuật danh liệt ngũ hành độn thuật một trong, nhất định có nó chỗ bất phàm. Bất quá tại Miranda xem ra, tiêu phàm đối nước độn thuật lĩnh ngộ, đã đến trình độ khủng bố. Lúc trước nàng học tập môn này độn thuật, chọn vẹn hoa 3 tháng mới hơi có chút thành tựu. Hiện tại ba canh giờ không đến, tiêu phàm đã đại khái thông hiểu nước độn thuật cơ bản pháp môn. Tự nhiên, tiêu phàm có thể có khủng bố như vậy lĩnh ngộ tốc độ, nó vừa cùng hắn bản thân cực kỳ kiệt xuất thiên phú có quan hệ, cho tới bây giờ, phàm là gặp qua hắn những cái kia đại năng giả, mặc kệ là bạn là địch, liền không có một cái không cho rằng hắn thiên phú dị bẩm. Nguyên nhân thứ hai thì là Tiêu Phàm lĩnh ngộ phong độn thuật trước đây. Cứ việc thủy độn thuật hòa phong độn thuật là hoàn toàn khác biệt hai loại độn thuật, tóm lại có chỗ giống nhau. Năm ngày quá khứ, Tiêu Phàm lần nữa bay đến huyết hải trên không, lặng lặng nhìn qua dưới chân bình tĩnh mặt biển. Miranda cùng Mikhail một trái một phải, đi theo bên cạnh hắn, Miranda nói: "Tiêu Phàm, hiện tại ngươi dù nhưng đã lĩnh hội nước độn thuật tinh túy nhưng cái này huyết hải không so nó nước của hắn vực. Trong biển ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh linh khí, đối tại tu sĩ chúng ta mà nói, áp lực chi lớn, xa không phải phổ thông thủy vực có thể so sánh. Một khi phát hiện tình hình không đúng, người phải kịp thời ra, không nên miễn cưỡng. Nói, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ sầu lo, cái này dưới đất động đá vôi tựa như một cái cự đại cái phếu, huyết hải bên trong trung tâm, thâm bất khả chắc. Cứ việc nàng cùng Mikhail đều tinh thông thủy độn thuật, hai người liên thủ cũng chưa từng đến qua huyết hải chỗ sâu nhất chỉ cách phải xa xa hướng không gian thông đạo di chỉ thăm dò qua vài lần cũng bởi vì chịu không nổi huyết hải chỗ sâu to lớn linh khí áp lực không thể không vội vội vàng vàng rời đi tiêu phàm mặc dù tu vi tại bọn hắn phía trên dù sao vừa mới học được thủy độn thuật không lâu miranda lo lắng hắn một mực xính cường đến lúc đó chỉ sợ sẽ xảy ra bất chắc bất kể nói thế nào tiêu phàm dưới mắt cũng là trọng thương chưa lành Miranda lúc đầu khuyên qua tiêu phàm, để hắn điều dưỡng một đoạn thời gian nữa, các thân thể pháp lực đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại xuống nước điều tra không muộn. Tiêu phàm lại kiên trì muốn trước xuống nước nhìn xem, nơi này ẩn giấu đi một cái chân chính không gian thông đạo di chỉ, không làm rõ ràng, tiêu phàm thực tế không có cách nào ổn định lại tâm thần đả tọa điều tức. Huống chi, trải qua trước 7 ngày trước vận công chữa thương, tiêu phàm phát hiện viên kia được từ bạch tuộc quái thú lớn bằng ngón cái huyết đan, Tựa hồ cùng được từ Emina thể nội huyết đan có chút khác biệt, cần phải thật tốt nghiên cứu một phen mới có thể tiếp tục luyện hóa. Đã như vậy, hay là hướng dò xét tra một chút đáy nước tình hình lại nói. Phu nhân không cần phải lo lắng, ta tự mình biết nặng nhẹ, sẽ không quá miễn cưỡng. Mắt thấy Miranda 10 điểm lo lắng, tiêu phàm liền thấp giọng nói. Ừm, Miranda khẽ vốt cầm, tiêu phàm không trần chờ nữa, hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng phía dưới bên cạnh huyết hải hạ xuống đi tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, một cái nhàn nhạt, nhạt lồng ánh sáng màu xanh nước biển nổi lên, đem toàn thân hắn đều bao bọc ở lồng ánh sáng bên trong. Lập tức, Tiêu Phàm cả người đều vô thanh vô tức chui vào đến biển dưới mặt. Miranda cùng Mikhail liếc nhau, ai cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng lơ lửng tại huyết hải trên không, một bên hút vào huyết hải sinh mệnh tinh hoa, một bên chờ đợi Tiêu Phàm tin tức. Dưới mặt nước, Tiêu Phàm quanh người lồng ánh sáng màu xanh nước biển lóng lánh quang mang nhàn nhạt. nhạt đem bốn phương tám hướng vào tới huyết thủy đều ngăn trở bên ngoài, không nhanh không chậm hướng về huyết hải chỗ sâu hạ xuống. Tiêu phàm trong mắt lục mang lấp lẽ, vận khởi thiên nhãn thần thông, đánh giá tình hình chung quanh. Nơi này trung quy không phải chân chính hải dương, mà là từ máu tươi tạo thành lòng đất hồ nước, trong hồ nước tự nhiên không có thủy sinh động vật. Dõi mắt chỗ đến, một mảnh đỏ thắm, trừ màu đỏ hay là màu đỏ. May mắn tiêu phàm tu luyện thiên nhãn thần thông hơi có chút thành tựu, không phải vẻn vẹn cái này diễm lệ vô so hồng mang, là đủ đối cặp mắt của hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Dù là như thế, cái này vô cùng vô tận đỏ tươi, vẫn là để tiêu phàm trong đầu rất không thoải mái. Theo hắn dần dần xâm nhập đáy biển, quanh người huyết thủy trở nên cực kỳ sền sệt, tiêu phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, bốn phía khổng lồ sinh mệnh tinh khí áp lực đại tăng. Tiêu phàm lập tức hướng tránh nước che đậy bên trong đưa vào càng nhiều linh lực, hào quang màu xanh nước biển bỗng nhiên tăng cường, đem không ngừng tăng lớn linh áp ngăn cách bên ngoài. chương 662, đáy biển kỳ chân. Chân chính áp lực, tại tiêu phàm xuống đến mấy chục trượng chỗ sâu về sau, bắt đầu nổi bật ra. Dựa theo Miranda giảng giải, mấy chục trượng sâu phổ thông thủy vực, tự nhiên sẽ không đối nàng thủy độn thuật tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng tại trong biển máu thì là hoàn toàn không giống. Nơi đây huyết thủy chẳng những trở nên phi thường sền sệt, áp lực đại tăng, đồng thời giống như là có tự chủ linh tính, Bắt đầu công kích tiêu phàm cái này kẻ ngoại lai, vô số tơ máu vặn vẹo lên, liều mạng hướng thủy lam sắc vòng bảo hộ xung kích, muốn thấu thể mà vào. Những này tơ máu lực công kích cứ việc cũng không 10 điểm mạnh mẽ, lại tựa hồ như có ăn mòn vòng bảo hộ năng lực, đơn độc một đầu tơ máu tất nhiên là không có ý nghĩa, nhưng mà thành trên ngàn vạn cái tơ máu đồng loạt công kích, lực lượng liền trở nên cực kỳ khủng bố. Thủy lam sắc vòng bảo hộ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên yếu ớt xuống dưới vì giữ gìn vòng bảo hộ ổn định, tiêu phàm pháp lực tiêu hao, rõ ràng gia tăng. Mỗi hướng xuống xâm nhập một trường, pháp lực tiêu hao liền gia tăng một phân. Tiêu phàm trọng thương chưa lành, thể nội pháp lực vốn cũng không phải là cỡ nào hùng hồn, hiển nhiên còn như vậy tiêu rông dài, chỉ sợ chưa đến huyết hải dưới đáy, trước liền không kiên trì nổi. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên duỗi ra cánh tay phải, nhẹ nhàng chống đỡ thủy lam sắc phòng bảo hộ, trên cánh tay, một cái ngân rực lôi bằng đồ án, Bỗng nhiên hiển hiện ra, rõ ràng dị thường. Quanh một tiếng, thủy lam sắc phòng bảo hộ bên trên bỗng nhiên ngân hồ lập lè nguyên bản nhập thân vào vòng bảo hộ phía trên vô số tơ máu, giống như là gặp trời sinh khắc tinh, tại mảnh khảnh ngân sắc hồ quang điện lấp lé bên trong, hóa thành hư không. Tiêu Phàm vậy mà đem ngân dược lôi bằng lôi điện chi lực, ra chỉ đến vòng bảo hộ bên trong. Dạng này tiện tay phóng xuất ra lôi điện chi lực, tự nhiên còn lâu mới có thể cùng lôi bằng biến thân thời điểm khủng bố đánh đồng nhưng dùng tới đối phó những này không người thúc làm tơ máu, lại là thước tha có dư. Đồng thời dưới chân trầm xuống, tăng thêm tốc độ hướng huyết hải chỗ sâu cấp tốc rơi xuống. Như là tiêu phàm đoán trước như thế, chỗ này tại động đá vôi chỗ sâu dưới mặt đất huyết hải, trên thực tế là một cái vòng tròn hình mũi khoan cái phễu trạng thái, hai bên nhanh chóng hướng trung ương thu hẹp, vị trí trung tâm thì kỳ sâu vô so. Tại thủy độn thuật cùng lôi điện chi lực hỗn hợp sử dụng dưới tình hình, tiêu phàm nhanh chóng hạ xuống hai hơn trăm trượng. Suốt cuộc nhìn thấy một cái lõm hình nón miệng, từ xa nhìn lại, cái này hình nón miệng đường kính bất quá mấy mét, cùng miệng núi lửa ngoại hình cực kỳ cùng loại. Tiêu phàm cảm nhận được từng tia từng sợi không gian vặn vẹo chi lực, cứ việc người điểm yếu ớt, nhưng đúng là không gian chi lực không thể nghi ngờ. Tiêu phàm dưới chân, chưa tiếp xúc đến thực địa, chữ màu đỏ càn khôn đỉnh liền bắn ra, tại tiêu phàm trước mặt tự hành xoay tròn lấy, phóng xạ ra một cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án dung nhập vào bên người thủy lam sắc vòng bảo hộ bên trong, lập tức cái này lôi quang ẩn ẩn, hồ quang điện lè lè vòng bảo hộ. Liền bị nhuộm thành chữ màu đỏ, đỏ trắng lam ba loại nhan sắc, giao thế lấp lóe lộ ra mỹ lệ vô so. Kia cậu yếu ớt không gian chi lực, khoảnh khắc liền tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu phàm không khỏi âm thầm gật đầu, nơi này quả nhiên là đã từng sụp đổ không gian thông đạo lối vào. Vì không để tiêu phàm bị không gian chi lực tổn thương, càn khôn đỉnh tự động hộ chủ. Chỉ bất quá nơi đây không gian chi lực, rất là yếu ớt. Không hề giống là bất cứ lúc nào cũng sẽ nặng mới mở ra thông đạo dáng vẻ. Xem ra Mikhail suy đoán cũng có phần có đạo lý, Azelena thể chất đặc thù cùng to lớn tiềm lực, tạm thời trì hoãn chỗ này không gian thông đạo phế tích dị biến. Tiêu phàm mặc dù là lần đầu tiếp xúc không gian thông đạo loại này kỳ quỷ thiên địa lực lược, lại nhiều lần ra vào qua tu di không gian, đối cái này không gian chi lực cũng không tính mù tịt không biết, so phổ thông tu sĩ còn mạnh hơn nhiều. Từ như thế yếu ớt không gian ba động để phán đoán, nếu như không có người thi triển kinh thiên bí thuật cưỡng ép mở ra, cái này không gian thông đạo trong ngắn hạn, xác thực sẽ không tự hành mở ra. Tiêu phàm nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống địa. Chỉ cần Azelena không có gặp nguy hiểm, hắn liền yên tâm, hiển nhiên ngân sắc lôi điện đối phó trong biển máu tơ máu rất có hiệu quả, tiêu phàm liền không có vội vã trở về trên bờ đi, bắt đầu nhiều hứng thú đánh giá cái này thâm bất khả chắc hình nón miệng. Cái này một quan sát tỉ mỉ, lập tức để tiêu phàm trợn mắt hốc mồm. Tại hình nón miệng trung tâm nhất lõm trong máng, lại có bốn khỏa lớn bằng ngón cái tiểu nhân máu hồng châu tử. Phân biệt khảm nạm tại lỗ khảm trên thạch bích, nhìn qua, cùng hắn nuốt viên kia huyết đan cơ hồ giống nhau như đúc. Huyết đan bên trong ẩn kinh người linh lực, tiêu phàm thế nhưng là thấm sâu trong người. Hơn 10 ngày đến, hắn nuốt viên kia huyết đan, vẻn vẹn chỉ là luyện hóa cực ít một bộ phân, liền đã bổ về hắn cương ép kích phát lôi bằng biến thân chỗ hao tổn phải không còn một mảnh linh lực. Nếu như cái này mấy quả huyết châu quả thật cùng hắn nuốt huyết đan là cùng một loại đồ vật, kia còn phải rồi. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm không chút do dự, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một con sữa bàn tay lớn màu trắng tại vòng bảo hộ bên ngoài hóa hình mà ra, mang theo ngân sắc lập lòe hồ quang điện, đem bốn phía chen chúc mà đến tơ máu đều xua đuổi đến một bên, Thoáng qua liền tóm lấy trong đó một viên huyết hồng sắc viên châu, cái này lòe lòe ngân sắc hồ quang điện, tựa hồ là huyết sắc viên châu khắc tinh, không tốn sức chút nào liền đem khảm nạm tại lỗ khảm trên vách đá huyết châu vồ xuống, xuyên thấu qua vòng bảo hộ, giao đến tiêu phàm trong tay. Huyết châu vừa mới đi vào vòng bảo hộ bên trong, tiêu phàm lập tức liền kết luận, cái này huyết châu sắc thực cùng hắn nuốt viên kia là đồng dạng đồ vật, ẩn chứa trong đó tinh thuần vô so sinh mệnh tinh khí. Tiêu phàm lập tức liền hiểu được đây là nhiều năm qua tại cái này huyết hải chỗ sâu nhất tự nhiên hình thành huyết đan áp xúc lấy trong biển máu hải lượng sinh mệnh tinh hoa nó nguyên lý phải cùng huyết đan tại clermen emina cùng trong thân thể hình thành nguyên lý không sai biệt lắm coi như hình thành nguyên lý khác biệt tiêu phàm cũng sẽ không đi truy cứu nhiều khi chỉ cần biết nó như thế là được không cần thiết biết nó vì sao trong chấp nhóm này dù là nhất quán chấn định tiêu chân nhân trong lòng cũng lướt qua một tia cảm giác mừng như điên một viên huyết đan liền đã để hắn được ích lợi không nhỏ, chớ đừng nói chi là, nơi này lập tức xuất hiện bốn khỏa. Xem ra lúc trước Mặc Tư bảo gia tộc đem tổng bộ di chuyển đến nơi đây thật đúng là lớn có đạo lý, dạng này thiên địa linh vật, vô luận ở nơi nào đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Những này huyết đan sở dĩ không có bị Clemen lấy đi, đoán chừng là bởi vì hắn vốn là đã linh lực quá thừa, suốt ngày ở tại huyết hải tu luyện, tùy thời tùy khác đều có thể hấp thu huyết hải tinh hoa hắn đều đã luyện hóa không đến, dư thừa tinh hoa tại hắn trong cơ thể mình tự động tạo ra huyết đan. Tại tiêu phàm cùng tu sĩ khác trong mắt có thể xưng vô giới chi bảo huyết đan, đối Clemen mà nói, bất quá là dư thừa đồ vật mà thôi, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới muốn đem những này huyết đan đều thu thập lại. Về phần những người khác, căn bản liền hạ không đến sâu như vậy dưới đáy, ngay cả Miranda cùng Mikhail liên thủ đều làm không được, đương nhiên cũng liền phát hiện không được những này chân quý vô so huyết đan, toàn đều làm lợi tiêu phàm. Lập tức tiêu phàm không chút khách khí, đem còn sót lại ba viên huyết đan một hái một lần lấy xuống, thu nhập càn khôn đỉnh bên trong mở cỡ nhỏ không gian chữ vật bên trong. Mặc dù không gian kia chưa đủ lớn, thêm ra mấy khỏa nhỏ như vậy huyết đan, nhưng cũng tuyệt đối xem bói quá nhiều địa phương. Hái xong 4 khỏa huyết đan về sau, tiêu phàm lại vận khởi thiên nhãn thần thông, tại hình nón miệng chung quanh cẩn thận tìm kiếm, muốn có càng nhiều thu hoạch, kết quả lại là thất vọng. Bất quá lập tức, tiêu phàm liền có chút từ mất đất cười một tiếng. Một hơi tìm tới bốn khỏa huyết đan, đã là nhờ trời may mắn, như thế thu hoạch khổng lồ, mình thế mà còn không thỏa mãn, bởi vì không có tìm được càng nhiều huyết đan mà thất vọng. Lúc nào, vô cực môn tiêu trưởng giáo trở nên dạng này tham lam rồi. Cười một tiếng chi dư, tiêu phàm trong lòng lại là run lên. Mặc kệ đối với người nào đến nói, tham lam đều tuyệt đối không phải đáng giá tán dương Mỹ Đức, nhất là đối với tiêu phàm mà nói, đây là cần cực kỳ cảnh giác cùng hắn cho tới nay sở thụ đến các loại giáo dục quay lưng cách. Có bỏ mới có được, đây là thiên đạo, cũng là nghiêng ngả không phá chân lý. Con đường tu tiên, vốn là nghịch thiên hành sự, nguyên bản tuổi thọ có hạn phàm nhân, nhất định phải ngạnh sinh sinh kéo dài sinh mệnh của mình, tự nhiên chỉ có thể hướng thiên đạo tác thủ cùng cướp đoạt. Nhưng vẻn vẹn chỉ là tác thủ cướp đoạt, là tuyệt đối không thể chứng được vĩnh sinh chi đạo. Thượng thiên không có tốt như vậy nghịch, người hướng thiên đạo tác thủ cùng cướp đoạt một vài thứ, liền nhất định phải tại phương diện khác cho đền bù. Bồi thường phương thức có rất nhiều loại, vô cực môn lịch đại tương truyền môn quy chính là nhiều làm việc thiện sự tình, rộng tích âm công. Đây là vô cực môn tiền bối tổ sư vì hậu bối đệ tử định ra đến quy củ, cũng là đối thiên đạo đền bù. Lòng tham không đáy, một mực tác thủ giết chóc vô độ, không có chút nào tiết chế người tu chân, kết quả là nhất định sẽ bị thiên đạo ghen ghét. Chẳng những đại đạo khó cầu, thậm chí còn có thể vẫn lạc bỏ mình. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phàm cũng không dừng lại, nhấc lên pháp lực, thân thể chậm chậm hướng mặt nước mà đi. Ước chừng 30 phút sau về sau, mặt nước nổi lên nhẹ nhàng một trận gợn sóng, Tiêu Phàm phá không mà ra. Chính chờ đến có chút nôn nóng, Miranda cùng Mikhail lập tức vẻ mặt tươi cười, tiến lên đón. "Thế nào, Tiêu Phàm, đáy nước có cái gì dị thường a?" Miranda rất vị ý mà hỏi thăm, lời này hỏi được rất có kỹ xảo nếu như mở miệng liền hỏi tiêu phàm phải chăng đến đáy biển chỗ sâu nhất, vậy liền quá không có tiêu chuẩn, lộ ra không tin tiêu phàm năng lực. Miranda là cao quý duy đàn bảo gia tộc Vương Phi, ân tình lão luyện cực kỳ, tự nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tiêu phàm mỉm cười, thu thủy làm sắc phòng bảo hộ, nói, đáy biển chỗ sâu nhất là một cái vòng tròn hình mũi khoan lỗ hồng, hẳn là kia không gian thông đạo đổ sụp về sau di chỉ, ta có thể phát giác được rất rõ ràng không gian ba động bất quá loại này không gian vặn vẹo chi lực rất yếu ớt xem ra xác thực như là bá tước tiên sinh suy đoán như thế trong thời gian ngắn chỉ cần không phát sinh trọng đại ngoài ý muốn không gian thông đạo sẽ không tự tin mở ra sau này trong vòng mấy chục năm nơi này hẳn là sẽ tương đối an toàn dừng một chút tiêu phàm lại tăng thêm một câu như vậy có đúng không kia thật là quá tốt miranda cùng mikhail liếc nhau đều từ đối phương trong mắt đọc được tảng đá lớn rơi xuống đất thần sắc nếu như nói trước đây bọn hắn chỉ là phỏng đoán như vậy hiện tại tiêu phàm tự mình xuống dưới nghiệm chứng về sau liền càng thêm kiên định lòng tin của bọn hắn thời gian mấy chục năm mặc dù cùng bọn hắn huyết tộc dài rằng giặc tuổi thọ tương đối mà nói không tính là gì nhưng có cái này mấy chục năm giảm sóc có lẽ bọn hắn đều có cơ hội bước vào kim đan kỳ cho đến lúc đó coi như không gian thông đạo mở ra đối mặt với huyết linh đại lục truyền đưa tới tu sĩ cấp cao bọn hắn cũng có tự vệ thậm chí tự lập năng lực không đến mức thật thành vì người khác phụ thuộc. chương 663, Huyết tộc truyện cũ Từng điều tra huyết hải đáy biển thế giới, thu hoạch được bốn khỏa huyết đan về sau, tiêu phàm vẫn chưa vội vã rời đi mặc tư bảo, phản té xuống đất động đá vôi ở lại. Cũng không phải tiêu phàm lưu luyến nơi này, mà là hắn dự định trước đem viên kia huyết đan triệt để luyện hóa sau lại định cử chỉ. Dạng này một viên ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh linh khí, không giới xích viêm thảo linh đan, hay là sớm ngày luyện hóa tương đối ổn thỏa hắn ngày đó cưỡng ép kích phát lôi bằng biến thân lưu lại rất nhiều di chứng, cũng cần một một thanh trừ sạch sẽ. Mặt khác, tiêu phàm còn dự định ở đây nhiều cùng Mikhail cùng Miranda trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Hai vị này thế nhưng là huyết tộc vì số không nhiều nhân vật kiệt xuất, tại một cái mặt pháp thế giới, không có huyết hải dạng này đại bổ thánh địa, ngạnh sinh sinh tu luyện tới chút cơ hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, rất là cao minh. Vô cực môn sở dĩ lớn mạnh, hải nạp bách xuyên chính là trong đó có chút mấu chốt một đầu bất luận một loại nào tu tiên chi thuật, đều có thể tạo được tham khảo tác dụng. Tiêu phàm tin tưởng vững chắc điểm này, sự thật chứng minh, tiêu phàm kiên trì là rất có đạo lý. Khoảng thời gian này, hắn một bên ở trong mật thất luyện hóa huyết đan, một bên từng bước loại trừ lôi bằng biến thân lưu lại di chứng, một bên dành thời gian cùng Miranda Mikhail tiến hành câu thông giao lưu. Tiêu phàm đối Miranda tuyệt kỹ huyết tinh chui nhất là cảm thấy hứng thú. Bất quá Miranda rất tiếc nuối nói cho hắn, cái này tuyệt kỹ, chính là huyết tộc người đặc hiếu, hắn không phải huyết tộc người, coi như tu vi lại cao, cũng vô pháp tại thể nội ngưng kết chảy máu tinh chui tới. Tiêu phàm cũng tịnh không quá ngoài ý muốn, huyết tộc tuyệt kỹ, nếu là tốt như vậy học trộm học nghệ, chỉ sợ cái này huyết tinh chui đã sớm lưu truyền ra đi. Nhưng Miranda lời nói huyết tinh chui tại thể nội bồi dưỡng phương thức, vẫn là để tiêu phàm được ích lợi không nhỏ. Nói ngắn gọn, cái này huyết tinh chui chính là đem một bộ phân tinh nguyên tại thể nội bồi dưỡng thành một kiện vũ khí. Cái này bồi dưỡng thời gian, chỉ ít tại 2 năm trở lên. Huyết tinh chui uy lực lớn nhỏ, hoàn toàn quyết định bởi tại bồi dưỡng người tu vi cao thấp. Cùng huyết tinh chui bồi dưỡng thời gian dài ngắn, bồi dưỡng thời gian càng dài, huyết tinh chui bên trong ẩn uy lực liền càng mạnh, một khi phóng xuất ra, nhanh như thiểm điện, uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đây là cực thiểu số mấy loại có thể vượt cấp công kích tu sĩ cấp cao vũ khí bí mật. Nếu như huyết tinh chui bồi dưỡng thời gian đủ dài, ẩn tinh nguyên đủ nhiều tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, cấp thấp tu sĩ cũng có thể trọng thương thậm chí là diệt sát tu sĩ cấp cao. Tỷ như trước đó vài ngày trận chiến kia, Miranda cùng Mikhail Tu Vi rõ ràng so sánh với Clermain thấp một cái đại cảnh giới, huyết tinh chui phát ra về sau, lại hai lần đều không thất bại. Đều đều làm bị thương Clermain, đương nhiên, cái này huyết tinh chui uy lực to lớn, thiếu hụt cũng đồng dạng rõ ràng. Huyết tinh chui tất cả uy lực, đều đến từ ẩn chứa trong đó huyết mạch tinh nguyên, trên thực tế, là thanh mình một bộ phân tinh nguyên cưỡng ép ép xúc vào một chỗ, một lần tính thả ra ngoài. Một khi làm sau khi dùng qua, bộ này phân tinh nguyên chẳng khác nào vĩnh cửu tổn thất hết. Huyết tinh chui uy lực càng lớn, tổn thất tinh nguyên thì càng nhiều. Vì ngưng kết cái này huyết tinh chui, không thể tránh né muốn lên lụy tiến độ tu luyện của mình. Cho nên, bình thường đến nói, cái này huyết tinh chui chỉ có thể làm thủ đoạn cuối cùng, bảo mệnh lúc mới sẽ dùng tới. Phổ thông giao chiến tuyệt không có ai sẽ sử dụng huyết tinh chui đối địch. Cũng may huyết tộc thọ nguyên dài rằng rạc, xa tại người bình thường loại phía trên, hao phí một chút tinh nguyên cùng tương đương mấy năm thời gian tu luyện đến tại thể nội thai ngén như vậy một kiện bảo mệnh pháp bảo, đem hai cùng so sánh, cũng còn có lợi. Biết rõ tiêu phàm không phải huyết tộc huyết mạch, không cách nào ngưng kết huyết tinh chui, Miranda vẫn không do dự chút nào đem bồi dưỡng huyết tinh chui pháp môn truyền cho tiêu phàm, có lẽ tiêu phàm có thể tìm tới cái khác vật thay thế, cũng bồi dưỡng ra cùng loại huyết tinh chui bảo vật đâu. Ngoài ra, tiêu phàm còn tại Mikhail nơi đó hiểu rõ đến rất nhiều tu chân giới sự tình. Làm một tên huyết tộc người, Mikhail thực tế sống được đủ dài thọ, đối với tiêu phàm là phát sinh ở hơn một ngàn năm trước xa xôi cố sự. Đối Mikhail đến nói, liền còn lâu mới có được như vậy cổ lão, cũng chính là ba, bốn trăm năm trước phát sinh sự tình. Thậm chí huyết tộc một chút tuổi thọ đặc biệt dài lão nhân, còn đã từng tận mắt chứng kiến qua hơn nghìn năm trước trung thổ thế giới lần kia tu chân giới đại chiến. Mikhail rất nhiều tri thức, liền bắt nguồn từ huyết tộc những nguyên lão này. Tiêu phàm lần đầu biết được, cái gọi là trung thổ thế giới, nhưng thật ra là một cái cực kỳ rộng lớn địa vực khái niệm, xa xa không chỉ bao hàm địa cầu như thế một khỏa tinh cầu mà thôi, mà là bao hàm 10 điểm rộng lớn tinh không. Mà những cái kia không gian thông đạo, cũng không hề chỉ trên địa cầu tồn tại, tại cái tinh vực này những tinh cầu khác bên trên, thậm chí hư không ở giữa đều tồn tại. Nhưng mà cái này cái gọi là rộng lớn địa vực cũng chỉ là so ra mà nói. Dựa theo những cái kia trường thọ huyết tộc lão nhân miêu tả, bọn hắn tổ tinh sở tại địa huyết linh đại lục, liền rộng lớn đến kinh người. Vẹn vẹn một mảnh huyết linh đại lục, liền muốn so bao hàm rộng lớn tinh không trung thổ thế giới còn phải lớn hơn nhiều. Phía trên sinh tồn các loại sinh linh, số hàng mấy chục tỷ. Địa cầu chỗ trung thổ thế giới Kỳ thật chính là một cái không gian thông đạo điểm tụ. Đối với những cái kia to lớn giao diện tu sĩ mà nói, cái này thật chỉ là một cái nhỏ đến thương cảm tiểu thế giới mà thôi. Thậm chí cũng không thể xem như một cái chân chính giao diện. Hiểu rõ đến những vật này về sau, Tiêu Phàm mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì không gian thông đạo đối với người tu chân đến nói, trọng yếu như vậy. Từ khi luyện hóa ngân dược lôi bằng nội đan, nắm giữ một chút gió độn thuật ra mau, Tiêu Phàm liền đối không gian thông đạo tồn tại rất nghi hoặc đã tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể nắm giữ phi độn thuật, đồng thời tốc độ không chậm, vậy còn muốn không gian thông đạo làm cái gì đây? Muốn đi địa phương khác, bay thẳng quá khứ chính là. Mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ là nắm giữ một điểm gió độn thuật ra mau, nhưng tiêu phàm tin tưởng vững chắc, theo cảnh giới đề cao, hắn phi độn tốc độ nhất định sẽ càng lúc càng nhanh. Trên địa cầu lại địa phương xa, cũng có thể sáng đi chiều đến. Nghe Mikhail miêu tả qua giao diện rộng rãi, tiêu phàm mới biết được, chính mình lúc trước suy nghĩ là cỡ nào buồn cười. Lấy hắn hiện tại tốc độ bay, dù là những nhân tố khác một mực bất kể, chỉ là không ngừng mà phi hành về phía trước, muốn bay ra Thái Dương Hệ, cũng tuyệt đối là mơ mộng hão huyền sự tình, coi như lại cho hắn một nghìn lần tuổi thọ, cũng chỉ có thể trên đường tươi sống mệt chết hoặc là hao hết sinh mệnh, thọ hết chết già. Chớ đừng nói chi là rét lạnh sâu trong hư không, ẩn giấu vô số nguy hiểm không biết, bất kỳ cái gì đồng dạng, đều có thể muốn tính mạng của hắn mà một cái tinh cầu, thậm chí tinh cầu bên trên một phiến đại lục, liền so toàn bộ trung thổ thế giới còn rộng lớn hơn, càng làm cho tiêu phàm khó có thể tưởng tượng. Trừ giao diện địa vực rộng rãi, tiêu phàm cũng đại khái biết rõ ràng người tu chân đẳng cấp. Huyết linh đại lục huyết tộc người, cùng nhân loại bình thường, tại tu chân đẳng cấp vạch chia lên, là thông dụng. Đều là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, ngộ linh như thế năm cấp bậc. Trừ luyện khí kỳ chia làm 9 tầng mà bên ngoài, nó dư mỗi cấp bậc đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hoặc là sơ giai, trung giai cùng cao giai. Ngộ linh kỳ tu sĩ là tất cả những này dưới cùng giao diện đẳng cấp cao nhất người tu chân, đại biểu cho sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí tinh túy, đem thiên địa nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, lấy tăng tiến vào tự thân thọ nguyên, đạp lên chân chính trường sinh đại đạo. Đương nhiên, tại nó thế giới của hắn, hoặc là những chủng tộc khác, đẳng cấp vạch phân có chỗ khác biệt, nhưng đại khái thực lực là không sai biệt nhiều, rất khó có cái nào đó chủng tộc có thể thu hoạch được ưu thế áp đảo. Tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, những này đẳng cấp phạch phân, tại vô cực môn có lẽ có khác quy tắc. Tựa hồ luân hồi cảnh trở xuống, vẫn còn chúc cơ kỳ, luân hồi tướng viên mãn, khả năng liền tương đương với cái khác lưu phái chúc cơ hậu kỳ đại thành tu sĩ. Mà đặt chân thiên nhân tướng tiêu chí, hẳn là ngưng kết kim đan. Nếu như không thể ngưng kết kim đan, vậy liền nhiều nhất chỉ có thể lược khuy môn kính, từ đầu đến cuối khó mà chân chính bước vào thiên nhân cảnh. Bất quá, thiên nhân tướng hết thảy có lục trọng cảnh giới tu luyện, lại để cho tiêu phàm cảm thấy mê hoặc. Chẳng lẽ tại vô cực trong truyền thừa, Kim Đan Kỳ muốn chia làm 6 cấp bậc? Hay là nói, thiên nhân tướng bản thân liền bao hàm cái khác lưu phái Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ hai cái cấp bậc? Dù sao dựa theo Mikhail thuyết pháp, tu sĩ một khi đột phá Nguyên Anh Kỳ bình cảnh, chẳng khác nào đột phá cái này một giới thiên địa pháp tác ràng buộc, có thể lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí tinh túy, có thể phi thăng lên giới, tu luyện thành tiên. Cái này tựa hồ lại cùng vô cực môn trường sinh tướng cảnh giới không bàn mà hợp. Người xưa kể lại, bước vào trường sinh cảnh về sau, liền có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, hóa thành tự thân tinh hoa, liên tục không ngừng bổ sung thọ nguyên. Vô cực môn phi thăng ba pha, thiên nhân tướng chỉ là cơ sở, trường sinh tướng mới thật sự là trọng điểm, bước vào trường sinh cảnh, phương mới tính được là nói. Về phần tạo hóa tướng, trước mắt cách quá mức xa xôi, tiêu phàm không có đi tưởng tượng kia là loại cảnh giới nào. Mikhail tự nhiên không biết tiêu phàm trong lòng những ý niệm này, đối với tiêu phàm tuổi còn trẻ, liền có thể ngưng kết kim đan thành công, khen không dứt miệng, mảy may cũng không che giấu mình hâm mộ và hướng tới ánh mắt. Mặc dù nói, bởi vì thọ nguyên hạn chế, nhân loại tu sĩ có rất nhiều cái khác năng khiếu, không phải huyết tộc người có thể chịu được bằng được, nhưng tiêu phàm khủng bố như vậy tiến giai tốc độ, vẫn là để người giận xem líu lưỡi, không dám tin. Mikhail chỉ có thể đem cái này đều đổ cho tiêu phàm thiên phú kiệt xuất. Mỗi cái thời đại, mỗi cái chủng tộc đều sẽ hiện ra một chút thiên phú cực kỳ xuất chúng ra hỏa. Tiêu phàm hẳn là dạng này thiên tài trong thiên tài. Đối với tiêu phàm ngày đó diệt sát bạch tuộc quái thú lôi bằng hóa thân, Mikhail càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn hắn huyết tộc cũng có rơi hút máu biến thân, nhưng cùng tiêu phàm lôi bằng biến thân tương đối mà nói, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Biến thân về sau, lại có thể diệt sát so với mình cấp bậc cao hơn nhiều tu sĩ, không khỏi quá thần kỳ chút. Tại cùng Tiêu Phàm giao lưu quá trình bên trong, Mikhail không ngừng mà nói bóng nói gió, muốn tìm hiểu chân tướng, mỗi lần đều bị Tiêu Phàm mập mờ mang qua. Càn Khôn đỉnh, tu di không gian, thủy tổ tàng bảo các, ngân dược lôi bằng nội đan cùng tinh huyết, cùng cùng chuyện như vậy, Tiêu Phàm việt không có khả năng tiết lộ cho Mikhail biết được thậm chí ngay cả hắn tín nhiệm nhất hồng nhan chi kỷ, cũng chỉ biết một cái đại khái. Cho đến trước mắt, đây là tiêu phàm bí mật lớn nhất. Tại một cái ở vào không gian điểm tụ giao diện bên trong, khắp nơi ồn ào mình có một kiện tu di chi bảo, quả thực chính là hành động tự sát. Một khi những cái kia đổ sụp không gian thông đạo nặng mới mở ra, từ giới diện khác truyền đưa tới một chút cường đại tu sĩ, biết tiêu phàm trên thân có như vậy trọng bảo, trừ lập tức chạy trốn, tiêu chân nhân bây giờ không có lựa chọn tốt hơn tiêu chân nhân lắc mình biến hóa, trở thành tiêu chạy một chút, chẳng lẽ chơi rất vui a à? chương 664, Phản Phệ Hơn một tháng sau, tiêu phàm phát hiện, mình thật coi thường cưỡng ép kích phát lôi bằng biến thân lưu lại dưới hậu hoạn. Mà lại, hắn không phải huyết tộc người, trước sau hai viên huyết đan, cũng tuyệt không phải tốt như vậy thôn phệ. Một ngày này, tiêu phàm ngay tại mật thất đả tọa, luyện hóa huyết đan. Hết thảy đều để tiêu chân nhân rất hài lòng huyết đan đã cơ bản luyện hóa hoàn tất, khổng lồ sinh mệnh tinh khí, chuyển hóa thành hùng hậu vô so pháp lực, chứa đựng đến đan điền của hắn trong khí hải, nguyên bản chỉ có đậu xanh lớn nhỏ kim đan, có biến hóa rõ ràng, trở nên không sai biệt lắm có đậu nành lớn nhỏ, lấp lánh kim quang cũng so lúc trước càng thêm thuần túy, sáng ngời. Từ ngân rực lôi bằng trên nội đan hướng kim đan chuyển di tinh hoa tốc độ, rõ ràng so trước kia càng mau một chút. Tiêu phàm chỉ cảm giác phải của mình tứ chi bách hài, đều tràn đầy linh khí linh lực, Tinh thần cực độ sung mãn, bản thân cảm giác cường đại trước nay chưa từng có. Ẩn ẩn có muốn đột phá Thiên Nhân Tướng Đệ nhất trọng bình cảnh ý tứ. Cái này làm cho Tiêu Phàm vừa mừng vừa sợ, vui chính là tức sẽ nghênh đón lại một lần đột phá, nếu như có thể thuận lợi bước vào Thiên Nhân Tướng Đệ nhị trọng, không thể nghi ngờ thực lực của hắn lại muốn chướng một mảng lớn. Tại bây giờ cái này nguy cơ tứ phía thời điểm, trên thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ là bảo mệnh tốt nhất thẻ đánh bạc chẳng những có thể để cho mình an toàn hơn, còn có thể làm cho mình người bên cạnh, quan tâm người an toàn hơn. Điểm này, đối với tiêu phàm mà nói, cùng an toàn của mình đồng dạng trọng yếu. Kinh hãi là, lần này đột phá thực tế tới quá nhanh. Cách hắn lần trước ngưng kết kim đan, vẹn vẹn quá khứ mấy tháng. Dạng này tiến giai tốc độ, quả thực là không thể tưởng tượng. Coi như tại một chút tiêu phàm xem như sa cổ thần thoại đến xem điển tịch ghi chép bên trong, loại này tiến giai tốc độ cũng cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi là đại năng giả chuyển thế kim thân, rất nhiều pháp lực đều đều là bẩm sinh, mới có khủng bố như vậy tiến giai tốc độ. Tiêu Phàm cũng không cho rằng mình là nào đó vị đại năng người chuyển thế. Nhưng bất kể như thế nào, như là đã xuất hiện sắp lần nữa tiến giai dấu hiệu. Tiêu Phàm liền bắt đầu tiến hành cần thiết chuẩn bị, cũng may hắn chỗ căn này mật thất, tu kiến phải cực kỳ kiên cố, Tiêu Phàm lại tự tay bày ra hai cái phòng hộ pháp trận. Miranda cùng Mikhail không có đạt được hắn cho phép tuyệt sẽ không tại hắn luyện công thời điểm, bỗng nhiên trước tới quấy giày. Tất cả mọi người là người tu chân, sẽ không phạm dạng này đại húy kỵ. Vận hơi thở một chu thiên về sau, tiêu phàm đem rồi rào chi cực linh lực chậm rãi thu nhập kinh mạch bên trong, liền là đứng dậy, ở trong mật thất chậm rãi đi qua đi lại, trong đầu bắt đầu vuốt thuận khoảng thời gian này đến nay tu luyện tiến trình, xác định không có cái gì lớn sơ hở. Sau đó liền cẩn thận kiểm tra hai cái phòng hộ pháp trận, hết thảy đều xác nhận không sai, lúc này mới lần nữa ở trong mật thất khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công. Cùng lúc đầu ngưng kết kim đan tình huống hơi có khác biệt, một lần kia, tiêu phàm là muốn đem toàn thân pháp lực trạng thái cố định hóa. Áp xúc thành một khỏa kim đan, lần này tiến dai, tiêu phàm thì là muốn đem hơn xa trước kia rồi rào được nhiều pháp lực, tất cả đều áp xúc tiến vào trong kim đan đi. Trên bản chất ngược lại là đồng dạng, trải qua kim đan chuyển hóa pháp lực, sẽ xa so chút cơ kỳ pháp lực muốn thuần túy được nhiều, ẩn chứa uy lực cũng phải lớn hơn nhiều mỗi tiến dài một lần trong kim đan có thể dung nạp linh lực thì càng nhiều phóng xuất ra linh lực cũng càng thuần túy hết thảy đều tiến hành phải đâu vào đấy tiêu phàm vận khởi thiên nhãn thần thông nội thị chi pháp nhìn xem toàn thân pháp lực từ kỳ kinh bát mạch bên trong dần dần hướng đan điền khí hải tập trung lại một tia bị kim đan hút thu vào ngay lúc sắp đại công cáo thành không khỏi một trận mừng rỡ dị biến nhưng vào lúc này phát sinh một mảnh huyết quang không có dấu hiệu nào tại hắn trong kim đan phóng lên tận trời đem kim đan nguyên bản vàng óng ánh nhan sắc lập tức che lấp phải sạch sẽ phảng phất thoáng qua ở giữa hắn kim đan liền biến thành một viên huyết đan ngay sau đó toàn bộ đan điền khí hải đều biến thành huyết hồng sắc cỗ này đỏ bừng huyết quang khí thế hùng hổ hướng về lặng lặng ở tại kim đan một bên lôi bằng nội đan đánh tới tựa hồ muốn đem lôi bằng nội đan bao vây lại một ngụm nuốt mất tiêu phàm ám kêu không tốt còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lôi bằng trong nội đan phun ra một đạo tia chớp màu bạc, hung hăng đánh vào máu trên ánh sáng. Trong chốc lát quang mang bắn ra bốn phía, huyết quang giống như là gặp được khắc tinh, bỗng nhiên lui về sau đi. Nhưng thoáng qua ở giữa, trong kim đan lại phun ra một đạo huyết quang, lần nữa hướng lôi bằng nội đan bổ nhào mà đi. Một đạo huyết quang, một đạo điện quang, vậy mà trực tiếp đem đan điền của hắn khí hải xem như chiến trường, liều mạng đọ sức giết mà tiêu phàm bản thân kim đan chi lực thì bị hoàn toàn che đậy, mảy may cũng không phát huy ra được. Tiêu phàm toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy vùng đan điền uyển như dao cắt, từng đợt toàn tâm kịch liệt đau nhức không khách khí chút nào cắn xé lấy hắn toàn thân cao thấp mỗi một đầu thần kinh, mồ hôi lạnh trên trán gợn sóng mà xuống, trong khoảnh khắc liền chảy xuôi thành sông. Thời khắc này tiêu phàm, ngay cả nửa phương pháp phân loại lực cũng không thể vận dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai cỗ lực lượng ở trong cơ thể mình tranh đấu, thúc thủ vô sách huyết quang cùng thiểm điện tại đan điền của hắn nơi khí hải nhiều lần chiến đấu. Sau một lát, huyết quang dẫn đầu đột phá đan điền giam cầm, nhanh chóng vô cùng hướng về tiêu phàm kỳ kinh bát mạch xông tới. Ngân sắc hồ quang điện theo thật sát, tiếp tục tại tiêu phàm kinh mạch bên trong chém giết. Một con ngân rực lôi bằng hư ảnh, tại phần lưng của hắn nổi lên, dần dần rõ ràng, hồ quang điện lập lòe, tựa hồ sau một khắc liền muốn thoát thể bay lên, kia cỗ nóng rực nhói nhói, trực tiếp xuyên vào đến trong xương tủy đi tiêu phàm quát to một tiếng, ngất đi, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm tiêu phàm, mới chậm rãi tại trong mật thất hồi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong óc rung động ầm ầm, toàn thân, toàn thân trên dưới, vô một chỗ không ngứa, vô một chỗ không đau, kia cỗ khó chịu kinh, mảy may cũng không so ngất trước đó yếu lược hơi rất nhỏ một chút. Cũng may hoặc nhiều hoặc ít khôi phục một chút khí lực. Tiêu phàm cắn răng ngồi thẳng người, thử nghiệm chậm rãi thúc làm một chút pháp lực, lập tức làm động tới kỳ kinh bát mạch, kịch đau, dọa đến tiêu phàm lập tức tán pháp lực, không dám tiếp tục tùy tiện thôi động. Ngồi ở chỗ đó thoảng qua trầm tư một chút, tiêu phàm liền cẩn thận từng ly từng tí vận khởi thiên nhãn thần thông, sử dụng nội thị chi pháp. Cái này xem xét phía dưới, dù là tiêu chân nhân nhất quán chấn định, cũng không chịu được trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy đan điền khí hải chỗ, nguyên bản kim chói kim đan, giờ phút này trở nên u ám không sáng, phảng phất một người bệnh nặng một trận, cho tới nay còn tại mang bệnh, chưa từng phục hồi như cũ. Mà giờ khác này cái này trong kim đan lại không phải giống tuyết, mà là tràn ngập chân khí pháp lực, chướng phải so đậu nành còn lớn hơn, cổ chướng tăng 10 điểm khó chịu. Dù coi như như thế, một bên lôi bằng nội đan, vẫn như cũ liên tục không ngừng phóng xuất ra cực kỳ bá đạo linh lực, ngạnh sinh sinh hướng trong kim đan đẻ ép mà đi, kim đan mặc dù cực lực kháng cự, nhưng dù sao cũng kháng cự không được, bị những này bá đạo linh lực một chút xíu chen vào, Tiêu phàm mồ hôi lạnh trên trán lại bá dưới mặt đất đến. Mặc dù hắn chưa hề trải qua loại tình hình này, nhưng cũng có thể suy đoán được, đây là lôi bằng nội đan cùng huyết đan chi lực bắt đầu phản phệ. Nguyên bản hắn tu vi không đủ, hoàn toàn không đủ để thúc đẩy lôi bằng biến thân, lại liên tiếp hai lần cưỡng ép kích phát biến thân, nhất là sau một lần, thậm chí sinh sinh nuốt lôi bằng tinh huyết. Cần biết dựa theo cổ tịch ghi chép, kia ngân dược lôi bằng thậm chí không phải lần này cùng giao diện nên có yêu linh mà là bên trên nhất giai giao diện mới có trời sinh thánh linh. Lôi bằng nội đan đã tàn tạ không hoàn toàn, lại trải qua vô cực thiên tôn luyện chế, tiêu phàm một chút xíu luyện hóa rút ra trong nội đan ẩn chứa tinh hoa, mặc dù cũng có chỗ hại, lại không đến mức lập tức mãnh liệt phát tác, tổng có thời gian chậm rãi nghĩ cách đến loại trừ. Lôi bằng tinh huyết lại chưa từng luyện chế qua, chẳng những ẩn chứa ngân dược lôi bằng khi còn sống thánh linh chi lực, thậm chí còn bao hàm bên trên nhất giai giao diện thiên địa pháp tắc chi lực. Tiêu Phàm cứ như vậy sinh sinh uống vào, cưỡng ép kích phát lôi bằng biến thân cố nhiên cường đại vô so, thực lực tương đương tại Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong bạch tuộc quái thú, cũng không có chút nào kháng cự chi lực, bị nhất cử diệt sát. Tiêu Phàm nhưng cũng bởi vậy gieo xuống mầm tai họa, nếu không phải hắn đã luyện hóa lôi bằng nội đan một chút tinh hoa, đối cái này lôi bằng tinh huyết hoặc nhiều hoặc ít có được chống cự chi lực, đổi một người, chỉ sợ không kịp thi triển biến thân chi thuật liền đã bởi vì dung nạp không dưới khổng lồ như vậy thiên địa pháp tác chi lực mà bảo thể bỏ mình. Nhiều ngày như vậy quá khứ, cái này cuồng bạo yêu linh chi lực rốt cuộc áp chế không nổi, hung hăng bạo phát ra. Về phần huyết đan, chính là được từ Emina cùng bạch Tổ quái thú thể nội. Hai cái này đều là huyết tộc người, cùng nhân loại bình thường chỉ là bên ngoài biểu tượng như, lại tuyệt không phải đồng loại. Bọn hắn luyện hóa huyết linh chi lực, tự nhiên cũng không có khả năng tại không có trải qua mặc cho xử lý ra sao tình huống dưới, liền bị tiêu phàm không tốn sức chút nào hóa thành của mình cái này huyết đan bên trong ẩn chứa hung tàn sát lục chi khí mảy may cũng không tại lôi bằng yêu huyết phía dưới tiêu phàm lấy chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi liền tỉnh tỉnh mê mê đem hai thứ này ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám lung tung phục dụng thiên địa linh vật một hơi đều nuốt xuống tự nhiên là muốn dẫn phát trong cơ thể của hắn thiên hạ đại loạn đến lúc này hắn còn không có bạo thể mà chết thực tế là vận khí tốt đến nghịch thiên lại trong vòng nhìn tới pháp xem kỳ kinh bát mạch tình huống, tiêu phàm xong nghi càng là chăm chú nhau. Tại hắn cơ bản toàn bộ bị đốt bị thương kinh mạch bên trong, chẳng những có lôi bằng chi lực, có huyết đan chi lực, thậm chí ngay cả viêm linh chi lực đều xuất hiện tham gia náo nhiệt. Cái này viêm linh chi nhận ngang ngược chi khí, vốn đã bị ngàn năm tuyết liên phối trí đan dược áp chế xuống, lúc này tiêu phàm bản thân hạo nhiên chính khí hoàn toàn bị dị chủng pháp lực áp chế, cái này ngang ngược chi khí cũng liền thừa cơ ngẩng đầu, quả thực loạn thành một bầy. Mắt thấy mình tình huống trong cơ thể đã hỏng bét đến mức độ không còn gì hơn, tiêu phàm suy nghĩ một chút, liền lấy ra một cái tiểu xảo bạch ngọc bình, mở ra cái nắp, đổ ra hai viên màu ngà sữa dược hoàn, chính là kia ngàn năm tuyết liên phối trí linh đan, cắn răng một cái, đem hai khỏa linh đan đều nuốt xuống. Nguyên bản cái này linh đan là vì áp chế viêm linh chi nhận ngang ngược chi khí điều phối, nhưng nghĩ đến đối lôi bằng yêu linh chi lực cùng huyết đan sát lục khí thức, đều có nhất định áp chế cùng điều hòa tác dụng tiêu phàm rất nhanh liền luyện hóa linh đan tình hình quả nhiên liền phải tốt hơn nhiều bất quá một ngày này tiêu phàm đã không còn dám nếm thử điều khiển chân khí trong cơ thể pháp lực liền nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối hôm sau trời vừa sáng lại tại mật thất bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu điều tức vận động ai ngờ tình hình hay là giống nhau như đúc tại tối hậu quan đầu kim đan cùng pháp lực lần nữa đồng thời mất khống chế tiêu phàm lại là kêu to một tiếng hôn mê bất tỉnh chương 665, Ngọc Núi Trúc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong mật thất tiêu phàm, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, toàn thân khí thức cực kỳ quỷ dị, khi có khi không. Linh lực ba động có đôi khi cường thịnh vô so, hơn xa ngày thường, có đôi khi nhưng lại ba động hoàn toàn không có, phảng phất phàm nhân. Duy chỉ có ánh mắt từ đầu đến cuối thanh tịnh, hiển nhiên linh đài một mực thanh minh, vẫn chưa rơi vào ma trướng bên trong. Lần nữa vận khởi nội thị chi pháp, kiểm tra qua thể nội tình hình về sau, tiêu phàm không do dự nữa, tâm niệm vừa động, càn khôn đỉnh nổi lên, tại trước ngực hắn xoay chậm chậm. Khoảng thời gian này, trải qua liên tục mấy lần nếm thử, tiêu phàm phát hiện, từ đầu đến cuối không cách nào giải trừ thể nội nguy cơ, ngân rực lôi bằng nguyên khí, huyết đan tinh khí cùng viêm linh chi nhận ngang ngược chi khí, quấn quyết lấy nhau, lẫn nhau chinh chiến không ngớt, đều nghĩ chiếm cứ vị trí chủ đạo, khống chế nhục thể của hắn. Trong lúc nguy cấp, tiêu phàm chỉ có thể đem còn có thể điều động chút hít hạo nhiên chính khí tập trung lại bảo vệ mình linh đài để phòng bị những cái kia dị chủng linh lực xâm chiếm nếu thật là linh đài bị ô nhiễm vậy liền thật xong bất quá liền trước mắt mà nói tình hình thực tế không thể lạc quan nếu như trong ngắn hạn lại không nghĩ cách đem những cái kia dị chủng linh lực chấn áp xuống dưới hoặc là tiến hành dẫn đạo không bao lâu tiêu phàm kim đan liền sẽ bị nứt vỡ hạ tràng chính là bảo thể mà chết Trước đó vài ngày cùng Mikhail giao lưu thời điểm, Mikhail liền nói tới qua loại hiện tượng này. Một chút người tu chân không để ý tình huống thực tế, một mực phục dụng dược tính cực kỳ mãnh liệt đan dược, kết quả nhục thân không chịu nổi to lớn dược lực, cuối cùng bạo thể. Tiêu phàm đoán chừng, mình không cẩn thận liền phạm đồng dạng sai lầm. Mắt thấy chuyện gấp, tiêu phàm rốt cuộc lần nữa đem càn khôn đỉnh thế ra. Chỉ có nghĩ biện pháp nguyên thần xuất khiếu, tiến vào tu di không gian đi hướng thanh dương tổ sư thỉnh giáo. Mà lại Tiêu Phàm cũng một mực nhớ muốn đem Thiên Nhân Tướng Pháp quyết truyền thụ cho Thanh Dương Tổ sư. Từ đời thứ 64 đệ tử cho thứ 38 thay mặt tổ sư truyền pháp, nghe vào đầy đủ quỷ dị. Nhưng thế sự vô thường, nhất là tại tu chân giới. Cái gì quái sự cũng có thể phát sinh, suy nghĩ kỹ một chút, dạng này không tính là gì. Bất quá Tiêu Phàm lại không có chút tự tin nào, nhất định có thể lần nữa tiến vào tu di không gian. Hắn trước sau hai lần tiến vào Càn Khôn đỉnh bên trong, đều là tình huống đặc thù. Lần đầu tiên là bởi vì quỷ vương khô lâu kích phát càn khôn đỉnh một ít cấm chế, bảo đỉnh chủ động đem tiêu phàm nguyên thần hút vào. Lần thứ hai đại tuyết sơn chỗ sâu, cũng là ở vào tông già đại sư năm đó tu luyện đắc đạo trong động phủ. Mà lại tiêu phàm ở nơi đó tìm được thiên nhân tướng cả bộ, có thể thấy được tông già đại sư cùng vô cực môn có không nhỏ nguồn gốc. Tại hắn đã từng tu luyện đắc đạo trong động phủ, có một loại nào đó thần kỳ lực lượng khiến tiêu phàm có thể lần nữa nguyên thần xuất khiếu, tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. Tiêu phàm sở dĩ quyết định tại cái này sâu trong lòng đất lần nữa nếm thử tiến vào tu di không gian, chủ yếu vẫn là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không nhưng. Lại nói, nơi này là nơi nào đó không gian thông đạo di chỉ, càn khôn đỉnh từng tại huyết hải chỗ sâu hình nón miệng hấp thu một chút không gian chi lực, có lẽ nơi này chính là địa điểm thích hợp. Tiêu phàm nhớ được, thanh dương tổ sư đã từng nói, chỉ cần địa điểm phù hợp, càn khôn đỉnh không gian thần thông là có thể kích phát ra đến. Về phần có thể kích phát đến loại trình độ nào, vậy liền không được biết. Tiêu Phàm suy đoán, mình thật muốn muốn theo lúc nguyên thần xuất khiếu tiến vào trong đỉnh. Tối thiểu nhất cũng muốn ngưng kết ra nguyên anh đến mới có thể. Dù sao có nguyên anh chi thân, chẳng khác nào nguyên thần có thể trong thời gian ngắn độc lập hoạt động. Không giống bây giờ, chỉ có thể mang tâm tình thấp thỏm đến tìm vận may. Cao gần tất tiểu đỉnh tại tiêu phàm trước ngực xoay chầm chậm thân đỉnh hỗn độn đồ án, tự động lấp lánh. Tiêu phàm lập tức hai mắt sáng lên, nhìn đến suy đoán của mình không sai, tại cái này không gian thông đạo di chỉ, càng khôn đỉnh một ít thần thông, quả nhiên lại càng dễ bị kích phát ra tới. Có lẽ cùng trước đó vài ngày tại huyết hải dưới đáy hình nón miệng hấp thu không gian chi lực có nhất định quan hệ. Tiêu phàm ngồi xếp bằng, tay trái bấm quyết, cẩn thận từng ly từng tí điều động thể nội một tia linh lực, nâng tay phải lên ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng hướng Càn Khôn đỉnh một chỉ, một đạo pháp quyết bắn ra, đánh vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Ai ngờ cứ như vậy, lập tức liền phát động vừa mới khôi phục lại bình tĩnh không lâu kia mấy cố dị trùng pháp lực, lập tức lại sinh động. Tiêu Phàm kinh hãi, tay phải hai chỉ một khúc, liền định chặt đứt cùng Càn Khôn đỉnh liên hệ, đem pháp lực thu hồi, toàn lực bảo vệ mình linh đài lại nói. Chỉ bất quá Tiêu Phàm động tác dù nhanh, cũng có chút chế. Càn Khôn đỉnh liền phảng phất một cái đại tuyển qua, một mực hút lại ngón tay hắn bên trong bắn ra kia một đạo pháp lực, tuyệt không chịu thả. Ngay sau đó, miệng đỉnh hỗn độn đồ án xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái khoảng ba thước cái phếu trạng vòng xoáy, đem tiêu phàm thể nội dị chủng pháp lực liên tục không ngừng hấp thu vào. Bảo đỉnh quang hoa đại phóng, tiêu phàm không khỏi vừa mừng vừa sợ, bấm quyết cách làm, miệng bên trong năm nói lẩm bẩm đem thần thức chậm rãi hướng trong đỉnh tìm kiếm. Càn khôn đỉnh hấp thu pháp lực tốc độ càng lúc càng nhanh, quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Siêu tiêu phàm nguyên thần ly thể, như thiểm điện xuất vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Sau một khắc, Tiêu phàm linh thân liền từ bức tường ở giữa xuyên ra ngoài. Không biết nguyên nhân gì, Tiêu phàm mỗi lần tiến vào Càn Khôn đỉnh bên trong tu di không gian, đều là lấy cái này bức tường làm cửa vào, đồng thời chỉ có thể tiến vào cái này tiểu tiểu không gian độc lập, đối Càn Khôn đỉnh bên trong địa phương khác, hoàn toàn không biết gì, càng thêm đi không được. Dựa theo thanh dương tổ sư miêu tả, càn khôn đỉnh là toàn bộ tu tiên giới đều đại danh đỉnh đỉnh không gian trí bảo, trong đó tuyệt không chỉ như vậy một chỗ nho nhỏ không gian độc lập, hẳn là rộng rất lớn, thậm chí có khả năng bao hàm một cái tiểu thế giới. Tự nhiên, đây cũng là thanh dương tổ sư tại cổ đại trên điển tịch nhìn thấy tương quan ghi chép, đến cùng là thật là giả, lại là không thể nào khảo chứng. Cái này hơn một ngàn năm đến, thanh dương tổ sư nguyên thần cũng bị vây ở đại thiên tôn trong đỉnh phủ đệ bên trong, đi không được địa phương khác. Bất quá trong lúc này, tiêu phàm cũng không có có tâm tư đi để ý tới những này, lập tức chuyển lên làm bằng gỗ hành lang, bước nhanh hướng vào phía trong viện đi đến. Tiêu phàm, ta liền biết là ngươi đến, lần này, làm sao náo ra gây động tĩnh lớn, vừa mới vừa đến nội viện, liền vang lên thanh dương tổ sư cởi mở tiếng cười. Đình trong nội viện một gốc hạnh hoa dưới cây, áo trắng bạch bào thanh dương tổ sư ngồi tại một chương bàn đá trước đó, trên bàn bày biện một bình trà xanh, hương trà lượn lờ. Mắt nhìn tiêu phàm, lộ ra thần sắc rất là vui vẻ kỳ thật thanh dương tổ sư bây giờ là linh thân chi thân sớm đã không ăn nhân gian yên hỏa cái này ấm trà xanh là lấy thần thức huyễn hóa mà ra trò chuyện lấy tự tiêu khiển thôi tiêu phàm thoảng qua khẽ giật mình kinh ngạc nói tổ sư không có náo ra nhiều động tĩnh lớn a không phải là cùng hai lần trước đồng dạng a hắc hắc còn không có đâu trước đó vài ngày càn khôn đỉnh không gian ba động kịch liệt như vậy là chuyện gì xảy ra Tiêu phàm bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, hẳn là đoạn thời gian trước tại huyết hải dưới đáy, càn khôn đỉnh hấp thu hình nón miệng không gian chi lực thời điểm. Để ở tại tu di không gian bên trong thanh dương tổ sư có cảm ứng. Tổ sư, ta tìm tới một chỗ không gian thông đạo di chỉ. Ồ, thanh dương tổ sư lập tức ánh mắt sáng lên, ở nơi nào tìm tới, nói cho ta nghe một chút. Tiêu phàm mỉm cười, cũng không khách khí, hướng thanh dương tổ sư xin lỗi một tiếng, ở phía đối diện ngồi xuống, hắn lần này mặc dù là bởi vì luyện công xuất hiện dị thường mới tiến vào tu di không gian cầu viện, cũng là không vội tại nhất thời, cùng thanh dương tổ sư tâm sự trò chuyện thời gian, vẫn phải có. Nghe tiêu phàm êm tai nói, không chậm không nhanh, thanh dương tổ sư lại là sắc mặt thay đổi, song nghi càng nhau càng chặt, nói có chuyện như vậy. Kia người tình huống hiện tại, chẳng phải là rất tồi tệ, đúng vậy. Đệ tử bây giờ bị kia mấy thứ dị chủng chân khí làm cho sứt đầu mẻ chán, chuyên tới để hướng tổ sư thỉnh giáo, tiêu phàm kính cần nói, ha ha, ta người tổ sư này, ngay cả thiên nhân tướng bên cạnh đều chưa từng đủ đến, sợ là giúp không được ngươi a. À. thanh dương tổ sư vuốt vuốt tuyết trắng sợi dâu, có chút tự diễu nói, cái này ngược lại cũng là lời thật, tiêu phàm bây giờ đã đặt chân thiên nhân cảnh, ngưng kết kim đan thành công, từ khi không gian thông đạo đổ sụp về sau, đây là lịch đại vô cực môn đệ tử không người đạt tới cảnh giới trí cao. Tạ Thanh Dương mặc dù là vô cực môn tiền bối tổ sư, về mặt tu vi, đã xa kém xa trước mắt vị này hơn một ngàn năm sau mới ra đời vãn bối. Đối với tiêu phàm trước mắt vị trí cảnh giới, Thanh Dương tổ sư hoàn toàn không biết gì, tự nhiên cũng liền sách không ra biện pháp gì tốt tới. Bất quá ta đoán chừng, người cũng không phải nghĩ tới tìm ta giải hoặc, có lẽ còn là Thanh hy vọng ký thác vào đại thiên tôn tàng bảo các bên trong. Dạng này ngươi cũng đừng trì hoãn, chúng ta đi trước hậu hoa viên đi. Thanh Dương Tổ Sư là rộng rãi người, đương nhiên sẽ không đối tiêu phàm cái này vãn bối ước ao ghen tị, cười một tiếng về sau, lập tức liền quan tâm nói. Tiêu phàm vội vàng nói, Tổ Sư, tiến vào, tàng bảo các, không vội, ta vẫn là trước đêm, thiên nhân tướng, thiên chương trình cho Tổ Sư, có lẽ có thể làm cho Tổ Sư đạp lên vĩnh sinh đại đạo. Mấy tháng không gặp, Thanh Dương Tổ Sư tựa hồ lại so lúc trước càng thêm giải yếu một phân. Xem ra dù coi như là linh thân, thời gian quá xa xưa cũng giống vậy sẽ không kiên trì nổi chỉ có tranh thủ thời gian tu luyện thiên nhân tướng có lẽ còn có thể thay đổi tình trạng này thanh dương tổ sư nghe xong nhẹ gật đầu vẫn chưa chối từ nói cũng được dù sao sao chép một phần công pháp cũng hóa không được thời gian bao nhiêu người đi theo ta đi vâng tiêu phàm kính cần trả lời một tiếng lập tức thanh dương tổ sư đem tiêu phàm lĩnh tiến vào một gian xương phòng cái này gian xương phòng giá sách án thư đầy đủ nhìn qua hẳn là một gian thư phòng. Chỉ bất quá khiến tiêu phàm kỳ quái là, trên giá sách trưng bày, không phải một quyển sách sách báo, mà là từng mảnh từng mảnh thanh màu vàng thẻ tre. Ước chừng hai ngón tay rộng, nửa chỉ dày, dài bốn tấc ngắn. Không có vọt cùng một chỗ, mà là từng mảnh từng mảnh chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trên giá sách. Trong lúc nhất thời, tiêu phàm có chút không hiểu, không biết những này thẻ tre là dùng làm gì. Thanh dương tổ sư trực tiếp đi qua, lấy trong đó một mảnh thẻ tre giao cho tiêu phàm nói đây là người tu chân dùng để chứa đựng đồ án tư liệu ngọc núi trúc không cần nghiên giấy bút mực trực tiếp dùng thần thức đem cần thiết nội dung khắc họa trên đó là được a à, tiêu phàm không khỏi cảm thấy kinh ngạc nửa tin nửa ngờ đem thẻ tre nhận lấy trong tay không ngừng liếc nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thanh dương tổ sư cười nói cái này ngọc núi trúc là tu chân giới thường thấy nhất một loại linh mộc trước kia khắp nơi đều có từ từ trung thổ thế giới sụp đổ về sau, linh khí khô kiệt, tất cả linh mộc cũng dần dần khô héo mà chết, các người tự nhiên liền không tìm được. Bất quá đại thiên tôn chỗ này phủ đệ, ngược lại là còn để lại không ít trống không thể che. Đại thiên tôn lưu lại rồi, tiêu phàm vội vàng truy hỏi một câu, trên mặt lộ ra nét mừng. Thanh dương tổ sư lại lắc đầu liên tục, nói ta biết người muốn nói cái gì, chân chính vật hữu dụng, đều đặt ở tàng bảo các bên trong, cái này bên ngoài lưu lại, đều dâu rìa không phải, ta cũng không đến nối bó tay nơi đây hơn một ngàn năm, vô kế khả thi, tu vi bên trên không có tắc tiến vào. Tiêu phàm cũng không khỏi được từ mất đất cười một tiếng. Dạng này đạo lý đơn giản, hắn có thể nghĩ đến, năm đó thanh dương tổ sư mới tiến vào cái này tu di không gian thời điểm, đồng dạng có thể nghĩ đến. Xem ra đại thiên tôn thật đúng là cố tình làm, cái này cũng có thể lý giải, tất lại không biết bao nhiêu năm sau, cái này càn khôn đỉnh phải chăng còn lưu tại vô cực môn người trên tay nếu rơi vào tay địch nhân chiếm đi, một khi có người trong lúc vô tình tiến vào nơi này, đại thiên tôn truyền thừa, chẳng phải là muốn rơi vào trong tay địch nhân. Mà muốn mở ra tàng bảo các, tiêu phàm tin tưởng, không phải vô cực truyền nhân, quả quyết không có khả năng. Coi như thanh dương tổ sư, không có như thế duyên phân, hơn một ngàn năm ở giữa, cũng chỉ có thể đối tàng bảo các dương mắt nhìn. Lập tức tiếp nhận ngọc núi trúc, dựa theo thanh dương tổ sư chỉ điểm, đem thẻ che rán tại trên chán, để thần thức chậm rãi thấm vào trong đó. Cái này ngọc núi trúc quả nhiên thần kỳ, sau một lát, tiêu phàm liền mặt mang vẻ kinh ngạc, đem thẻ tre đưa trả cho thanh dương tổ sư. Thanh dương tổ sư bận biểu tức tiếp tới, đồng dạng tại thẻ tre dán tại trên chán, hoàn chỉnh thiên nhân tướng lục trọng thiên trương liền một chữ không lọt tại thần trí của hắn trong biển hiển hiện ra, không khỏi mặt mũi tràn đầy vui mừng khôn xiết. Có phần này tu luyện tâm pháp, có lẽ hết thảy đều trở nên cùng trước kia không hoàn toàn giống nhau. Chương 666, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Lại một lần nữa đứng tại thủy tổ tàng bảo các cửa đá trước đó, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu. Lấy Tiêu Phàm tính cách mà nói, đối với thủy tổ tàng bảo các dạng này không gian, kỳ thật vẫn luôn tồn tại một loại nào đó hư ảo cảm giác, cảm giác phải vận khí của mình thực tế quá tốt, có chút quá tại đầu cơ trục lợi. Đương nhiên, hiện đặt vào dạng này một cái bảo khố tại, lại chỉ có một mình hắn là người hữu duyên, có thể tiến vào được để hắn ngạnh sinh sinh địa nhẫn ở không đi bên trong đoạt bảo, vậy liền càng không khả năng. Coi như trong lòng có như vậy một tia cảm giác không ổn, cũng thực tế chống cự không nổi bảo vật vô thượng dụ hoặc. Thanh dương tổ sư không có theo hắn cùng một chỗ đến hậu viện, chỉ là đem điều khiển nguyễn trận thủ pháp truyền thụ cho hắn, để tiêu phàm tự hành quá khứ. Thanh dương tổ sư mình, vội vã muốn tu luyện thiên nhân tướng. Đối với hắn mà nói, thực đang chờ đến quá lâu. Hơn một ngàn năm tịch mịch, tuyệt không phải là cái gì người đều có thể nại thụ được. Tại tiêu phàm thần thức bao phủ phía dưới, tàng bảo các cửa đá lần thứ ba mở ra. Tàng bảo các bên trong ngọc thất kiến trúc cùng khúc chiết vô so con đường, vẫn như cũ giống như trước đây, không có gì khác nhau. Tiêu phàm vẫn không cách nào nhìn trộm kia từng gian đóng chặt ngọc thất bên trong, đến cùng tồn phóng loại nào bảo vật, hay là chỉ có thể dựa vào trực giác chỉ dẫn hướng về phía trước. Bởi vì lần này tình thế, tựa hồ cũng không phải là đặc biệt khẩn cấp, tiêu phàm trong lòng ý tưởng đột phát, không để ý tới trực giác chỉ dẫn, tại cái thứ nhất giao lộ liền rẽ trái, đi tới thứ nhất ở giữa ngọc thất trước đó, đem thần thức thấm vào đến trên ngọc môn hỗn độn đồ án bên trong đi. Ai ngờ nhưng không có nửa phân phản ứng, vô luận tiêu phàm như thế nào tăng cường lực lượng thần thức, đều là như thế. Sau một lát, tiêu phàm đành phải cười khổ từ bỏ. Xem ra cái này thủy tổ tàng bảo các thần kỳ, hoàn toàn không phải hắn hiện tại một tí tẹo như thế tu vi có khả năng giải khai, hay là thành thành thật thật dựa theo trực giác chỉ dẫn đi làm sự so sánh tốt. Nếu không, vạn nhất chọc giận vô cực thiên tôn, cũng không phải chơi vui. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tiêu phàm đi tới một gian ngọc thất trước đó, loại kia trực giác chỉ dẫn lặng yên mà qua, như có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lần thứ ba tiến vào tàng bảo các đoạt bảo, đối tiêu phàm mà nói, sớm đã xe nhẹ đường quen, chỉ là trong lòng còn có chút hiếu kỳ. Vì cái gì mỗi lần đến đây đoạt bảo, đều có thể tìm tới dùng được bảo vật, chẳng lẽ đối với hắn chỗ kinh lịch hết thảy nguy nan. Thủy tổ đều rõ như lòng bàn tay, nếu như quả thật như thế, vô cực thiên tôn không khỏi quá nghịch thiên. Tạo hóa tướng tu luyện tới cảnh giới trí cao, hẳn là thật có thể trưởng khống vũ trụ càn khôn, vạn vật tạo hóa. Tựa như sáng tạo thế giới tổ thần đồng dạng, lần này, hắn về mặt tu luyện gặp nan đề, thủy tổ lại muốn ban cho hắn loại nào bảo vật đến thoát khỏi khốn cảnh đâu. Mang theo loại này hiếu kỳ nghi vấn, tiêu phàm đem thần thức chậm rãi thấm vào đến trên ngọc môn hỗn độn đồ án bên trong trước mắt là một mảnh khu rừng rậm rạp trong rừng sương mù nồng nặc mười bước bên ngoài không nhìn rõ thứ gì tiêu phàm cũng là không chút kinh hoàng chỉ là ngưng thần đề phòng chậm rãi hướng về phía trước căn cứ hai lần trước kinh nghiệm tiêu phàm biết hắn cần tại cái này giả lập không gian hỗn độn bên trong chiến thắng cái nào đó đối thủ mới có thể tiến nhập trong phòng đạt được bảo vật nhưng lần này có chút vượt quá tiêu phàm dự kiến, trong rừng rậm hành tẩu thật lâu, thế mà không có bất kỳ cái gì yêu linh mãnh thú lao ra cùng hắn đấu tranh, chiến đấu. Tiêu phàm mảy may cũng không dám thất lễ, từ đầu đến cuối thu xếp lên 12 phân tinh thần. Lại qua gần nửa canh giờ, xâm lâm y cú mậu xâm, mê vụ hay là trùng điệp. Huyến trận, tiêu phàm sợ hãi mà kinh, đột nhiên ý thức được, mình có thể là rơi vào cái nào đó trận pháp diễn hóa huyến tượng bên trong. Cũng may đối với trận pháp chi đạo, Tiêu Phàm cũng rất có nghiên cứu, lúc này dừng bước lại, bắt đầu từ quan sát kỹ lên xung quanh hoàn cảnh tới. Tiêu Phàm rất rõ ràng, bất kỳ cái gì một cái huyễn trận, đều sẽ có một cái đầu mối, tìm tới cái này đầu mối, là phá trận mấu chốt. Chỉ là cái này đầu mối chỗ, thực tế thật không tốt tìm. Thường thường sẽ huyễn hóa thành một cái nhất vật không ra gì, ngay tại trước mắt người lúc ẩn lúc hiện, người cũng khó có thể phát giác. Dòng dã sáu canh giờ trôi qua, nguyên bản đóng chặt ngọc thất đại môn, bỗng nhiên từ từ mở ra vẫn đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích tựa như sơ cứng tiêu phàm cũng toàn thân giật mình tỉnh lại tại không gian hỗn độn bên trong hắn phí hết tâm huyết rốt cuộc giải khai huyễn trận quả nhiên liền mở ra ngọc thất đại môn gian này ngọc thất bên trong bài trí cùng tiêu phàm đã từng mở ra hai gian ngọc thất khác biệt mà là thiết trí thành một gian điện đường dáng vẻ ngọc thất một phương cao cứ một tôn tượng nặn nhìn thấy pho tượng này tiêu phàm lập tức liền ngây ra một lúc trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Nam cực tiên ông, pho tượng này, đạo bào áo choàng, cách xù dâu bạc trắng, tay cầm quải trượng, tiếu dung chân thành, chính là hoa hạ dân gian truyền thuyết lão thọ tinh hình tượng. Tiêu phàm thực tế không hề nghĩ tới, nơi này sẽ thờ phụng nam cực tiên ông thần vị. Căn cứ đạo gia kinh điển ghi chép, nam cực tiên ông là cực kỳ uy nghiêm tinh quan, tại thần tiên bên trong địa vị cực cao, chính là nguyên thủy thiên vương trưởng tử, xưng là cao hơn thần tiêu ngọc thanh thật vương trường sinh đại đế, lại tên cửu long phù tăng ngày cung đại đế, hoặc tên nam cực trường sinh đại đế. Theo đạo kinh cao hơn thần lôi ngọc thanh chân vương tử sách. Tự, nam, tích vũ trụ chưa thành, nguyên khí chưa sinh, nguyên thủy thiên vương vì hảo mãng minh luật lớn phạm chi tổ, ngừng thần kết thai, tên là hỗn độn. Hỗn độn đã phá, chính là có thiên địa, trung ngoại chi khí, phương tên hỗn hư, nguyên thủy thiên vương, vận tan ra đồ, kim cho hách ngày, ngọc tương như trời, gốm dục diệu tinh, phân tích càn khôn chính là từ Ngọc Kinh lên núi Hạ Du, gặp vạn khí tổ mẫu Thái Huyền Ngọc cực nguyên cảnh tự nhiên trên 9 tầng trời Huyền Ngọc Thanh thần mẫu, đi thượng thanh lỗ lớn thư hùng ba một hỗn hóa chi đạo, sinh con 8 người, trưởng đặt tên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Cũng hào cửu long phù tang ngày cung đại đế, cũng hào cao hơn thần Tiêu Ngọc Thanh Vương, một thân ba tên, nó thánh một, mặc dù tại dân gian trong truyền thuyết, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế biến thành hỏa ái dễ gần thọ tinh lão nhân, nhưng hai cái này nhưng thật ra là một người châu Á dân gian truyền thuyết, sao nam đầu chú sinh, bắt đầu chú chết. Nói cách khác, sao nam đầu tinh quân là chuyên môn trưởng quản sinh mệnh thần chỉ, mà bắt đầu tinh quân thì trưởng quản tuổi thọ. Đương nhiên, các loại dân gian truyền thuyết phức tạp vô so, nam cực trường sinh đại đế cùng trong truyền thuyết sao nam đầu tinh quân, chưa hẳn chính là cùng một người. Chỉ là tại căn này ngọc trong phòng, thờ phụng nam cực trường sinh đại đế linh vị, thực tế để tiêu phàm toàn vẹn không hiểu. Viêm Linh chi nhận là vô cực thiên tôn chém giết cách hỏa tinh linh về sau, cướp đoạt Viêm Linh chi bảo lần thứ hai tiêu phàm đạt được ngân dược lôi bằng tổn hại nội đan cùng tinh huyết, cũng là mất mạng tại vô cực thiên tôn thủ hạ trời sinh thánh linh. Chẳng lẽ vô cực thiên tôn năm đó vậy mà đánh bại nam cực trường sinh đại đế không thành? Nhưng cứ như vậy, lại giải thích không thông, vì sao lại ở đây thờ phụng nam cực tiên ông thần vị? vô luận vô cực thiên tôn cỡ nào lòng dạ rộng lớn cũng tuyệt không có khả năng ngàn vạn năm thờ phụng bại tướng dưới tay của mình a. À. Tiêu phàm đầy bụng điểm khả nghi, chậm rãi tiến lên, tại nam cực trường sinh đại đế thần vị trước đó, cúi người chào thật sâu hành lễ, mảy may cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Mặc kệ vì cái gì, vô cực thiên tôn đều như vậy trịnh mà trọng chi thờ phụng lão thần tiên, tuyệt đối không thể bất kính. Hướng nam cực trường sinh đại đế thần vị hành lễ qua đi, tiêu phàm lúc này mới ngồi thẳng lên, đánh giá bàn thờ bên trên các loại vật phẩm, trừ bàn thờ bên trên vốn có đèn trong cùng cống phẩm bên ngoài còn có hai dạng đồ vật tương đối đặc biệt thứ một vật là một mảnh thẻ tre tiêu phàm trước đây không lâu còn tại thanh dương tổ sư trong thư phòng thấy qua ngọc núi trúc theo thanh dương tổ sư nói cái này ngọc núi trúc là cổ đại người tu chân dùng để ghi chép đồ văn tư liệu mảnh này thẻ tre bày ra tại nam cực trường sinh đại đế bàn thờ bên trên khẳng định ghi chép một chút đặc biệt trọng yếu nội dung thứ hai dạng đồ vật thì là một cái bồn cây cảnh cái này bồn cây cảnh không lớn, cùng phổ thông bày ra ở trên bàn sách trậu nhỏ cảnh không sai biệt lắm, nam cực tiên ông tay chú quải trược, dựa vào tại một cái trên núi giả, vẻ mặt tươi cười. Cái này bồn cây cảnh bên trên điêu khắc nam cực tiên ông, cùng cung phụng kia tòa cự đại điêu khắc đồng dạng, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, giống như chân nhân. Tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, cái này vi hình nam cực tiên ông điêu khắc, sau cung phụng tòa kia điêu khắc càng thêm sinh động như thật. Chạm trổ phương diện khả năng không có bao nhiêu khác biệt, mấu chốt là cái này bồn cây cảnh bên trên điêu khắc, nhiều mấy phân linh khí. Thậm chí cả tòa bồn cây cảnh đều lượn lờ lấy một tầng thật mỏng sương mù, phảng phất giống như tiên cảnh, khiến người vừa nghe phía dưới, liền lại ý chí lớn sướng. Khó trách Tiêu Phàm vừa đi tiến vào căn này ngọc thất, đã cảm thấy nơi này không giống bình thường, linh khí đặc biệt nồng đậm. Không giống phía trước tiến vào hai gian ngọc thất, tràn đầy ngang ngược chi khí hóa ra linh khí này chính là từ tòa này nho nhỏ bồn hoa bên trong tiết lộ ra ngoài. Tiêu phàm không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, bất quá suy nghĩ một chút về sau, hay là hướng cầm lấy viên kia ngọc núi trúc, quan sát tỉ mỉ qua đi, xác định không có vấn đề gì, mới nhẹ nhàng dán tại trên chán, đem thần thức thấm vào bên trong. Bất quá trong chốc lát, tiêu phàm trên mặt liền lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức lại biến thành mừng rỡ. Thật lâu, tiêu phàm mới chậm rãi buông xuống thẻ tre, hai tay nâng lên tòa kia nho nhỏ bồn cây cảnh gắt gao tiếp cận hai mắt nhấp nháy mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc linh dược vườn cái này vậy mà cũng là một kiện không gian bảo vật tiêu phàm nhiều lần xem cái này trong tay bồn cây cảnh tự lẩm bẩm nói trong giọng nói còn mang theo một tia mê võng kia phiến ngọc núi trúc đúng là lúc trước vô cực thiên tôn lưu lại nội dung bên trong ghi lại tiêu phàm giờ phút này trong tay bưng lấy món kia bồn cây cảnh nhưng thật ra là một kiện không gian bảo vật là nam cực trường sinh đại đế tùy thân mang theo cỡ nhỏ linh dược vườn bất quá vô cực thiên tôn cũng ghi lại nói nam cực trường sinh đại đế là trí cao vô thượng chân thần một trong ngày bình thường rất khó nhìn thấy hắn chân thân chỉ có hóa thân hiển hóa thế gian trị bệnh cứu người rộng tích âm đức ngụ ý chính là nói vô cực thiên tôn gặp phải vị này nam cực tiên ông kỳ thật chỉ là nam cực trường sinh đại đế một vị thân ngoại hóa thân huyễn hóa thành thế nhân rất được hoan nghênh lão thọ tinh hình tượng nhất khí hoa tam thanh vốn là đạo giáo vô thượng thần thông đã vô cực thiên tôn gặp phải nam cực tiên ông chỉ là thân ngoại hóa thân như vậy nam cực tiên ông cái này tùy thân mang theo cỡ nhỏ linh dược vườn cũng sẽ không là chính phẩm mà là hàng nhái nhưng đối với tiêu phàm mà nói dù coi như chỉ là một cái hàng nhái đó cũng là hiếm thấy thiên địa bảo vật lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng nam cực trường sinh đại đế thực tế cách xa nhau quá mức xa xôi về phần nam cực tiên ông tùy thân mang theo cỡ nhỏ linh dược vườn làm sao lại đến vô cực thiên tôn trong tay, ngọc núi trúc bên trong lại là nói không tỉ mỉ, tựa hồ mang theo một loại nào đó cực kỳ nồng đậm trùng hợp sắc thái. Vạn pháp đều là duyên, đây là vô cực thiên tôn ghi lại tại ngọc núi trúc bên trong nguyên văn. chương 667, Linh Dược Vườn Thượng Bạch quang trói mắt lóe lên, ngọc thất bên trong, bỗng nhiên mất đi tiêu phàm thân ảnh, chỉ còn lại có kia tòa mô hình nhỏ bồn cây cảnh, lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung vẫn như cũ xương mù lượn lờ, linh khí mở mịt. Tiêu phàm đã xuất hiện tại trong một cái sơn động, pháp lực ngưng lại, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Liên vừa rồi, hắn dựa theo ngọc núi trúc bên trong ghi lại phương thức, chậm rãi đem thần thức thấm vào đến bồn cây cảnh lượn lờ mỏng trong sương mù, quả nhiên ngay tại giả sơn chân núi chỗ, phát hiện một cái cực tiểu cực động nhỏ miệng. Chợt nhìn qua, cái này ngọn núi giả chính là một khối nhỏ đá thái hồ chỗ điêu khắc mà thành, có dạng này lỗ thủng nhỏ, thực tế không thể bình thường hơn được. Ai có thể nghĩ đến, cái này cực động nhỏ miệng, vậy mà là cỡ nhỏ linh dược vườn lối vào. Tiêu phàm đem thần niệm thăm dò vào đến trong động khẩu, một cái hỗn độn đồ nổi lên, tựa hồ là muốn nghiệm chứng tiêu phàm thân phận. Tiêu phàm lập tức niệm động ngọc núi trúc bên trong ghi lại mở ra bảo vật khẩu quyết, đồng thời hạo nhiên chính khí, cũng tại thần niệm bên trong hình thành một cái đồng dạng hỗn độn đồ, hai cái hỗn độn đồ lập tức dung hợp lại cùng nhau, không trở ngại chút nào siêu tiêu phàm liền toàn bộ đều bị hút tiến vào trong động khẩu. Dù sao tiêu phàm hiện tại là linh thân, hữu hình vô thể, vô luận nhỏ cỡ nào không gian, đều có thể không ngại thông qua. Tiêu phàm vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa hang đỏ lóng lánh, một cái hỗn độn đồ án hiển hiện ra, đem cửa hang một mực phong bế. Món bảo vật này mặc dù là được từ nam cực tiên ông chi thủ, tất nhiên trải qua đại thiên tôn lấy vô cực thuật pháp ra chỉ qua. Không phải người hữu duyên, khẳng định vào không được. Mà lại, ngọc núi trúc bên trong ghi lại nội dung, tại tiêu phàm xem qua về sau, liền tự động biến mất. Tiến vào cái này linh dược vườn khẩu quyết, trừ tiêu phàm bên ngoài. Lại không còn có người thứ hai biết, tiêu phàm lung lay đầu, liền là nhanh chân hướng trong sơn động đi đến. Vừa vừa mới đi vào đến bên trong hang núi này, tiêu phàm liền cảm giác được một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí đập vào mặt, thậm chí ẩn ẩn có xanh biếc điểm sáng tại linh khí bên trong chậm rãi bay múa vừa thấy được loại tình hình này, tiêu phàm lại không nhịn được giật nảy cả mình. Hắn rõ ràng cảm giác được những cái kia xanh biết điểm sáng, nhưng thật ra là thể rắn hóa linh khí. Bên trong hang núi này thiên địa linh khí, vậy mà nồng đậm đến trình độ như vậy, thậm chí xuất hiện linh khí kết tinh hiện tượng. Tiêu phàm kìm lòng không đặng đưa tay bắt tới, những cái kia xanh biết điểm sáng, từ trong lòng bàn tay của hắn phiêu nhiên mà ra, hoàn toàn không nhận hắn cấm chế. Tiêu phàm lại hít sâu một hơi, lại kiểm tra mình linh thân. Phát hiện những điểm sáng kia cùng linh khí, chỉ là thấu thể mà qua, không chút nào dừng lại. Ha ha, những này đến một linh khí, người sống là không thể chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ có cỏ cây chi thuộc mới có thể hấp thu lợi dụng. Cần biết nơi đây chính là dược viên, không phải đả tọa luyện công động phủ. Tiêu phàm chính kinh ngạc ở giữa, một cái già nua vô so thanh âm. Bỗng nhiên tại vang lên bên tai, ai, tiêu phàm kinh hãi, vội vàng nhắc lên thể nội pháp lực ngưng thần đề phòng mặc dù hắn bây giờ chỉ là linh thân nhưng cũng có sức đánh một trận chỉ là không có tùy thân mang theo binh khí sức chiến đấu tự nhiên suy yếu không ít tiểu hữu không cần bối rối ta chỉ là nơi đây một tôn thổ địa mà thôi vì nam cực tiên ông trưởng quản nơi đây dược viên tiểu hữu đã có thể đi vào nơi này chính là người hữu duyên theo cái này già nua lời nói thanh âm một đạo bạch mang lấp lánh một cái cực kỳ thấp nhỏ bất quá cao ba thước thấp lão nhân. Từ lòng đất sông ra, tay chú một đầu gỗ đào quải trược, hạc phát đồng nhan, dưới hàm một bộ dâu bạc trắng, tiếu dung chân thành, cùng trong truyền thuyết thổ địa công, cơ hồ giống nhau như đúc. Tiêu phàm lại một lần giận xem líu lưỡi, liên tục không ngừng thi cái lễ, kinh ngạc nói, nguyên lai là tôn thần, tiêu phàm hữu lễ. Tại châu Á trong truyền thuyết, thổ địa công mặc dù chức vị không cao, lại đứng hàng tiên ban, là đường đường chính chính thần tiên, tiêu phàm mảy may cũng không dám thất lễ. Thổ địa công cười ha ha một tiếng, trên thân linh quang chấp động, nói tiểu hữu không cần đa lễ. Tôn thần danh xưng vạn không dám nhận, kỳ thật ta chỉ là nam cực tiên ông ký phụ tại cỏ cây phía trên một sợi thần niệm, cũng vô hình thể. Ta là loại nào hình tượng, hoàn toàn quyết định bởi tại tiểu hữu trong lòng nhận thấy. Tiêu phàm không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa rồi vừa nghe đến người này nói mình là thổ địa, trong đầu lập tức liền hiện ra dân gian truyền thuyết thổ địa thần bộ dáng như vậy thần niệm chi lực hiển hóa ra ngoài hình tượng dĩ nhiên chính là trước mắt cái dạng này nếu trong truyền thuyết thổ địa thần là thân cao hơn một trượng ma thần như vậy giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là uy phong lẫm liệt kim giáp ma thần xin hỏi tiên ông thế gian thật chẳng lẽ có tiên giới thật có nam cực tiên ông thật vất vả tiêu phàm mới lại lấy lại tinh thần lần nữa hướng thổ địa công khom người thi lễ tò mò hỏi đã người này không dám nhận tôn thần danh xưng tiêu phàm liền đổi giọng gọi hắn tiên ông hắn tự xưng là nam cực tiên ông ký phụ cùng cỏ cây phía trên thần niệm như vậy xưng là tiên ông nghĩ đến là sẽ không sai thổ địa công ngửa đầu nhìn qua hắn cười hì hì nói tiêu tiểu hiếu cái này chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng những chuyện này ta là hoàn toàn không biết lúc trước nam cực tiên ông đem một sợi thần niệm chi lực ký phụ tại cỏ cây phía trên chỉ là làm ta trưởng quản nơi đây dược viên cái khác hết thảy ta cũng không hiểu biết. Tiêu Phàm lập tức liền buồn bực một chút, cái này thần niệm ký phụ chi thuật, hắn hiện tại không hiểu lắm phải, nhưng nghĩ đến lấy Nam Cực Tiên ông chi năng, muốn đem thần niệm bên trong không nên mang theo bộ phân tin tức loại bỏ rơi, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu không, vạn nhất có người đạt được này bảo về sau, khống chế lại cái này sợi thần niệm phân thân, tìm hiểu Nam Cực Tiên ông hư thực, chẳng phải là hỏng bét. Lấy Tiêu Phàm dưới mắt năng lực, hắn đương nhiên làm không được dạng này thế nhưng là nếu như thay đổi vô cực thiên tôn vậy liền rất khác nhau xem ra nam cực tiên ông tính tình cũng cực kỳ cẩn thận đối tiêu phàm phiền muộn thổ địa công làm như không thấy cười ha hả nói tiêu tiểu hữu đã ngươi tiến vào rước viên này kia ngươi chính là nơi đây chủ nhân mời đi theo ta cho lão hủ vì ngươi một một giảng giải cái này trong vườn các loại tình hình tiêu phàm vội vàng hơi khom người một cái nói làm phiền tiên ông thổ địa công cười ha ha một tiếng chống gỗ đào quải trượng, chậm rãi từ từ hướng trong động đi đến, tiêu phàm theo sát phía sau. Bất quá đi hơn 10 bước, trước mắt liền rộng mở trong sáng, chỉ thấy một mảng lớn chỉnh chỉnh tề tề ruộng huề đột nhiên xuất hiện phía trước một bên, ước chừng có lớn gần mấu tiểu. Ruộng huề bên trong, bờ ruộng dọc ngang, màu ngà sữa phiến đá trải thành từng đầu đường nhỏ, đem dược viên chia cắt thành mấy mảnh cỡ nhỏ vườm ươm. Dược viên này bên trong linh khí, tựa hồ so cửa hang còn muốn càng thêm nồng đậm, xanh biết điểm sáng càng nhiều hơn một chút. Bất quá vẫn là cùng cửa hang đồng dạng, cái này nồng đậm vô so linh khí, làm cho tiêu phạm ý chí lớn sướng, lại không thể thở nổi thổ nạp, lấy cho mình dùng. Thổ địa công nói được rõ ràng, nơi này là dược viên, không phải tu luyện tĩnh tọa động phủ. Nếu không, lấy nơi này linh khí mức độ đậm đặc, ở đây đã tọa tu luyện, chỉ sợ muốn so gian ngoài tiết kiệm 2 phần 3 thời gian cũng không chỉ. Bất quá tiêu phàm cũng là nghĩ được rõ ràng, mặc kệ là loại nào nghịch thiên bảo vật, đều sẽ có rất nhiều hạn chế. Thường thường bảo vật đẳng cấp càng cao, hạn chế càng nhiều. Loại kia bao la muôn vàn, không gì làm không được bảo vật, kỳ thực là không có. Tiêu phàm lực chú ý, rất nhanh liền bị ruộng huề bên trong trồng dược thảo hấp dẫn. Cái này, đây là trời la hoa, đứng tại một gốc nở rộ đỏ, đỏ trắng giao nhau hoa tươi trước mặt, tiêu phàm trừng lớn hai mắt, nhất quán chấn định tự nhiên tiêu chân nhân, thậm chí xuất hiện cả năm tình hình trời la hoa, vô cực biển tịch ghi chép, chính là bên trên cổ linh thuốc, là luyện chế an hồn định thần loại đan dược chủ nguyên liệu một trong. Tại thế giới hiện thực bên trong, sớm đã tuyệt tích, tiêu phàm cũng là y theo trong biển tịch miêu tả tình hình mới có thể đem loại linh dược này nhận ra, còn không dám quá khẳng định. Dù sao cổ tịch bên trên ghi chép, có rất nhiều lập lờ nước đôi lời nói, lại không có thải sắc hình ảnh, tiêu phàm cũng chỉ có thể bằng suy đoán. Từ cái này trời la hoa nở rộ trình độ đến xem, loại linh dược này hẳn là đã sớm đến thành thục kỳ, dược tính cực mạnh. Nhưng cụ thể đã ở đây sinh trưởng bao lâu, tiêu phàm lại là không thể nào phán đoán. Thổ địa công mỉm cười nói, tiêu tiểu hữu hảo nhãn lực, đây đúng là trời la hoa. Ngày này la hoa, cần sinh trưởng hơn 100 năm mới miễn cưỡng có thể dùng. Cái này gốc trời la hoa, đã có 10.000 năm dược tính, cắm trồng ở nơi này, cũng vượt qua ngàn năm. Tiêu phàm nghe được hoa mắt chóng mặt, vội vàng giơ tay lên, đánh gãy thổ địa công giảng thuật, nói cùng các loại, xin chờ một chút. Tiên ông, vì cái gì 10.000 năm dược tính, lại chỉ trồng ngàn năm. Chẳng lẽ ngày này la hoa, là từ địa phương khác cấy ghép tới. Thổ địa công cười ha ha, lắc đầu liên tục, nói, không phải vậy, ngày này la hoa là ngàn năm trước, lão hủ tự mình cắm trồng ở nơi này. Kia, thời gian ngàn năm, vì sao lại có 10.000 năm dược tính? Tiêu phàm thực tế bị cái này lão thổ địa cho quấn choáng. Thổ địa công gật gù đắc ý nói, tiêu tiểu hiếu, nơi đây nếu là nam cực tiên ông tùy thân mang theo linh dược vườn, cùng trong thế tục phổ thông dược viên tướng so, chắc chắn sẽ có chút chỗ thần kỳ. Cái này một mảnh ruộng huề, bất quá là gấp 10 sinh trưởng tốc độ mà thôi, tính không được như thế nào chân quý. Cắm trồng ở nơi này linh dược, thông sinh cũng là chỉ cần hơn 100 năm nhiều nhất mấy trăm năm liền có thể hái chủng loại. Tiêu phàm hai mắt, lập tức trợn thật lớn, gắt gao tiếp cận thổ địa công, nửa ngày nói không ra lời gấp 10 sinh trưởng tốc độ, gian lận, đây tuyệt đối là gian lận, một thanh âm tại Tiêu Phàm trong lòng quát to lên, nghe thổ địa công ý trong lời nói, đây chẳng qua là cơ bản nhất gia tốc mà thôi. Trồng ở mảnh này ruộng huề bên trong linh dược, tại thổ địa công trong lòng, chính là điển hình hàng thông thường. Như vậy cái khác ruộng huề, chẳng lẽ sẽ so nơi này càng thêm thần kỳ không thành. Thổ địa công lại không chút nào để ý Tiêu Phàm kinh ngạc, phối hợp nói, tỉ như ngày này la hoa kỳ thật sinh trưởng đến ngàn năm về sau dược hiệu liền đạt tới đỉnh phong lại sau này dù là trồng thời gian lại dài cũng sẽ không gia tăng một phân dược tính chỉ bất quá từ ngàn năm nay lại không có người từng tới nơi này những linh dược này cứ như vậy ngày qua ngày năm qua năm sinh trưởng cũng không được cái tác dụng gì nói thổ địa công không chịu được lắc đầu liên tục tựa hồ đối với này rất là đáng tiếc cứ việc chỉ là nguyên thần thân thể tiêu phàm cũng rất chướng tai gai mắt làm một cái nuốt nước miếng động tác phung phí của trời, 100% phung phí của trời. Lấy tiêu phàm tại y học bên trên tạo nghệ, nếu là có như thế một cái thần kỳ vô so vườn thuốc, hắn nên cứu sống bao nhiêu người. Kết quả, những linh dược này thế mà ở đây lãng phí 1.000 năm. Không đúng, là lãng phí 10.000 năm. chương 668, Linh Dược Vườn Hạ. Hoán tâm quả, bạch ngọc hòe, ô dương mộc, tại thổ địa công dẫn dắt phía dưới, tiêu phàm một đường nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt đều là chút kỳ chân dị thảo, đa số là thời kỳ thượng cổ linh dược linh thảo, sớm đã ở cái thế giới này tuyệt tích. Thậm chí rất nhiều dược thảo, ngay cả tiêu phàm cũng không nhận ra, gọi không ra tên đến, hay là thổ địa công chậm rãi đem tên thuốc, công hiệu, thành thục năm cùng cùng nói cho hắn. Cái này lớn gần mẫu ruộng huề bên trong, chỉ có hẹn một nửa thổ địa bên trên mới trồng dược liệu, còn có một nửa thổ địa là trống không, cái gì đều không có loại. Tiêu phàm sơ lược tính toán một cái, ước chừng có hơn 200 loại dược thảo, đa số là một gốc, số ít đặc biệt tinh xảo, có tầm 10 gốc loại cùng một chỗ. Nhiều nhất một trồng linh dược, có trồng 5-60 gốc, nghe nói loại thuốc này dùng lượng tương đối lớn, tại rất nhiều đan phương bên trong đều cần dùng đến. Tổng quát đến nói, trồng ở mảnh này dược viên dược thảo, phần lớn là khoảng trăm năm liền có thể thành thục, số ít thậm chí chỉ cần mấy chục năm liền có thể dùng, còn có cá biệt, thành thục kỳ thì tại 200 năm trở lên. Mà loại dược liệu này, mạnh nhất dược hiệu, cũng liền ngàn năm trên dưới, trong thời gian vượt qua một ngàn năm, dược hiệu cũng sẽ không lại gia tăng nửa phân, cực thiểu số linh dược dược hiệu, ngược lại sẽ theo thời gian kéo dài mà suy yếu. Nghe đến đó, tiêu phàm nhịn không được hướng thổ địa công đặt câu hỏi, vì cái gì không đem những này sớm đã thành thục dược liệu đều hái xuống, thích đáng đảm bảo. Kết quả, thổ địa công trả lời chắc chắn làm cho tiêu phàm tức đến muốn phun máu không ai phân phó hắn làm như vậy. Đây chính là thổ địa công trả lời chắc chắn, mà lại nói phải lẽ thẳng khí hùng tựa hồ thiên kinh địa nghĩa thổ địa công lập tức nói cho tiêu phàm đã có rất dài thời gian rất dài không ai tiến vào dược viên này tử thổ địa công rất nhàn trừ ngẫu nhiên chiếu cố một chút lần này dược thảo ngày bình thường chuyện gì đều không cần làm tiêu phàm rốt cuộc minh bạch cái gọi là ký phụ cỏ cây phía trên một sợi thần niệm đến cùng là cái khái niệm gì vị này nhìn qua hạc phát đồng nhan tiên ông kỳ thật căn bản cũng không có ý thức tự chủ hắn làm hết thảy đều theo chiếu lúc trước vườn thuốc chủ nhân cho chỉ thị của hắn đến làm việc. Mà lại loại này chỉ lệnh còn cần cách một đoạn thời gian liền hạ đạt một lần, nếu không, hắn sẽ chỉ dựa theo bản năng đến làm việc. Cái gọi là bản năng, kỳ thật chính là tự động chiếu cố trong vườn dược thảo. Nhưng ngắt lấy thành thục dược thảo, hong khô, xào chế, cất giữ phức tạp như vậy quá trình. Nếu như không cách đoạn thời gian liền phân phó hắn một lần, hắn là không sẽ kéo dài làm tiếp. Cái này cỡ nhỏ linh dược vườn, chính là vô cực thiên tôn từ nam cực tiên ông trong tay đạt được vô cực thiên tôn thành đạo nhiều năm như vậy một mực đem linh dược vườn phong tồn tại tàng bảo các bên trong những năm này ở giữa tự nhiên là sẽ không có người đối cái này thổ địa công hạ mệnh lệnh vừa nghĩ đến đây tiêu phàm trong lòng hiện lên một chút bất an như thế nghịch thiên không gian bảo vật vô cực thiên tôn vì sao lại đem nó lẻ loi trơ trọi phong tồn tại tàng bảo các bên trong thời gian lâu như vậy chẳng lẽ vô cực thiên tôn mình không dùng được cái này linh dược vườn a hay là nói lấy vô cực thiên tôn cảnh giới nơi này linh dược căn bản liền nhập không pháp nhãn của hắn như thế có khả năng dù sao tại trên thẻ trúc vô cực thiên tôn nói được rõ ràng cái này giao diện nam cực tiên ông kỳ thật chỉ là nam cực trường sinh đại đế thân ngoại hóa thân hóa thân mang theo linh dược vườn tự nhiên cũng là hàng nhái nam cực trường sinh đại đế bản tôn mang theo cái kia linh dược vườn mới là chính phẩm vô cực thiên tôn tại tiên giới địa vị nếu là đã cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế gần giống nhau, như vậy hắn tự nhiên sẽ có tốt hơn bảo vật, chứng mắt loại này hàng nhái. Hoàn toàn giải thích được, nếu không, bất kỳ cái gì một vị tu tiên giả cũng sẽ không đem dạng này có thể tăng tốc linh dược tốc độ phát triển không gian bảo vật vứt bỏ không cần. Đồng dạng đạo lý, tựa hồ Càn Khôn đỉnh cũng là hàng nhái. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm lắc đầu, có chút không dám tin. Càn Khôn đỉnh thần kỳ như vậy bảo vật, làm sao lại là hàng nhái đâu? Bất quá nói đi thì nói lại, tiêu phàm bây giờ như thế một điểm tu vi, tầm mắt có thể cao bao nhiêu. Hắn thấy, thần bí khó lường càn khôn đỉnh, có lẽ còn thật chỉ là cái nào đó nghịch thiên bảo vật hàng nhái mà thôi. Tu tiên giới chi lớn, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, ai có thể nói rõ được sở. Đương nhiên, loại tình huống này còn có một loại giải thích, đó chính là vô cực thiên tôn sớm đã vẫn lạc hoặc là thất thủ tại cái nào đó kỳ hiểm không gian, như vậy những bảo vật này biến thành vật vô chủ, cũng liền nói còn nghe được chỉ là loại tình huống này tiêu phàm ngay cả nghĩ đều không muốn suy nghĩ mặc kệ như thế nào vô cực thiên tôn là vô cực môn thủy tổ hắn còn sót lại cái này tàng bảo các dán tiếp cứu tiêu phàm nhiều lần tính mệnh tiêu phàm rất khó tiếp nhận cái này đại thiên tôn sớm đã vẫn lạc suy đoán đi qua cái này lớn gần mẫu dược viên tiêu phàm liền thấy một cái hồ nước đồng dạng là lớn gần mẫu tiểu mới trồng đủ loại kiểu dáng thủy sinh thực vật bất quá chỉ chiếm gần một nửa mặt nước hơn phân nửa mặt nước là trống không. Cái đó là, xích viêm thảo, tiêu phàm mắt sắc, lập tức ngay tại trong hồ nước nhìn thấy hai đóa tịnh đế mà mở hoa hồng, lại chính là hắn từng tại Nam Dương không màng sống chết đại chiến ma cưu đại quốc sư mới cướp được xích viêm thảo. Bất quá ma cưu trang viên xích viêm thảo chỉ nở một đóa hoa, nơi này mở hai đóa. Đồng thời giấu ở một đống lớn các linh dược khác linh trong cỏ, không chút nào thu hút. Nghe tiêu phàm nói như vậy, thổ địa công liếc bên kia một chút, nhẹ gật đầu, rất tùy ý nói, không sai, đó chính là xích viêm thảo từ lâu thành thục. Loại dược thảo này, ngàn năm đã là cực hạn, dược hiệu cũng còn không có trở ngại. Tiêu phàm lập tức hoàn toàn vô ngữ, ai có thể nghĩ tới, hắn trước đây không lâu còn vì một gốc mấy chục niên niên phần xích viêm thảo cùng người ta đánh nhau chết sống, kém chút còn liên lụy cơ khinh xa đều xảy ra chuyện. Tại cái này linh dược vườn, vậy mà là như thế phổ thông một gốc dược thảo. Tu chân giới những cái kia tiên nhân chân chính, đến cùng là có bao nhiêu xa xỉ a? À. bất quá tiêu phàm lập tức liền lấy lại tinh thần, mặc dù thời gian chỉ mới qua hơn một năm, nhưng dưới mắt tiêu phàm, cùng năm đó đi nam dương tiêu phàm, mấy có lẽ đã tưởng như hai người đặt chân thiên nhân cảnh về sau, sinh mệnh lực của hắn cường hãn hoàn toàn không phải lúc trước có thể so. khi đó một viên xích viêm thảo cánh hoa đối với hắn liền có công hiệu khởi tử hồi sinh, hiện tại khẳng định là không được dưới mắt muốn cho thân thể của hắn bổ sung một bộ phân sinh mệnh tinh hoa, tối thiểu cũng muốn cái này trong hồ nước kia ngàn năm dược tính xích viêm thảo mới được. Thổ địa công vẫn quy củ cũ, vòng quanh hồ nước chuyển nửa vòng, một một giới thiệu với hắn trong hồ nước trồng dược thảo. Sau đó, liền đi tới khác một cái cửa hang trước. Trong cửa hang, lóng lánh ánh sáng mông lung chạch, đi, qua bên kia nhìn xem, thổ địa công chống gỗ đào quải trượng, không chậm không nhanh dẫn tiêu phàm, hướng na cái cửa hang đi đến. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết muốn làm gì cảm thán. Tại không gian này bảo vật bên trong, thế mà còn khác có không gian. Nói đến, cái này cũng không kỳ quái, tất cả đây hết thảy, bây giờ chẳng phải là phát sinh ở càn khôn đỉnh bên trong A. Tu di không gian thần kỳ, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể hoàn toàn làm rõ ràng. Cái này cửa hang không dài, chỉ bất quá mấy bước liền xuyên qua. Một cố càng thêm nồng đậm vô so linh khí, đập vào mặt, trong không khí thúy điểm sáng màu xanh lục, xa so vừa rồi linh dược vườn muốn dày đặc được nhiều, cơ hồ giống một chút phi trùng, vây quanh tiêu phàm trên dưới tung bay. Tiêu phàm cơ hồ lập tức liền đạt được phán đoán, nơi này hẳn là so vừa rồi bên kia càng thêm tinh túy linh dược vườn. Quả nhiên, thổ địa công chỉ vào vừa mắt mà đến ruộng huề cùng xanh biếc linh dược, rất tùy ý nói cho tiêu phàm, nơi này linh dược, sinh trưởng tốc độ là bình thường tốc độ năm hơn gấp 10 lần, thậm chí số ít phân khu vực linh dược sinh trưởng tốc độ là bình thường tốc độ gấp trăm lần. Tiêu phàm không khỏi mê muội một chút, như thế nói đến, ngoại giới cần 100 năm mới có thể thành thục linh thảo, ở đây trồng, một năm liền có thể thành thục. Đúng vậy, thổ địa công nhẹ gật đầu, nhìn xem tiêu phàm trên mặt kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, lập tức rất là kỳ quái, tựa hồ tiêu phàm quá hiếm thấy nhiều quái. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên, đây chính là tiên gia pháp bảo hàng nhái. Những cái kia tiên gia pháp bảo, dạng nào không phải thần kỳ vô so. Nói đến, cái này hay là bởi vì tại các người cái này giao diện, linh khí quá mức mỏng manh, chân chính vạn năm trở lên linh dược, cơ bản không dùng được. Nếu không, cái này linh dược vườn công hiệu, còn đem càng hơn một bậc. Tiêu phàm hay là không khỏi kinh hãi, tiên gia pháp bảo thần kỳ, coi là thật không phải hắn có thể tưởng tượng. Thổ địa công còn nói thêm, tiêu tiểu hiếu, người không ngại ngẫm lại xem, người tu chân, theo đuổi là trường sinh đại đạo. Không có 100 năm ngàn năm linh dược phụ trợ, có chút quan khẩu là vô luận như thế nào đều không qua được. Cuống hồ, nam cực tiên ông cái này linh dược vườn đã nhận ngươi làm chủ nhân, cũng chưa chắc chính là cho một mình ngươi sử dụng. Ngươi còn phải thừa kế nam cực tiên ông y ra bảo điển, trị bệnh cứu người. Cái này linh dược vườn linh dược, ngược lại là có hơn phân nửa là vì những bệnh nhân kia chuẩn bị. Chỉ một mình ngươi, dù coi như lại nghịch thiên, ngươi cũng dùng không hết nhiều như vậy ngàn năm linh dược. Y ra bảo điển, tiêu phàm ánh mắt sáng lên, hỏi. Ừm, thổ địa công nhẹ gật đầu, tiêu tiểu hiếu, đã người đã tới, vậy liền an tâm chớ vội, chậm rãi đi từ từ xem, nên cho người nói rõ ràng, lão hủ đồng giảng cũng sẽ không lọt mất. Lão nhân ra kia chính là một sợi ký phụ thần niệm, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là một cái chương trình, nhất định phải dựa theo cái chương trình này cho chỉ điểm của hắn, cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá cái này chương trình, thiết kế phải rất là cao cấp, rất nhân tính hóa. Vâng, làm phiền tiên ông tiêu phàm vẫn như cũ nho nhã lễ độ, mảy may cũng không bởi vì đối phương là một sợi ký phụ thần niệm mà sinh lòng khinh thị. Vô luận như thế nào, đây cũng là nam cực tiên ông ký phụ thần niệm. Rõ ràng nói hắn là linh dược vườn chi chủ, lại luôn mồm gọi hắn là tiêu tiểu hữu tuyệt không xưng hô chủ nhân. Nghĩ đến cũng không kỳ quái, nam cực tiên ông gì ngang phần, lại càng không cần phải nói, hay là nam cực trường sinh đại đế thân ngoại hóa thân, nguyên thủy thiên vương trưởng tử sao có thể có thể đối cái khác người miệng xưng chủ nhân. Nhìn chung toàn bộ tiên ma giới, chỉ sợ cũng không thể có dạng này như bức ra hỏa. Thổ địa công chống gỗ đào quải trượng tiếp tục dẫn tiêu phàm tham quan. Cái này thứ hai tiến vào linh dược vườn, xa so thứ nhất tiến vào linh dược vườn muốn nhỏ, cũng là một mảnh ruộng huề, một cái ao nước nhỏ. Bất quá đều đều chỉ có nửa mẫu tả hiếu, trong đó đại đa số là 50 lần sinh trưởng tốc độ, chỉ có cực thiểu số ruộng huề cùng một mảnh nhỏ trong hồ nước dược thảo, có thể đạt tới gấp trăm lần sinh trưởng tốc độ. Thứ hai tiến vào linh dược vườn trồng dược thảo, cũng so bên ngoài muốn ít hơn nhiều, chỉ có không đến một thổ địa cùng mặt nước trồng dược thảo, cái khác đều là trống không. Trong này trồng linh dược, tự nhiên so bên ngoài muốn càng thêm thần kỳ, tán phát sinh mệnh tinh khí càng thêm tinh thuần nồng đậm. Tuyệt đại bộ phân linh dược, tiêu phàm ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua chương 669, Thiên Phù Lá. Chuyển qua thứ hai tiến vào dược viên ao nước nhỏ, tiêu phàm vậy mà nhìn thấy cái thứ ba hang đá, lập tức liền sửng sốt. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm, cái này trong thạch động, hẳn là còn có một chỗ không gian, cũng chính là thứ ba tiến vào linh dược vườn. Thế nhưng là thứ hai tiến vào linh dược vườn đã xuất hiện sinh trưởng tốc độ vượt qua phổ thông dược viên gấp trăm lần dược viên, chẳng lẽ thứ ba tiến vào linh dược vườn sinh trưởng tốc độ có thể đạt tới phổ thông linh dược vườn gấp 500 lần đến 1.000 lần nhiều. Kia thực tế quá nghịch thiên, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù lòng tràn đầy không tin, tiêu phàm hay là cất bước liền hướng cái thứ ba hang đá đi đến. Bất kể nói thế nào, trước vào xem lại nói. Sau khi xem, vô luận có gì đó cổ quái, đều rõ ràng. Thổ địa công nhưng lại chưa cùng lên đến, chỉ là chậm rãi nói tiêu tiểu hiếu, thứ ba tiến vào linh dược vườn, lấy người tu vi hiện tại, là không vào được tiêu phàm ngạc nhiên dừng bước quay đầu hỏi vì cái gì thổ địa công không chậm không nhanh nói thứ ba tiến vào linh dược vườn linh dược sinh trưởng tốc độ so nơi này còn thực sự nhanh hơn nhiều tương ứng ở trong đó linh áp cũng phải lớn hơn nhiều người tu vi hiện tại thấp như vậy dưới hoàn toàn không có thể đột phá linh áp bích trướng thẳng như không tin người cũng có thể thử một chút tiêu phàm cười ha ha một tiếng nói tốt vậy ta liền thử một chút cái này lão thổ địa chủ động mở miệng để hắn đi thử, sẽ không có quá lớn phong hiểm, nhiều nhất chính là như hắn lời nói, vào không được thứ ba tiến vào linh dược vườn mà thôi. Tiêu phàm chậm vải hướng cái thứ ba hang đá cửa hang đi đến, mặc dù cũng không lo lắng có cái gì đại phong hiểm, tiêu phàm hay là nhấc lên hạo nhiên chính khí, bảo vệ toàn thân. Cái này lão thổ địa dù sao chỉ là một sợi không hoàn toàn ký phụ thần niệm, đối với hắn cũng không thể quá mức mê tín. Cửa hang lóng lánh lục oánh oánh quang trạch linh khí mở mịt, làm lòng người thần dục say, nhìn qua không có có bất kỳ không ổn nào. Lại càng không có cái gì nguy hại, tiêu phàm vừa vừa đi gần cửa hang, kia cỗ lục oánh oánh quang trạch liền thoảng qua trở nên càng thêm sáng ngời ba phân, một cổ phái nhiên áp lực mãnh liệt mà ra, tiêu phàm chỉ cảm thấy hô hấp vì đó cứng lại, trên thân lập tức sáng lên một cái màu ngà sữa vòng bảo hộ. Đem kia cỗ áp lực ngăn tại bên ngoài, tiêu phàm vội vàng dừng bước, đợi một lát, thấy không có cái khác dị thường, lại nhấc chân đi đến bước một bước bỗng nhiên bên trong một cỗ càng thêm khổng lồ linh áp đập vào mặt vừa mới tiếp xúc tiêu phàm hộ thể lồng ánh sáng liền cuồng thiểm không thôi một bộ lập tức liền muốn chống đỡ không nổi tư thế tiêu phàm giật nảy cả mình biết thổ địa công vẫn chưa nói ngoa khi dễ cái này thứ ba tiến vào linh dược vườn hoàn toàn không phải hắn tu vi hiện tại có thể tiến vào được lập tức không dám miễn cưỡng vì thân lui về sau đi hắn vừa vừa rời đi cửa hang mấy bước xa kia cỗ khổng lồ vô so linh áp lập tức liền thu về, cửa hang vẫn như cũ lóng lánh lục oánh oánh quang trạch, tựa hồ không có nửa phân biến hóa. Tiêu phàm không khỏi có mấy phân phiền muộn, thổ địa công lại ở một bên vừa cười vừa nói, tiêu tiểu hữu không cần uể oải, lấy người cảnh giới bây giờ, thứ nhất tiến vào dược viên linh dược, liền hoàn toàn dùng được, cơ hồ cũng không dùng tới thứ hai tiến vào dược viên linh dược. Những này hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm linh dược. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ ngươi ngưng kết nguyên anh về sau, mới có thể cần dùng đến. Về phần thứ ba tiến vào dược viên bên trong 10.000 năm linh dược, dược tính mãnh liệt như vậy, coi như người ngừng kết nguyên anh thành công, cũng là không dám vì tiện phục dụng. Nói một cách khác, thứ ba tiến vào dược viên bên trong linh dược, người bây giờ căn bản nhưng không dùng được, phiền muộn cái gì đâu. Quả nhiên là một câu nhắc nhở người trong mộng, tiêu phàm lập tức tỉnh ngộ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, có chút từ mất đất cười một tiếng. Làm sao hiện tại mình càng ngày càng tham lam đây? hận không thể khắp thiên hạ đồ tốt, đều thuộc về tự mình một người. Có lẽ, đây chính là không có cảm giác an toàn tạo thành mau bệnh. Trước đó, tiêu phàm chưa từng bước vào tu chân giới, tại chân tục thế giới, hắn mấy có lẽ đã tới được đỉnh phong. Vô luận là thân phận địa vị hay là thân thủ thuật pháp. Vô cực môn tiêu chân nhân đều là tông sư cấp tiêu chuẩn, chân tục thế giới có thể cùng hắn đánh đồng đích xác rất ít người. Tại như thế cao cao tại thượng hoàn cảnh bên trong, tiêu phàm tự nhiên khí định thần nhàn yêu nhã rộng lượng đối một chút trong mắt người bình thường đặc biệt để ý đồ vật tỉ như tiền tài tài vật loại hình mảy may cũng không để vào mắt 10 điểm gió nhạt mây nhẹ chỉ là bởi vì tiêu phàm biết rất rõ những vật kia đối với mình căn bản không nhiều lắm tác dụng mà hiện nay tình hình biến phải hoàn toàn không giống mặc dù công lực tu vi so 2 năm trước cao minh quá nhiều nhưng một cái thế giới hoàn toàn mới tại tiêu phàm trước mặt bày ra trong thế giới này Tiêu Phàm phát hiện, mình vị trí cấp độ, thực tế không tính quá cao. Mặc dù hắn hiện tại đã tương đương với kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng ở trên hắn, còn có trong kim đan kỳ, kim đan hậu kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ, càng thậm chí là ngộ linh kỳ tu sĩ cấp cao. Những cái kia tu sĩ cấp cao thần thông chi lớn, khẳng định hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể kháng cự được. Cảm giác an toàn không có, cao cao tại thượng tâm thái tự nhiên cũng không có, Đối hết thảy có thể tăng lên thực lực mình đồ tốt, liền không thể tránh khỏi tham lam. Tiêu Phàm biết rõ dạng này lòng tham không đáy, không phải cao nhân gây nên, cũng có bội thiên địa cân bằng chi đạo, nhưng thật muốn triệt để vượt qua áp chế mình tham lam, thật đúng là cần rất lớn định lực. Hoặc là, cái này cũng có thể tính được là trong tu hành gặp phải kiếp số một trong a. Tiêu Tiểu Hữu, linh dược vườn đã tham quan hoàn tất, xin mời đi theo ta." Thổ Địa công rất hiền lành nói. "Tốt, làm phiền tiên ông." lập tức thổ địa công dẫn tiêu phàm chuyển qua chiếc kia vẻn vẹn nửa mẫu lớn nhỏ hồ nước hướng một phương hướng khác đi đến bên kia có một cái nho nhỏ đình nghỉ mát sương mù lượn lờ linh khí lưu động mắt nhìn lấy mặt nước không có chút rung động nào hồ nước tiêu phàm trong lòng hơi động đột nhiên hỏi tiên ông cái này trong hồ nước có thể nuôi cá a à? nuôi cá thổ địa công liền nở nụ cười lắc đầu liên tục tiêu tiểu hữu cái này linh dược vườn là một thuộc tính bảo vật chỉ đối tất cả một thuộc tính thiên địa linh vật có thuốc nhanh công hiệu. Bất luận cái gì thuộc tính sinh linh, tại cái không gian này là không có thuốc nhanh hiệu quả. Tiêu tiểu hữu có thể tại cái này trong nước nuôi cá, nhưng sẽ không so bên ngoài ở giữa sinh trưởng phải càng nhanh. Mà lại, ta cũng không sẽ chăm sóc những này không phải một thuộc tính sinh linh. Lúc trước nam cực tiên ông đem cái này một sợi thần niệm ký phụ tại linh dược vườn cỏ cây phía trên, liền vẫn chưa giao phó hắn càng nhiều kỹ năng. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, lại hỏi, như vậy, tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ, tại trong cái không gian này, có phải là tiến độ tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều đâu? Thổ Địa công đem đầu lắc giống phát lang trống, cười ha hả nói, không thể không thể. Huyết nhục chi khu ở đây ở lâu, không những vô ích, ngược lại có hại, Tiêu Phàm đành phải đem đầy trong đầu kỳ tư diệu tưởng đều thu vào. Xem ra bất luận một cái nào bảo vật, đều có thật nhiều hạn chế. Cái này linh dược vườn thúc nhanh công năng đã đầy đủ nghịch thiên mình còn muốn lấy muốn thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, quả nhiên là lòng tham không đủ. Rất nhanh, hai người liền một trước một sau đi hướng Na Lương Đình. Đình nghỉ mát bên cạnh, mới trồng ba khỏa cao lớn cây trúc, cây gậy trúc ngược lại là không có cái gì, nhìn qua cùng phổ thông cây trúc không có quá lớn khác nhau, chính là hơi tráng kiện một chút. Chân chính hấp dẫn tiêu phàm ánh mắt, là những cái kia lá trúc. Cùng phổ thông lá trúc một trời một vực, cũng không phải là xanh biêng biếc, mà là vàng óng ánh, tựa như vàng lá, mà lại phiến lá rộng lớn, so phổ thông lá trúc lớn gấp mấy lần. Vàng óng ánh lá trúc phía trên, ẩn ẩn có bùa chú màu bạc lấp lánh. Cùng tiêu phàm toàn lực vận dụng viêm linh chi nhận lúc dần hiện ra đến thần bí bùa chú màu bạc rất tương tự. Thấy tiêu phàm dừng bước lại, bị cái này ba khỏa cây trúc hấp dẫn lực chú ý, thổ địa công cũng liền ngừng lại, mỉm cười nói tiêu tiểu hữu đây chính là ngọc núi trúc, người hẳn là gặp qua ngọc núi trúc chế thành thẻ che A. Ngọc núi trúc, tiêu phàm rất có mấy phân kinh ngạc lấy ngọc núi trúc chế tác thẻ tre, có thể tồn tại văn tự đồ hình tư liệu. Trực tiếp lấy thần thức đọc, lần đầu nhìn thấy, xác thực có chút thần kỳ. Nhưng ở thứ hai tiến vào dược viên nhìn thấy ngọc núi trúc, tiêu phàm lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cần biết thứ hai tiến vào dược viên linh dược, xa so thứ nhất tiến vào dược viên linh dược muốn chân quý được nhiều. Cái này ngọc núi trúc nếu như vẻn vẹn chỉ có tạo giấy công hiệu, tựa hồ không cần cắm trồng ở nơi này. Dùng để chế thẻ tre nguyên liệu, còn cần 50 lần thậm chí gấp trăm lần ra tốc thuốc A. Ha ha, người có chỗ không biết, ngọc núi trúc cây gậy trúc cố nhiên không có gì khó lường, chỉ là dùng để chế thẻ che mà thôi. Cái này mấy ngàn năm công hiệu ngọc núi trúc, nhiều lắm là cũng liền so phổ thông 100 năm kỳ ngọc núi trúc có thể nhiều tích chữ một chút nội dung. Đối người tu chân chân chính có đại dụng là ngọc núi trúc lá trúc. Lá trúc, tiêu phạm ánh mắt, lần nữa rơi vào những cái kia vàng óng ánh rộng lớn lá trúc phía trên. Cái này ngọc núi trúc lá trúc, chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ, liền xác thực không tầm thường. Thổ Địa công gật gật đầu, nói, đúng vậy a, à. Tiêu tiểu hữu, không biết người có thể hay không chế tác phù lục. Hiểu sơ chút ra mau, Tiêu Phàm vội vàng khiêm tốn nói, vô cực môn cứ việc không phải lấy chế phù thuật dương danh thiên hạ, Tiêu Phàm bản nhân, cũng tuyệt đối là chế phù đại sư, tại phù lục chế tác bên trên có thiên phú cực cao. Trước đó hắn thậm chí có thể chế được đạt tới mình một kích toàn lực lúc một nửa uy lực công kích linh phù dù coi như là tinh thông phù lục chế tác chi thuật mao sơn đạo sĩ chỉ sợ cũng có rất ít người có thể đạt tới dạng này tiêu chuẩn đương nhiên theo hắn tu vi làm sâu sắc linh phù tương đối uy lực cũng đang không ngừng hạ xuống lấy hắn trước mắt tu vi công kích linh phù có thể có một kích toàn lực lúc hai thành uy lực liền đã rất nghịch thiên không phải tiêu phàm chế phù thuật tiêu chuẩn hạ xuống mà là bị quản chế tại lá bùa phù bút chu sa những này chế phù vật liệu. Dù là chế phù sư trình độ lại cao, phổ thông lá bùa phù bút chu sa cũng vô pháp chứa đựng càng nhiều pháp lực. Người khí lực lúc nhỏ, dùng 100 cân thùng nước gánh nước, chờ ngươi có được ngàn cân thần lực, thùng nước hay là lúc trước đôi kia thùng nước, vậy ngươi một lần cũng nhiều nhất chỉ có thể chọn 100 cân nước. Vậy ngươi cũng biết, chế tác bên trên cùng linh phù tốt nhất vật liệu, chính là ngọc núi trúc lá trúc. Ngọc núi trúc lá trúc, tiên ông, chẳng lẽ chế tác phù lục, không phải sử dụng lá bùa a? À? Tiêu phàm hơi kinh ngạc nói, thổ địa công cười lên ha hả, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, tựa hồ cảm thấy tiêu phàm cái này hỏi lại 10 điểm ngây thơ buồn cười, chốc lát, mới lên tiếng, tiêu tiểu hiếu, lá bùa chỉ bất quá dùng cho thấp nhất cùng phù lục chế tác. Phổ thông lá bùa, có thể tồn chữ bao nhiêu pháp lực? Ngọc núi trúc chế thành thẻ tre, chỉ có thể tồn chữ văn tự đồ hình, lá trúc lại có thể tồn chữ đại lượng pháp lực. Bình thường đến nói, năm càng cao ngọc núi trúc, có thể chứa đựng pháp lực thì càng nhiều. Cái này ba khỏa ngọc núi trúc, đều đã có 5.000 năm hỏa hầu, đã là cái này một giới ngọc núi trúc có thể sinh trưởng người có tuổi nhất phần. Cho nên, cái này ba khỏa ngọc núi trúc lá trúc, chính là tốt nhất thiên phù lá. Chỉ cần ngươi chế phù thủ đoạn đủ rất cao minh, lại thêm kim phù bút cùng đan thú chi huyết, ngươi liền có thể chế tạo ra cái này một giới mạnh nhất phù lục. Tiêu phàm nghe được tâm bỏ thần trì, từ khi hắn tiếp xúc đến tu chân giới về sau, đã kinh lịch mấy trận ác chiến, cơ hồ mỗi một trận đều muốn đem hết toàn lực. Một phương diện là hắn gặp phải mấy tên đối thủ đều rất mạnh, một phương diện khác thì là hắn binh khí của mình quá mức bá đạo. Mặc dù bây giờ sử dụng viêm linh chi nhận, sẽ không một lần đem pháp lực của hắn toàn bộ rút sạch, nhưng trong thời gian ngắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể vận dụng viêm linh chi nhận 2 đến 3 lần, lại nhiều khẳng định không được. Về phần cưỡng ép kích thích lôi bằng biến thân, dưới mắt cái này di chứng liền đủ đầu hắn đau nhức mà lại đồng dạng chỉ có một chiêu chi lực là hoặc này hoặc kia đại chiêu một khi phóng xuất không có diệt sát địch nhân liền giờ đến phiên mình mặc người chém giết dạng này chiêu số coi như uy lực lại lớn cũng không tránh khỏi quá nguy hiểm chút không đến cuối cùng trước mắt thực tế không tốt tùy tiện vận dụng mà lấy phương pháp bình thường luyện chế ra đến phù lục liền lộ ra uy lực quá nhỏ đối phó yếu tiểu địch nhân còn có chút tác dụng đối phó clermen bạch tuộc quái thú dạng này cùng giai kình địch vậy liền còn thiếu rất nhiều ban, căn bản không cần thiết xuất ra bêu xấu. Trước kia tiêu phàm tinh thông chế phù chi thuật, trong nháy mắt liền trở nên gân gà vô so. Mà bây giờ, thổ địa công lại nói cho hắn, có thể luyện chế ra uy lực mạnh hơn phù lục, sao không gọi tiêu phàm tâm hoa nộ phóng. Có dạng này uy lực đủ cường đại phù lục, tiêu phàm sau này thủ đoạn đối địch liền còn phong phú hơn nhiều, cũng không đến nỗi động một chút lại cùng người liều mạng. Lập tức hỏi, tiền ông, cái gì là kim phù bút cùng đan thú chi huyết. Hai thứ đồ này, tựa hồ cũng đặc biệt quan trọng. Ngay sau đó thổ địa công trả lời lại để cho tiêu chân nhân hết sức buồn bực. Không biết, thổ địa công không chút do so dự lắc đầu, tựa hồ cảm thấy mình trả lời như vậy, thiên kinh địa nghĩa. Lúc trước nam cực tiên ông ép căn bản không hề tại cái này một sợi ký phụ thần niệm bên trong lưu lại tin tức tương quan, thổ địa công tự nhiên chỉ có thể dạng này hồi phục tiêu phàm. Nhìn xem tấm kia tiếu dung chân thành hiền lành gương mặt, tiêu phàm thực tế không lời nào để nói. chương 670, Nam Cực Y Kinh Nam Cực Dược Điển Thổ địa công không để ý tới tiêu phàm tâm tư, chỉ là tại tận lấy một cái người dẫn đường ứng tận chức trách, mang theo tiêu phàm, đi tiến vào đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát không lớn, chính giữa có một chương bàn đá, hai cái băng ghế đá, ngược lại là da dáng. Trên bàn đá, trưng bày hai mảnh màu vàng kim nhạt thẻ tre. Lần này, ngay cả thổ địa công sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, cười hì hì thần sắc ẩn liếm không gặp, nhảy lên băng ghế đá, hai tay nắm lên kia hai mảnh màu vàng kim nhạt thẻ tre, đưa cho tiêu phàm, nói tiêu tiểu hiếu, đây là nam cực tiên ông hành y tế thế sử dụng nam cực y kinh cùng, nam cực dược biển hiện tại ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lĩnh hội, nghe theo nam cực tiên ông phân phó, tế thế cứu nhân, nhiều làm việc thiện sự tình. Cứ việc tiêu phàm hôm nay đã lịch quá nhiều kinh ngạc, nghe lời nói này, hay là có phần kích động đây chính là nam cực tiên ông tự mình còn sót lại y kinh cùng dược điển khẳng định thần diệu phi thường xa không phải trần tục giới phổ thông y kinh dược điển có thể so sánh nam cực trường sinh đại đế tế thế chi đạo há cùng tiêu phàm một mực tinh nhiên y dược chi đạo sớm đã tại trần tục giới đạt đến đại sư cấp tiêu chuẩn hiện tại có cơ hội lấy được nam cực tiên ông y đạo truyền thừa tự nhiên xa so những người khác muốn hưng phấn đến nhiều tiêu phàm từ thổ địa công trong tay hai tay tiếp nhận hai mảnh màu vàng kim nhạt thẻ che từ khí tức bên trên liền có thể cảm giác được cái này hai mảnh thẻ tre cùng tại ngọc thất trên bàn thẻ tre khác biệt, rất rõ ràng, đây là mấy ngàn niên niên phần ngọc núi trúc. So phổ thông ngọc núi trúc thẻ tre có thể tồn chữ càng nhiều nội dung. Cái này ngược lại có thể lý giải, y dược chi đạo, liền minh mông vô tận. Tại Trần Tục Giới, phổ thông khoa sinh viên 4 năm tốt nghiệp, không ít đại học y khoa sinh muốn đọc 5 năm khoa. Cái này tiên ra y dược chi đạo, chắc hẳn liền càng thêm phức tạp minh mông phải nhiều. Đa tạ tiên ông, Tiêu Phàm hướng Thổ Địa công có chút khom người chào, kính cẩn nói: "Đã không gặp được Nam Cực tiên ông tôn, hướng cái này ký phụ thần niệm lễ kính." Cũng là phải, Thổ Địa công mỉm cười gật đầu, trong mắt vậy mà mang theo thăm hỏi cổ Vũ chi ý. Xem ra lúc trước Nam Cực tiên ông tại phân ra cái này sợi ký phụ thần niệm thời điểm, cố ý gia nhập phương diện này phân phó. Tiêu Phàm đem bên trong một mảnh thẻ che dán tại trên trán, thần niệm chậm rãi thấm vào trong đó hành y tế thế trị bệnh cứu người tám chữ to đầu tiên liền xuất hiện tại tiêu phàm trong óc phù thầy thuốc nhân thuật phía sau chính là một trường thiên lời tựa đều đều là thượng cổ văn trung đỉnh viết liền cũng may tiêu phàm tinh nhiên văn trung đỉnh chữ đọc bên trên sẽ không tạo thành cái gì chướng ngại bản này lời tựa chính là nam cực tiên ông tự mình viết nhiều lần khuyên bảo kẻ đến sau y thuật chính là nhân thuật muốn thưởng mang tế thế chi tâm người nhân chi niệm lời tựa bên trong Nam cực tiên ông minh bạch viết, Nam cực trường sinh đại đế luyện hóa linh dược vườn bảo vật như vậy, tuyệt không phải cho người nào đó đầu cơ trục lợi dùng. đang hưởng thụ cái này linh dược vườn mang tới các loại chỗ tốt đồng thời, nhất định phải nhiều hơn thế thế cứu nhân. hưởng thụ linh dược vườn càng nhiều chỗ tốt, liền nhất định phải làm việc thiện càng nhiều. nếu không, thiên đạo cân bằng lọt vào phá hư, thượng thiên đem hạ xuống trừng phạt. tiêu phàm sợ hãi mà kinh, lời tựa về sau nam cực y kinh bốn cái văn trung đỉnh chữ lớn hiển hiện ra. Trong động không nhật nguyệt, tiêu phàm linh thân tại cái này linh dược vườn bên trong, một chạm chính là cực kỳ lâu. Thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, bỗng nhiên đại hỉ, bỗng nhiên kinh ngạc, bỗng nhiên trầm ngâm, bỗng nhiên khẩn trương, các loại biểu lộ, ùn ùn kéo đến. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, tiêu phàm rốt cục đem mảnh thứ hai thẻ tre để xuống, thở phào một hơi, mở hai mắt ra, thổ địa công hay là cười hì hì đứng tại trước mặt thạch trên ghế, hiền lành nhìn qua hắn. Tiêu phàm lại hướng thổ địa công thật sâu bái, cao giọng nói, đa tạ tiên ông. Tàng bảo các bên ngoài, thanh dương tổ sư ngồi xếp bằng, ngay tại thổ nạp luyện công, mỗi qua một đoạn thời gian, liền mở hai mắt ra, dò xét tàng bảo các cửa đá một lần, xong nghi dần dần nhau. Tiêu phàm tiến vào tàng bảo các, đã 20 ngày tới, thế mà một mực chưa hề đi ra, thanh dương tổ sư cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ tại tàng bảo các bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Thanh Dương tổ sư mặc dù không phải người hữu duyên, tiến vào không được tàng bảo các, nhưng Tiêu Phàm đã từng cùng hắn nói tới qua trong tàng bảo các tình huống, muốn đi vào Ngọc Thất Đoạt Bảo, trước hết cùng thượng cổ yêu linh còn sót lại tàn hồn tiến hành thần niệm giao phong, chiến thắng về sau mới có thể tiến nhập. Thần niệm giao phong rất là hung hiểm, một nước vô ý liền có khả năng dẫn đến thần niệm bị hao tổn, tiến tới biến thành ngu dại biên người. Thanh Dương Tổ Sư chính là lo lắng tiêu phàm tu không đủ, lại cưỡng ép muốn đi vào một ít phòng bảo tàng bên trong. Bởi như vậy, liền có khả năng xảy ra bất chắc. Đang lúc Thanh Dương Tổ Sư càng thêm lo nghĩ thời điểm, tàng bảo các cửa đá vô thanh vô tức mở ra, tiêu phàm tay cầm một cái bồn cây cảnh cùng hai mảnh thẻ tre, từ trong động đi ra, nhìn qua 10 điểm dã rời, tựa hồ tâm lực tiêu hao quá lớn. Thanh Dương Tổ Sư vội vàng nghênh đón tiếp lấy, thở phào một hơi, nói, khá lắm, người cuối cùng là ra, ta còn lo lắng cho ngươi ở bên trong gặp được loại nào ngoài ý muốn nữa nha. Tiêu phàm vội vàng không người, nói, làm phiền tổ sư quải niệm, đệ tử hổ thẹn. Tốt tốt, không nói những thứ này, mau nói, lúc này lại là cái gì bảo bối tốt. Thanh dương tổ sư hơn một ngàn tuổi, như trước vẫn là lòng hiếu kỳ mười điểm tràn đầy. Nói đến, số tuổi thật sự của hắn hẳn là trăm tuổi khoảng chừng phía sau hơn một ngàn năm, đều là tại cái này nho nhỏ tu di không gian bên trong cô độc vượt qua, thật vất vả đến cái tiêu phàm cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện, cảm giác hưng phấn khó mà kiềm chế, chính hợp tình hợp lý. Tiêu phàm cười cười, nói, lúc này thật đúng là bảo bối tốt. Ô, thanh dương tổ sư càng là hưng phấn, quả thực có chút mặt mày hớn hở. Hắn nhưng là biết tiêu phàm tính cách, tuy còn trẻ tuổi, lại ổn rất mạnh, được viêm linh chi nhận cùng lôi bằng nội đan như thế hiếm thấy bảo vật, đều chỉ là nhàn nhạt, không gặp như thế nào kích động. Lần này, vậy mà chủ động khoe, xem ra là thật đạt được kỳ chân dị bảo lập tức thanh dương tổ sư không kịp chờ đợi lôi kéo tiêu phàm ở một bên trên băng ghế đá ngồi xuống luôn miệng thúc giục tiêu phàm để hắn tranh thủ thời gian nói nghe một chút chỉ bất quá trong chốc lát thanh dương tổ sư liền nghe được trợn mắt hốc mồm chật chật liên thanh có loại sự tình này coi là thật không thể tưởng tượng nổi dạng này linh dược vườn chẳng lẽ là tạo hóa chi bảo tiêu phàm liền vội vàng hỏi tổ sư cái gì gọi là tạo hóa chi bảo Thanh Dương Tổ sư liếc hắn một cái, nói tạo hóa chi bảo, là thiên hạ chí bảo, nhưng trưởng khống thiên địa tạo hóa, không nhìn giao diện pháp tắc, uy lực vô tận. Người cái này linh dược vườn, liền có thần thông như vậy, đối cái này một giới pháp tắc, hoàn toàn không nhìn. Linh dược sinh trưởng tốc độ đại đại vượt qua ngoại giới, nói là không nhìn cái này một giới pháp tắc, cũng có nhất định đạo lý. Tiêu Phàm không được tò mò, hỏi tổ sư, cái này trong thiên hạ bảo vật, đến cùng đều bao hàm những cái nào? mời tổ sư đệ tử giải hoặc, mặc dù thanh dương tổ sư cũng sinh trưởng ở trung thổ thế giới sụp đổ về sau, không có kinh nghiệm bản thân qua năm đó tu chân giới, nhưng đời thứ 36 trưởng giáo chân nhân thiên minh tổ sư lại là kinh nghiệm bản thân. Cứ việc không gian thông đạo sụp đổ trước đó, thiên minh tổ sư tuổi còn quá nhỏ, tu nông cạn, đối tu chân giới rất nhiều bí văn, hay là nghe sư môn trưởng bối nói tới qua. Thanh dương tổ sư là thiên minh tổ sư đích truyền đồ tôn, đối với mấy cái này tu chân giới chuyện cụ bí văn, tự nhiên cũng biết phải không ít. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những này bí văn mới dần dần chôn vùi. Thanh Dương Tổ Sư cười cười, vuốt sâu nói tu chân giới bảo vật nhiều vô số kể, bình thường đến nói, dựa theo pháp bảo lợi hại trình độ, đại khái phân 5 loại. Thường thấy nhất tự nhiên cũng là bình thường nhất pháp bảo, là kim đan kỳ trở lên tu sĩ, tự hành luyện chế pháp bảo. Cái này pháp bảo nhiều nhất, ngũ hoa bát môn, khó mà phân loại phổ thông pháp bảo phía trên thì là pháp bảo thượng phẩm. Tên như ý nghĩa, pháp bảo thượng phẩm so phổ thông pháp bảo uy lực phải cường đại hơn nhiều, công hiệu đặc biệt rõ rệt. Pháp bảo thượng phẩm số lượng, liền so phổ thông pháp bảo ít hơn nhiều, trăm dặm vô một. Bình thường kim đan kỳ tu sĩ là rất khó có được pháp bảo thượng phẩm, trừ phi là tu chân đại phái kim đan kỳ tu sĩ mới có thể có được pháp bảo thượng phẩm. Tu chân môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc, thậm chí tán tu bên trong kim đan kỳ tu sĩ, có được pháp bảo thượng phẩm tỷ lệ rất tiểu. Cho dù có, cũng là che giấu, tuyệt không dám tùy tiện gặp người. Đây là cái gì? Tiêu phàm kinh ngạc hỏi. Thanh dương tổ sư liếc nhìn hắn một cái, nói, rất đơn giản, càng là uy lực mạnh mẽ pháp bảo thượng phẩm, thì càng khiến người đỏ mắt, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, người hẳn phải biết a. À. Tiêu phàm không được sau nghi nhíu chặt, có chút không vui nói, như thế nói đến, tu chân giới hay là cái mạnh được yếu thua thế giới chẳng phải là cùng thiên đạo quay lưng cách dạng này truy cầu con đường trường sinh thượng thiên như thế nào lại chiếu cố thanh dương tổ sư vuốt vuốt dâu bạc trắng nói từ xưa đến nay chẳng lẽ không đều là mạnh được yếu thua a à? chân chính chúng sinh hòa chờ thế giới cực lạc kia là không tồn tại chính là kia tây thiên tịnh thổ cũng có xâm nghiêm đẳng cấp đương nhiên đa số thời điểm cũng vẫn là có nhất định trật tự cũng không phải là hoàn toàn nguyên thủy hồng hoang cường giả tôn Tu chân giới đại tông đại phái đều có được 10 điểm rộng rãi phạm vi thế lực, tại cái phạm vi này bên trong, tất cả tu sĩ đều muốn dựa theo những này đại tông đại phái định ra quy tắc làm việc, không thể lung tung tranh đấu, nếu không liền muốn bị phạt. Chỉ có tại những tông phái kia thế lực chỗ giao giới, hoặc là xa xôi địa khu, tông phái lực khống chế rất yếu, trật tự mới có thể tương đối hỗn loạn. Lại hoặc là, tại thần ma đại chiến thời điểm, trật tự sụp đổ, người tu chân mỗi người dựa vào sự tình, bên thắng vương Tiêu phàm im lặng, phàm tục thế giới, kỳ thật chính là như vậy quy tắc. Phàm tục thế giới từng cái quốc gia, không ngại lý giải tu chân giới từng cái môn phái, mỗi quốc gia đều có quy tắc của mình cùng pháp luật, sinh hoạt ở quốc gia này bên trong, mặc kệ là quốc gia nào công dân, đều muốn tuân thủ quốc gia này pháp luật. Tu chân giới cũng là như thế, chỉ bất quá đem quốc gia đổi thành tông phái. Mặc dù bây giờ phàm tục thế giới, một mực tại rêu giao chúng sinh hóa các loại, chất bên trên, như trước vẫn là một cái cấp bậc xâm nghiêm mạnh được yếu thua xã hội thanh dương tổ sư tựa hồ có phần lý giải tiêu phàm suy nghĩ trong lòng cười cười nói tiêu phàm con đường trường sinh nguyên chính là nghịch thiên hành sự có lẽ thượng thiên chính là dùng phương thức như vậy đến đại thành thiên đạo cân bằng nếu như mỗi một tu chân giả đều có thể chứng lấy vĩnh sinh đại đạo kia thiên đạo chẳng phải là muốn sụp đổ rồi sao nghịch thiên hành sự có thể người thành công mãi mãi cũng là cực thiểu số phàm thượng vị chi tiên Phật, đều đều trải qua vô tận kiếp nạn, cuối cùng chứng vô thượng đại đạo, liền là đạo lý như vậy. Chương 671, tạo hóa chi bảo. Trầm mặc chốc lát, Tiêu Phàm mới điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tiếp tục hỏi, kia pháp bảo thượng phẩm về sau, lại là cái gì dạng bảo vật đâu? Pháp bảo thượng phẩm về sau, chính là pháp bảo cực phẩm. Loại pháp bảo này là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Tương đối phổ thông pháp bảo mà nói, có thể nói 10.000 có một vô luận là uy lực hay là công hiệu, đều xa hoàn toàn không phải pháp bảo thượng phẩm có thể so. Vậy cái này pháp bảo cực phẩm người sở hữu, liền càng không phải là phổ thông tu sĩ rồi. Thanh Dương Tổ Sư nhẹ gật đầu, nói cái này hiển nhiên. Pháp bảo cực phẩm cơ hồ 100% nắm giữ tại Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ cấp cao trong tay. Người phải biết, tại tu chân giới, trừ những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ ngộ linh tu sĩ, Nguyên Anh tu sĩ đã là đẳng cấp cao nhất tồn tại mà ngộ linh tu sĩ, bất kỳ cái gì một cái giao diện đều ít đến thương cảm. Theo thiên minh tổ sư lời nói, năm đó chúng ta vô cực môn tại tu chân giới thanh danh hiển hách, chính đạo tông môn lãnh tụ. Mỗi một thời đại trưởng giáo tổ sư, cũng không phải tất cả đều là ngộ linh kỳ tu sĩ. Đa số thời điểm, trong tông môn chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn. Đương nhiên, bằng vào chúng ta vô cực môn cường đại, mỗi một thời đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đều không chỉ một cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ vậy thì càng nhiều mọi người liên thủ lại kết hợp trấn phái đại trận liền xem như ngộ linh kỳ tu sĩ cũng không chiếm được lợi ích đi mấu chốt nhất chính là chúng ta vô cực môn tu luyện công pháp vượt xa môn phái bình thường tu luyện công pháp trong môn đệ tử bình thường tại đồng bậc tu sĩ bên trong đều là siêu quần bạt tùy tăng thêm người đông thế mạnh tu sĩ cấp cao tầng tầng lớp lớp có được mấy kiện pháp bảo cực phẩm mấy ngàn năm ở giữa đều là chính đạo tông môn hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ Nói đến đây, thanh dương tổ sư trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Tiêu phàm cũng lộ ra hướng tới chi sắc, có chút hưng phấn mà hỏi thăm tổ sư. Như vậy càn khôn đỉnh, xem như pháp bảo cực phẩm A. Càn khôn đỉnh kia là pháp bảo cực phẩm bên trong đỉnh giai pháp bảo. Tại cái này một giới, không nói là độc nhất vô nhị bảo vật, cũng tuyệt đối là số một. Nghiêm chỉnh mà nói, càn khôn đỉnh đã không thể xem như pháp bảo cực phẩm, mà là thông huyền linh bảo hàng nhái, đồng thời phỏng chế trình độ cực cao nghe nói không sai biệt lắm có chính phẩm một nửa uy năng thanh dương tổ sư vuốt dâu càng thêm ngạo nghễ thậm chí có người nói càng khôn đỉnh kỳ thật chính là thông huyền linh bảo chỉ bất quá tại chúng ta cái này một giới thiên địa linh khí không đủ khó mà hoàn toàn thi triển thông huyền linh bảo khủng bố uy năng tiêu phàm lập tức lơ ngơ khẩn cấp hỏi tổ sư thông huyền linh bảo lại là vật gì nghe vào danh tự này cũng không bằng hạ uy gió nhưng xếp hạng lại tại đỉnh giai pháp bảo cực phẩm phía trên. Thông Huyền Linh Bảo, nhưng thật ra là thượng giới chi bảo, không phải chúng ta cái này một giới vốn có bảo vật. Chúng ta dạng này giao diện, chỉ có cực hiểu số tại đặc biệt nguyên nhân lưu rơi xuống Thông Huyền Linh Bảo. Mà lại bởi vì thiên địa linh khí nồng độ không đủ, không cách nào thể hiện ra tất cả uy năng tới. Thượng giới, Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, Thanh Dương Tổ sư cười một tiếng, đưa tay đi lên chỉ chỉ, nói, thượng giới chính là trên trời nghe nói chúng ta dạng này giao diện tại trong vũ trụ tồn tại nhiều nhất cũng là thấp nhất chờ tại chúng ta thế giới này chủ yếu là lấy nhân loại chủ cũng có cái khác tinh linh cùng ma tộc nhưng tại nó thế giới của hắn lại có rất nhiều là lấy tinh linh tộc hoặc là ma tộc chủ nhân loại ở vào yếu thế một phương tu sĩ một khi tu luyện tới ngộ linh giai đoạn liền có thể lĩnh ngộ thiên địa linh khí diệu dụng đem thiên địa linh khí chuyển hóa tự thân thọ nguyên trên lý luận đến nói chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh khí bổ sung ứng, Ngộ Linh Kỳ tu sĩ thọ nguyên đã vô cùng vô tận. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là trên lý luận mà thôi. Chân chính Ngộ Linh Kỳ tu sĩ, vẻn vẹn chỉ là con đường trường sinh điểm xuất phát. Cần trải qua các loại lôi kiếp, thiên địa kiếp số, nhiều vô số kể, không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc mà chết. Đây cũng là thiên đạo cân bằng chi lực tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Căn cứ vào đạo lý này, ngộ linh kỳ tu sĩ là không có thể dài lâu đợi tại loại này dưới cùng giao diện, dạng này dưới cùng giao diện, thiên địa linh khí hiếm rất mỏng manh, rất khó trèo chống ngộ linh kỳ tu sĩ tu luyện cần thiết. Đến cảnh giới này tu sĩ, tập trung tinh thần chỉ muốn phi thăng huyền linh giới, thành tựu chân chính con đường trường sinh. Đối tại chuyện thế tục, cơ hồ hoàn toàn không gặp qua hỏi. Tiêu phàm nhẹ nhàng thở một hơi, trong đầu lại hiện ra càng nhiều nghi vấn, tổ sư, vậy chúng ta vô cực môn thiên nhân tướng đối ứng là dạng gì cảnh giới tu luyện thanh dương tổ sư cười đáp thiên nhân tướng đệ nhất trọng chính là ngưng kết kim đan điểm xuất phát tu luyện đến thiên nhân tướng tại cái này một giới cũng coi là cao giai tu sĩ bất quá diệu ngộ thiên địa đại đạo tướng tận thế gian vạn vật càng về sau yêu cầu tu sĩ cảnh giới cũng liền càng cao thiên nhân tướng đệ tứ trọng bắt đầu liền nhất định phải ngưng kết nguyên anh thành công có càng nhiều pháp lực ủng hộ mới có thể tu luyện về phần trường sinh tướng, tối thiểu nhất muốn tới Ngộ Linh Kỳ mới có thể tiến hành lĩnh ngộ. Tiêu Phàm chậm rãi gật đầu, Thanh Dương Tổ sư cái này một giải thích, ngược lại là cùng chính hắn lúc trước phỏng đoán không bàn mà hợp. Kia Thông Huyền Linh Bảo là Ngộ Linh Kỳ tu sĩ luyện chế ra đến pháp bảo a. Thanh Dương Tổ sư lắc đầu liên tục, nói kia làm sao có thể. Thông Huyền Linh Bảo cũng là thiên địa dị bảo, rất nhiều đều là giữa thiên địa trung linh chi địa tự hành tạo ra. Đại năng giả lại hơi thêm luyện chế liền thành thông huyền linh bảo. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có đến hiểu linh kỳ tu sĩ, mới miễn cưỡng có thể thúc đẩy thông huyền linh bảo, về phần luyện chế, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Về phần thông huyền linh bảo rốt cuộc muốn loại nào đẳng cấp tu sĩ mới có thể luyện chế, thiên minh tổ sư năm đó cũng không biết, tự nhiên ta cũng liền không như vậy rõ ràng. Nhưng ngộ linh kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể có thể luyện chế thông huyền linh bảo, đây cũng là khẳng định. Chúng ta dạng này dưới cùng giao diện, thậm chí liên thông huyền linh bảo đều rất ít tồn tại. Ngay cả chúng ta vô cực môn bảo vật chấn giáo, cũng chỉ là một kiện linh bảo hàng nhái mà thôi. Theo thiên minh tổ sư nói, thông huyền linh bảo phân tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo hai loại. Tiên thiên linh bảo là tự nhiên đản sinh bảo vật, đại năng giả hơi thêm luyện chế mà thành. Bình thường loại này linh công dụng có thể so sánh đơn một, nhưng uy năng cực kỳ to lớn. Hậu thiên linh bảo là đại năng giả căn cứ tự thân cần dùng đỉnh giai vật liệu luyện chế mà thành, thậm chí thân chính là dùng tiên thiên linh bảo toàn thể tham gia nhập cái khác vật liệu tiến hành luyện chế. Hậu thiên linh bảo công có thể so sánh nhiều, bất quá mỗi một hạng uy năng đa số khó mà cùng tiên thiên linh bảo tướng so sánh nhau. Tính được là đều có ưu khuyết đi, cũng chưa nói tới loại nào linh bảo càng tốt hơn một chút hơn. Tiêu phàm vừa cười vừa nói, có thể có một kiện thông huyền linh bảo, cũng đã là nhờ trời may mắn, còn dùng so đo yêu khuyết ha. Thanh dương tổ sư cười ha ha một tiếng, nói, nói đúng, người không thể quá tham lam. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, nói, lại không biết viêm linh chi nhận, tính là loại nào đẳng cấp bảo vật. Tối thiểu nhất hẳn là tính được pháp bảo thượng phẩm ha. Thanh dương tổ sư khẽ giật mình, lập tức nói, người cái này lại hỏi khó ta. Những vật này, ta cũng chỉ là nghe sư phụ thuật lại thiên minh tổ sư giảng thuật, không có tự mình trải qua, rất khó cho người đáp án. Bất quá ta nghĩ, cái này nếu là ly hỏa chi tinh tự hành hình thành bảo vật, đại thiên tôn trịnh mà trọng chi phong ấn tại tàng bảo các bên trong hẳn là vô cùng ghê gớm một kiện dị bảo mà lại ngươi lại nói qua mỗi lần sử dụng cái này binh khí đều sẽ hao hết ngươi toàn bộ pháp lực như thế cùng rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ sử dụng pháp bảo cực phẩm tình hình đồng dạng tiêu phàm không chịu được hỏi tổ sư ngươi không phải nói pháp bảo cực phẩm đều tại nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay a thanh dương tổ sư vuốt vuốt dâu bạc trắng nói ngươi chỉ biết một mà không biết hai một chút đại tông phái nếu như phái ra môn hạ kim đan đệ tử ra ngoài chấp hành đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu, lại hoặc là kim đan kỳ đệ tử thân phận đặc biệt khẩn yếu, trong tông môn trưởng bối cũng sẽ tạm thời ban cho pháp bảo cực phẩm, để mà phòng thân ngăn địch. Cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trở lại tông môn, liền nhất định phải lập tức trả lại. Dù sao dạng này pháp bảo cực phẩm, mỗi lần hơi sử dụng đều muốn hao hết toàn thân pháp lực, đối tu luyện tuyệt đối có hại vô ích. Tỷ như ngươi hiện ở loại tình huống này, Tiêu Phàm gật đầu nói phải, hắn bởi vì tấp nập vận dụng viêm linh chi nhận, thậm chí cưỡng ép kích thích lôi bằng biến thân, dưới mắt trên việc tu luyện liền xảy ra vấn đề lớn. Bất quá dạng này suy đoán lời nói, viêm linh chi nhận có rất lớn có thể là pháp bảo cực phẩm cấp bậc. Khó trách gió ngây thơ, ngư quái thú cùng yêu ma nhất thấy viêm linh chi nhận, liền là lộ ra cực độ tham lam thần sắc. Tổ sư, kia cái gì gọi là tạo hóa chi bảo? Tiêu Phàm rốt cuộc lại trở lại vấn đề này điểm xuất phát. Tạo hóa chi bảo, tên như ý nghĩa, chính là đẳng cấp cao nhất bảo vật, là tạo hóa hình thành tiên gia trí bảo. Nghe nói cũng phân tiên thiên trí bảo cùng hậu thiên trí bảo, coi như tại huyền linh thượng giới cũng rất khó thấy một lần, chỉ có tại chính thức thiên tiên giới mới có thể nhìn thấy. Theo ta phỏng đoán, nam cực trường sinh đại đế chân chính tùy thân dược viên khẳng định chính là tạo hóa chi bảo. Coi như tại cái này một giới hiển hóa nam cực tiên ông chỉ là trường sinh đại đế thân ngoại hóa thân nhưng mang theo cái này linh dược vườn cũng hẳn là tạo hóa chi bảo hàng nhái mặc dù phòng ngừa đẳng cấp sẽ không rất cao bất quá nó công hiệu khả năng so sánh với phổ thông thông huyền linh bảo cũng không kém bao nhiêu thanh dương tổ sư nói lại tiếp cận trước mắt cái kia không chút nào thu hút bồn cây cảnh tiêu phàm ta thử một chút như thế nào nhìn có thể hay không tiến vào được thần kỳ như vậy bảo vật ta còn thực sự là chưa từng nghe nói qua đâu thanh dương tổ sư trên mặt lộ ra kích động thần sắc hắn cũng không phải ngấp nghé tiêu phàm bảo vật, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Đã mình không phải người hữu duyên, nghĩ muốn mạnh mẽ đánh những bảo vật này chủ ý, không khác tự tìm không may. Tiêu phàm mỉm cười nói, tổ sư cứ việc xin cứ tự nhiên, bên trong quả thực có không ít khó gặp linh dược. Tạ Thanh Dương là tiền bối tổ sư, cũng coi như vô cực môn chi chủ, tiêu phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn dạng này thỉnh cầu. Thanh Dương tổ sư lập tức đại hỉ, thần niệm ngưng lại, liền rõ ràng qua bồn cây cảnh bên ngoài lượn lờ sương mù đi đến giả sơn dưới đáy kia động khẩu nho nhỏ ngay sau đó buồn bực hừ một tiếng linh thân trên mặt hiện lên một vòng hào quang màu xanh lục cả người đều hướng sau ngửa mặt lên kém chút té ngã trên đất tiêu phàm vội vàng phất một cái ống tay áo hạo nhiên chính khí tuôn ra nâng thanh dương tổ sư thân thể chú ý mà hỏi thăm tổ sư không sao a à. thanh dương tổ sư ngồi thẳng thân thể nhẹ nhàng thở phào một cái lắc đầu tự diễu nói, ha ha, là ta ý nghĩ háo huyền, dạng này thiên địa trí bảo, như là đã nhận chủ, những người khác lại sao có thể đi vào đi. Lập tức nghiêm mặt nói, tiêu phàm, món bảo vật này quá mức nghịch thiên, người nhưng 10 triệu muốn cất kỹ, không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, không biết sẽ dẫn phát bao lớn phiền phức. Vâng, cần tuân tổ sư dạy bảo, tiêu phàm vội vàng hạ thấp người tử, kính cần nói. chương 672, Tiến Giai Vi hình duy đàn bảo mật thất dưới đất bên trong, càn khôn đỉnh tại tiêu phàm trước ngực xoay chậm chậm, chiếu lấp lánh, toàn bộ tầng hầm, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc, khiến người vừa nghe phía dưới, liền là thần thanh khí sảng, lòng mang lớn sướng. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, càn khôn đỉnh dưới cháy hừng hực hỏa diễm, vậy mà là không có dễ chi hỏa. Mỗi cách một đoạn thời gian, tiêu phàm tay phải ngón giữa và ngón trỏ đầu ngón tay liền bắn ra một đám lửa, đem càn khôn đỉnh bao vây lại, màu ngà sữa lấp ngoài cùng của ngọn lửa liếm láp lấy càn khôn đỉnh dưới đáy. Cái này đoàn ngọn lửa màu nhũ bạch, chính là tu sĩ kim đan đan hỏa. Đây là đăng nam cực y kinh, bên trong ghi chép có, một chút đặc biệt trọng yếu đan dược và mệnh pháp bảo, bình thường đều muốn dùng đan hỏa đến luyện chế, nguyên anh tu sĩ thì là dùng anh hỏa luyện chế, nguyên lý là đồng dạng, hiệu quả tự nhiên có tranh lệch. Tiêu phàm chính tại luyện chế, là một loại gọi giảm vị ngọc thanh hoàn đan dược. Cái này đan phương, Nam Cực Y Kinh, bên trong ghi lại có, tiêu phàm tại thành trên ngàn vạn cái phương thuốc bên trong cố ý sàng chọn ra. Nam Cực Y Kinh cùng Nam Cực Dược Điển, phồn hạo, vượt xa khỏi tiêu phàm dự kiến. Nó độ dài rộng, liền xem như thiên phú kiệt xuất đại học y khoa sinh, chỉ ít cũng cần 10 năm trở lên đến chậm rãi tiêu hóa, còn chỉ có thể nhớ cái đại khái, thật muốn dùng đến phương thuốc, còn nhất định phải lật sách thẩm tra. Tiêu phàm hoa hơn 2 tháng thời gian, một phương diện, tiêu phàm thiên phú cực kỳ kiệt xuất, Tiếp theo, tiêu phàm thân y học cơ sở đánh cho cực kỳ kiên cố, tại trần tục giới, đã có thể xưng đại sư tiêu chuẩn. Nhưng trọng yếu nhất chính là, học tập tri thức phương thức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ghi chép tại ngọc núi thẻ tre bên trong, nam cực y kinh cùng nam cực dược biển là thông qua thần thức đến học tập. Trực tiếp khắc họa đến tiêu phàm trong óc cùng truyền thống học tập phương thức một trời một vực, ngược lại cùng xã hội hiện đại máy tính đưa vào chương trình phương thức có chút cùng loại. Đương nhiên, Cõng xuống chỉnh, Nam Cực Y Kinh cùng Nam Cực Dược Điển, không cần đến hoa hơn 2 tháng thời gian, dùng loại này thần thức khắc họa phương thức đến học tập, cái này hai sách thuốc độ dài lại hạo phồn, cũng rất nhanh liền khắc sâu tại tiêu phàm trong óc, lại cũng khó có thể lao đi. Sơ bộ lính hội cái này hai sách tinh hoa, tốn hao tiêu phàm thời gian dài. Trong đó có tương đương một bộ thuộc bổn phận cho, dính đến vạn năm trở lên linh dược sử dụng cùng ngộ linh kỳ trở lên tu sĩ trị liệu. Bộ này thuộc bổn phận cho. Tiêu phàm trước mắt hoàn toàn lĩnh ngộ không được, chỉ có thể tạm thời vứt qua một bên, chờ mình tu cảnh giới thăng lên lại nói. Trước mắt tiêu phàm có thể lĩnh ngộ, là nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ các loại chứng bệnh cùng đau sót trị liệu thủ đoạn. Cùng ngàn năm cấp bậc linh dược phối phương cùng luyện chế. Về phần phàm nhân chữa bệnh thủ đoạn, Nam Cực Y Kinh bên trong cơ không có ghi chép. Chỉ là đơn giản trình bày một cái nguyên lý, bộ phân người tu chân có thể sử dụng dược vật, phàm nhân cũng có thể sử dụng bất qua đối dược thảo niên hạn cùng dược hiệu, yêu cầu không có cao như vậy, thuốc phương có thể đơn giản hơn nhiều. Nam cực y kinh nguyên chính là nhằm vào người tu chân sáng tác ra y kinh, dược điển cũng giống như vậy. Đối với tiêu phàm mà nói, việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới một cái giải quyết tự thân phiền phức phương pháp. Hơn 2 tháng này thời gian, tiêu phàm tận lực áp chế thể nội dị chủng pháp lực, che chở mình linh đài thanh minh, nhưng cũng không dám lại luyện hóa huyết đan cùng lôi bằng nội đan, bất quá giống như hiệu quả càng ngày càng kém, không cần đến hắn luyện chế, lôi bằng nội đan cùng huyết đan bao hàm tinh thuần năng lượng. Liền cuồn cuộn không tuyệt phóng xuất ra, đánh thẳng vào hắn kim đan cùng toàn thân các nơi kinh mạch, chỉ muốn phản khách chủ, chiếm cứ thân thể của hắn. Giảm vị Ngọc Thanh Hoàn chính là tiêu phàm cuối cùng xác định đan phương. Ngọc Thanh Hoàn là chuyên môn thanh trừ tu sĩ thể nội dị chủng pháp lực cùng chân nguyên đan dược, mười mấy vị ngàn năm linh dược luyện chế mà thành, bình thường dị chủng pháp lực cùng chân nguyên, đều có thể thanh trừ hết. Nhưng loại này chính phẩm ngọc thanh hoàn, dược lực hùng hậu, là cho nguyên anh kỳ tu sĩ phục dụng. Đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, ngọc thanh hoàn dược lực không khỏi quá bá đạo. Cho nên, Nam Cực Y Kinh bên trong còn ghi lại lấy một cái giảm vị ngọc thanh hoàn phối phương. Đối chiếu chính phẩm ngọc thanh hoàn, trừ nó bên trong chuyên môn cho nguyên anh kỳ tu sĩ sử dụng hai vị thuốc, lại trừ một chút dược vật phân lược, đem linh dược niên hạn có ngàn năm đổi mấy trăm năm, liền thích hợp kim đan kỳ tu sĩ phục dụng. Nhưng là chính tại luyện chế viên này giảm vị ngọc thanh hoàn, lại cũng không lạc nam cực y kinh, bên trên ghi lại nguyên đan phương, tiêu phàm lại tiến hành nhất định sửa chữa. Đối với một vị trung y đại sư mà nói, sửa chữa cổ tịch bên trên ghi lại phương thuốc, 10 điểm bình thường. Châm đối với bệnh nhân tình huống khác biệt, mỗi vị y sư đều có mình độc đáo kiến giải. Nam cực y kinh ghi lại giảm vị ngọc thanh hoàn nguyên phương, là triệt đề thanh trừ tu sĩ thể nội dị chủng chân nguyên cùng pháp lực, tiêu phàm không thể chiếu đơn uống thuốc. Đối với hắn mà nói, tiếp tục luyện hóa huyết đan cùng lôi bằng nội đan hải lượng sinh mệnh tinh hoa, cực kỳ trọng yếu. Nhất là lôi bằng nội đan, nếu thật là đem ngân dược lôi bằng sinh mệnh tinh hoa cho triệt đề thanh trừ hết, đừng bảo là tiến giai thiên nhân cảnh đệ nhị trọng, chỉ sợ tiêu phàm còn sẽ lập tức toái đan, ngã ra kim đan kỳ cảnh giới. Dù sao hắn lúc trước tu luyện thiên nhân tướng mới mấy tháng thời gian, liền không trở ngại chút nào ngưng kết kim đan, ở mức độ rất lớn là mượn nhờ ngân dược lôi bằng nội đan chi lực. Loại này trong truyền thuyết trời sinh thánh linh, thậm chí không phải bọn hắn cái này dưới cùng giao diện nên tồn tại yêu linh. Dù coi như tại huyền linh thượng giới, ngân dược lôi bằng cũng là nổi tiếng hung cầm, là có thể cánh tay diệt tộc đại năng giả. Viên này khuyết tổn gần một nửa nội đan, nếu như không là lúc trước vô cực thiên tôn tận lực luyện chế qua, tiêu phàm một nuốt vào liền sẽ bạo thể mà chết. Dù là như thế, Ngân dược lôi bằng nội đan sinh mệnh tinh hoa, vẫn như cũ là Tiêu Phàm tu đột bay mãnh tiến vào nguyên nhân chủ yếu. Hắn hiện tại muốn làm, chỉ là nghĩ biện pháp tiêu trừ diệt sát ngư quái thú lúc cưỡng ép kích thích lôi bằng biến thân di chứng, đem luyện hóa nội đan tốc độ đặt vào quỹ đạo bình thường. Đồng thời tiêu trừ huyết đan bổ sung oán khí cùng máu linh khí, đem hải lượng sinh mệnh tinh khí hóa chính mình dùng. Cho nên Tiêu Phàm tự làm sửa đổi phối phương, đem một chút linh dược phân lượng giảm bớt phải càng nhiều. Ngoài ra, hắn còn mặt khác gia nhập hai vị văn võ điều hòa dược vật đi vào, đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhân giảm vị Ngọc Thanh Hoàn cần thiết linh dược, linh dược vườn bên trong cố nhiên đều có, lại thực tế là tìm không ra ngàn năm trở xuống linh dược tới. Tất cả linh dược niên hạn, chỉ ít đều tại đã ngoài ngàn năm. Tiêu phàm không thể không gia nhập hai vị nó dược vật của hắn, cắt giảm những linh dược này dược hiệu. Việc này nếu để cho cái khác thầy thuốc biết được, chỉ sợ phải lớn mắng tiêu phàm xa xỉ lãng phí người ta muốn 100 năm giã sơn sâm cứu mạng, người móc ra một gốc ngàn năm đến, sau đó ngạnh sinh sinh đem chịu ra canh sâm rửa qua. Không ngừng hướng đổi, đem dược hiệu xuống đến khoảng trăm năm. Có người như thế xa hoa sao? Trong lúc này, tiêu phàm nhưng không có thời gian đi tìm kiếm mấy trăm năm linh dược, lãng phí liền lãng phí một lần đi. Xem chừng hắn về sau, lãng phí thời gian còn nhiều nữa. Lấy tiêu phàm tại y học cùng luyện đan thuật bên trên tạo nghệ, tăng thêm có nam cực y kinh chỉ điểm cùng càn khôn đỉnh dạng này luyện đan thánh khí, luyện chế dạng này so sánh đơn giản đan dược. Cơ bên trên không có có thất bại khả năng, đều là một lần luyện chế thành đan. Ba ngày thời gian trôi qua, trong mật thất dưới đất mùi thuốc bỗng nhiên trở nên mờ nhạt. Luyện đan đã đại công cáo thành, tiêu phàm đan hỏa vừa thu lại, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc một viên nhạt màu trắng đan dược, từ càn khôn đỉnh bên trong xoay tít bay ra. Tiêu phàm duỗi ra hai ngón tay nắm, hơi hơi đánh giá, liền nuốt vào, lập tức khoanh chân bắt đầu luyện hóa dược lực. Lúc này luyện chế ra đến giảm vị ngọc thanh hoàn, dược hiệu cùng tiêu phàm đoán chừng đồng dạng, dược lực tương đối ôn hòa, theo dược lực tại thể nội phát tản mát, nguyên tứ ngược không thôi dị trùng chân nguyên, bắt đầu trung thực. Ngoan ngoãn bị dẫn dắt đến, một chút xíu thu nhập trong kim đan. Những cái kia bạo ngược chi khí, thì bị sắp xếp ra ngoài thân thể, lại là ba ngày quá khứ, trong mật thất tiêu phàm, sắc mặt hồng nhuận, toàn thân bảo quang lưu chuyển, lộ ra thần thái sáng láng. Một cỗ cường thịnh vô so sinh mệnh khí tức, tràn ngập tại bên trong mật thất. Tiêu phàm bày ra phòng hộ đại trận, sớm đã bị kích thích, toàn bộ tự động mở ra, đem trọn ở giữa mật thất cùng chung quanh trong phạm vi nhất định không gian đều bao phủ nó hạ. Tiêu phàm vận khởi nội thị chi pháp, vùng đan điền kim đan như là đậu nành lớn nhỏ, lóng lánh vàng óng ánh quang trạch, ở giữa còn thoáng sen lẫn một tia lục oánh oánh linh khí cùng một tia huyết quang nhân ngọc thanh hoàn giảm vị nguyên nhân, huyết đan cùng lôi bằng nội đan ẩn chứ ngang ngược chi khí, cũng không hề hoàn toàn loại trừ, chỉ là nhận áp chế. Qua một đoạn thời gian, tiêu phàm còn phải lại phối trí đan dược phục dụng, tới áp chế ngày càng trở nên cường đại ngang ngược chi khí cùng dị chủng chân nguyên. Muốn đem những này dị chủng chân nguyên hoàn toàn thu chính mình dùng, dạng này phong hiểm, luôn luôn muốn bốc lên một bốc lên. Trong kim đan chân nguyên pháp lực, sôi trào mãnh liệt, đã đạt tới cực điểm. Tiêu Phàm thời khắc này tu, đã tới kim đan sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, đột phá bình cảnh sắp đến. Cứ việc có phòng hộ đại trận che giấu, Miranda cùng Mikhail hay là cảm ứng được cỗ này khí thức kinh người, lập tức không hẹn mà cùng để tay xuống đầu sự vụ, vội vã đuổi đến mật thất dưới đất phụ cận đến, lại đồng thời bị đại trận cấm chế chi lực ngăn cách bên ngoài, không thể tới gần. Hai người liếc nhau, đều lộ ra vẻ giật mình, xem ra, tiêu phàm lại có cái gì đại động tác vô cực môn tiêu chân nhân tại cái này dưới đất động đá vôi một đợi chính là hơn mấy tháng, tuyệt đối là có nguyên nhân. Không chỉ là thủ hộ Azelena, lại số ngày thời gian trôi qua, kia cỗ vô hình cấm chế chi lực bỗng nhiên vừa thu lại, mật thất dưới đất đại môn lập tức mở ra, tiêu phàm chậm bước ra ngoài. Miranda cùng Mikhail lập tức tại tiêu phàm trên thân, cảm ứng được một cỗ so trước kia càng thêm khí tức cường đại. Mikhail phản ứng đầu tiên, bận biểu tức khẽ không người, khẽ cười nói, chúc mừng tiêu tiên sinh, tu nâng cao một bước. Miranda cũng là tiếu yếp như hoa, trải qua mấy tháng tiếp xúc cùng hiểu rõ, Miranda đã sớm đem tiêu phàm xem như nhất đáng tín nhiệm minh hiếu, tiêu phàm thực lực tăng trưởng, đối nàng cùng toàn bộ Simeon gia tộc đều có ích vô hại. Lập tức tiêu phàm cùng hai người pha trà tự thoại, biết được tại hắn bế quan khoảng thời gian này, Simeon gia tộc đã hoàn thành sát nhập, đồng thời đạt được trưởng lão hội tán thành. Bây giờ mặc tư bảo cùng duy đàn bảo, đã đều ở vào Miranda lãnh đạo phía dưới. Tiêu Phàm đương nhiên phải hướng Miranda gây nên lấy chúc mừng. Bảy ngày sau đó, tiến giai thành công Tiêu Phàm, rốt cuộc rời đi mặc tư bảo, trở về trong nước. Trước khi đi, Tiêu Phàm lại vấn an Azelena, tại kén máu bên trong yên lặng ngủ say Azelena giống như quá khứ, chỉ là già nua dung nhan lại trở nên trẻ tuổi ba phân. Đoán chừng triệt để phục hồi như cũng đồng thời kích phát tiềm lực còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tiêu Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt kén máu thật lâu, mới hạ quyết tâm, quay người rời đi. Rời đi dưới mặt đất huyết hải thời điểm, Tiêu Phàm giao cho Miranda một bình đan dược, nói với nàng, cùng Azelena tỉnh lại về sau, giao cho Azelena phục dụng, đối với trợ giúp Azelena củng cố cảnh giới sẽ rất có ích lợi. Đương nhiên, nếu như nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Azelena trước tỉnh dậy, những đan dược này đồng dạng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Miranda tự nhiên rất cao hứng, không khách khí chút nào nhận lấy. Đợi dưới đất suy đàn bảo trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm đã làm xong một việc, chính là mượn nhờ nơi đây không gian chi lực, lần nữa kích phát càn khôn đỉnh, sau đó dẫn phát mình nguyên thần xuất khiếu, lại một lần tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. Tiêu Phàm ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn lần nữa tiến vào thủy tổ tàng bảo các nhìn xem. Cũng không trách Tiêu Phàm lòng tham không đủ, mỗi lần tiến vào tàng bảo các đều có thể đạt được như thế nghịch thiên cấp bậc bảo bối tốt, dù ai trên thân cũng chịu không nổi dạng này dụ hoặc a. À. Bây giờ trung thổ thế giới loạn tượng đã sinh, các loại yêu ma quỷ quái đều ngo ngoe muốn động trong đó khẳng định không thiếu như là ngư quái thú lợi hại như vậy yêu ma bảo vật trong tay càng nhiều càng lợi hại khắc địch chế thắng nắm chắc liền nhiều một phân bảo mệnh cơ hội cũng liền nhiều một phân dù coi như là tiêu chân nhân cũng áp chế không nổi mình nhưng mà sự thật chứng minh lòng tham không đủ là không được lần này tiêu phàm ngược lại là thuận lợi tiến vào tàng bảo các lại không có đạt được bất luận cái gì trực giác chỉ dẫn trong thạch động yên tĩnh mỗi cái ngọc thất đều đại môn đóng chặt. Tiêu phàm thử nghiệm đi mở ra trên ngọc môn hỗn độn đồ, kết quả một điểm động tĩnh đều không có, mạnh mẽ đụng cái đinh cứng. Rơi vào đường cùng, đành phải ngượng ngùng lui ra, xem ra đây hết thảy, trong cõi u minh từ có sắp xếp, đại thiên tôn công tham gia tạo hóa, nhìn rõ vạn thế về sau, thực tế không phải hắn cái này hậu sinh tiểu bối có thể tùy ý đầu cơ trục lợi. Chương 673, Cửu chuyển băng tâm quyết. Bóng đêm mông lung, Quang Minh Hồ yên tĩnh, các sớm đã thu hồi nhà, sáng như bạc trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, phong cảnh tú mỹ. Lão quân núi càng là yên tĩnh, đỉnh núi trong rừng rậm điểm điểm ánh đèn, cách xa căn bản liền thấy không rõ lắm. Trừ Quang Minh Hồ cư dân phụ cận có rất ít người biết, trong hồ này đảo đỉnh núi phía trên còn có không ít sơn dân tụ cư. Thất Diệu Cung quy củ rất nghiêm, vừa vào đêm, đỉnh núi các đệ tử cũng rất ít tương hỗ thông cửa, mà là riêng phần mình trở về phòng tu luyện nếu không phải là trong sân luyện tập kiếm thuật thân pháp phó công các loại mỗi người đệ tử đều rất chăm chỉ cố gắng xa xa chân trời một đạo hắc ảnh phá không mà đến độn thuật cực nhanh chỉ bất quá chính là ban đêm nơi đây lại không phải chiến lược yếu địa không có radar giám sát trên mặt đất đám người dùng mắt thường càng là rất khó phát giác được cái này đạo độn quang thất diệu cung đệ tử bên trong chăm chỉ nhất cố gắng không thể nghi ngờ chính là tân lâm làm thất diệu cung đương đại thánh nữ Tân Lâm đãi ngộ xa xa so phổ thông môn nhân phải tốt hơn nhiều, một người có được một cái độc lập tiểu viện tử. Không có đạt được thánh nữ cho phép, cái khác môn nhân là sẽ không dễ dàng tới quấy giày nàng. Mấy tháng nay, Tân Lâm cơ hồ chưa hề ra khỏi cửa, tất cả sinh hoạt vật phẩm đều trong môn tạp dịch đệ tử đưa đến cửa tiểu viện. Trên thực tế, những cái này sinh hoạt vật dụng cũng đưa rất ít. Ngay tại 3 tháng trước, Tân Lâm đã bắt đầu tiến vào tích cốc trạng thái, cơ hồ cực ít dùng cơm chuyện này lập tức liền tại thất diệu cung dẫn phát sóng to gió lớn. Tích cốc là một cái cổ lão tu chân danh từ, đối với thất diệu cung dạng này một cái vài trăm năm giang hồ lưu phái mà nói, lại cũng không lạ lẫm. Bởi vì cung trong cao tầng đều rất rõ ràng, trước đây thật lâu. Thất diệu cung nhưng thật ra là một cái thuật pháp lưu phái. Chỉ là tại truyền thừa quá trình bên trong, do dự đủ loại nguyên nhân. Dần dần diễn biến thành một cái giang hồ lưu phái môn phái bên trong lưu truyền tới nay những cái kia tinh diệu truyền thừa, đã rất nhiều năm không người có thể tu tập. Nhất là bảy trong tuyệt kỹ trường sinh quyết, càng là như là thiên thư, đừng bảo là luyện tập, liền nhìn đều không ai nhìn hiểu. Huống chi, thất diệu cung trường sinh quyết, tàn khuyết không đầy đủ, cùng vô cực môn phi thăng ba pha đồng dạng, cơ hồ chỉ còn lại có một điểm cặn bã. Cho dù ai cũng biết, càng là cao thâm công pháp, càng là không thể phạm sai lầm. Pháp quyết không chọn vẹn thành dạng này. Ai dám mạo hiểm đi nếm thử, mọi người liền nhau nhau suy đoán, cái gọi là trường sinh quyết, nhưng thật ra là tu chân công pháp, nhất định phải là người hữu duyên mới có thể tu luyện. Dân gia, những này cao thâm pháp môn, liền bị đem gác xó, lại cũng không có người hỏi thăm. Dù sao dựa vào thất diệu cung thất tuyệt kỹ hiện hữu truyền thừa, liền đã đủ để xưng hùng giang hồ. Tung hoành thiên hạ, cần gì phải bốc lên lớn như vậy phong hiểm đi nếm thử những cái được gọi là tu chân công pháp chẳng lẽ trên thế giới này còn thật có người có thể thành tiên không thành. Cho nên, khi Tân Lâm thật tu luyện tới tích cốc cảnh giới, tự nhiên lập tức liền gây nên đoàn người nhiệt nghị, nhiệt nghị chủ đề đều không ngoại lệ chỉ hướng một cái phái bên ngoài người vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân Tiêu Phàm. Tân Lâm loại biến hóa này chính là tại phục dụng Tiêu Phàm cho nàng luyện chế đan dược về sau mới phát sinh. Mà vô cực môn, mọi người đều biết, đó là chân chính thuật pháp truyền thừa. Nói cách khác, Tân Lâm bắt đầu đạp lên con đường tu chân, tích cốc là mỗi một vị người tu chân phải qua đường. Bởi vì người tu chân một khi bế quan tu luyện, thường thường chính là mấy năm thậm chí mười mấy năm chân không bước ra khỏi nhà, nếu như còn muốn một ngày ba bữa ăn lời nói, cửa này lại từ gì đóng lại. Bất quá tối nay, Tân Lâm nhưng lại chưa ở trong phòng đả tọa tu luyện, mà là trong sân luyện kiếm. Cực mỏng cực nhỏ nhuyễn kiếm, dưới ánh trăng lóng lánh thanh lãnh hàn quang. Kiếm quang hắc hắc, Đem tân lâm thon thả sinh sắn thân thể hoàn toàn bao vây lại, tại nàng bốn phía, dần dần dâng lên một cỗ màu trắng sương mù, rất nhanh tại cỏ cây phía trên ngưng kết thành băng sương. Dường như có liên tục không ngừng hàn băng chi khí, đang từ tân lâm mềm trên thân kiếm phát ra. Tật, tân lâm bỗng nhiên một tiếng quát, kiếm quang ngưng lại, một đạo sáng long lanh kiếm mang bắn ra, suy một tiếng vang nhỏ, cách đó không xa trên núi giả, bỗng nhiên nhiều một cái trong suốt trống rỗng, cứng rắn đá thái hồ lại bị kiếm mang bắn cái xuyên thấu. Nhìn kỹ lại, lỗ thủng kia không là hoàn toàn trong suốt, mà là tại ở giữa ngưng kết khắp nơi óng ánh băng xương. Tân lâm từ đầu đến cuối lãnh lãnh đạm đạm xinh đẹp trên mặt, rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt hài lòng. Thật là lợi hại huyền băng chân khí, một cái tán thán thanh âm, bỗng nhiên tại viện tử một góc vang lên, trong giọng nói mang theo vô so vui vẻ. Tiêu phàm, tân lâm bỗng nhiên xoay người lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nguyên không có một ai trong sân, không biết lúc nào, đã thêm ra một người đến, màu trắng đường trang, trường thân ngọc lập, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua tân lâm, nhưng chẳng phải là tiêu phàm A. Người làm sao ban đêm đến, cũng không tiến chào hỏi. Tân lâm cổ tay rung lên, thu nhuyễn kiếm, dưới chân khẽ động, thơm ngào ngạt thân thể mềm mại liền nhẹ như không có vật gì phiêu nhiên mà đi, đến tiêu phàm bên người, thấp giọng hỏi, tựa hồ mang theo mấy phân oán trách trị ý, kỳ thật lòng tràn đầy vui vẻ. Tiêu Phàm cười cầm nàng tinh xảo tay nhỏ, lại đưa tay vuốt ve tân lâm đen bóng mái tóc, thấp giọng nói, tới ban ngày lời nói, lại muốn gây nên một phen oanh động, ta liền buổi tối tới. Thế nhưng là, cái gì không có người trước hướng ta thông báo. Tân lâm nhẹ nhàng rúc vào tiêu phàm trong ngực, bất quá ngữ khí vẫn có chút nghi hoặc. Thất diệu cung người người đều biết tiêu phàm cùng nàng quan hệ, mỗi lần tiêu phàm đến thất diệu cung, đều sẽ có người trước hướng nàng thông báo. Lấy tiêu phàm tính cách, chỉ cần thất diệu cung các đệ tử không cố ý làm khó dễ hắn cũng sẽ không xông vào dù sao lâm thanh loan là tân lâm sư phụ không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật tiêu phàm làm sao cũng muốn vị này thanh loan cung chủ lưu mấy phần mặt mũi tiêu phàm mỉm cười chỉ chỉ trên trời nói lần này a à, ta không làm kinh động những sư tỷ kia sư muội trực tiếp từ bên trên bay tới tân lâm lập tức ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nói ngân dực lôi bằng nội đan Người toàn bộ luyện hóa rồi. Nắm giữ phong độn thuật, có quan hệ ngân dược lôi bằng hết thảy, tiêu phàm lần trước đến thất diệu cung luyện chế hóa linh đan thời điểm, liền cùng tân lâm cẩn thận nói qua. Tiêu phàm cười sờ sờ nàng thẳng mũi, nói toàn bộ luyện hóa. Nào có dễ dàng như vậy, sớm đâu. Bất quá phong độn thuật, ta xác thực nắm giữ một chút ra mau. Hai ngày này, ta liền sẽ truyền thụ cho ngươi. Thật, dù là tân lâm tính tình nhất quán tương đối nhạt, Giờ phút này cũng không chịu được hưng phấn không hiểu. Nắm giữ phong độn thuật, chẳng khác nào biết bay, có thể tại trên trời cao tùy ý bay lượn. Dạng này Mỹ diệu tiền cảnh, ai nghe không hưng phấn khó nhịn A. À. Lại nói, tại người mình yêu mến trước mặt biểu hiện ra cảm giác hưng phấn đến, há chẳng phải là đương nhiên A. À. Già nhi, người vừa rồi luyện kiếm, thi triển chính là công pháp gì, hẳn là bám vào rất lợi hại huyền băng chi lực. Tiêu phàm lập tức hỏi, mặc dù gió độn thuật quyết khiếu, hắn có thể truyền thụ cho tân lâm nhưng tân lâm tối thiểu cũng phải có nhất định pháp lực cơ sở mới có thể triển khai ra được nếu như tu quá thấp thậm chí còn là một kẻ phàm nhân kia là vô luận như thế nào đều không bay lên được bất quá tại tân lâm kiếm quyết phía trên tiêu phàm đã cảm nhận được không phải bình thường huyền băng pháp lực tân lâm đáp đây là ta tại trường sinh quyết tàn thiên bên trong tìm tới một bộ công pháp gọi cửu chuyển băng tâm quyết phía trước tam trọng công pháp coi như tương đối hoàn chỉnh ta liền thử nghiệm tu luyện một chút, phát hiện rất phù hợp, liền một mực luyện tập. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trường sinh quyết, bên trong còn có dạng này công pháp. Tiêu Phàm đã từng đạt được Lâm Thanh Loan cho phép, tại thất diệu cung tàng thư thất đọc qua qua ba ngày, bất quá thất diệu cung tàng thư thực tế quá mức phồn hạo, cố nhiên còn so ra kém chỉ thủy xem tàng thư quy mô, lại cũng tuyệt không phải ngắn ngủi ba ngày có thể lật khắc. Mà trường sinh quyết không chọn vẹn thiên, tức thì bị liệt thất diệu cung thứ nhất đại cấm, Tuyệt sẽ không cho phép ngoại nhân đọc qua, nhất là sẽ không cho phép Tiêu Phàm đi nhìn, đúng vậy a, à, bất quá công pháp này tên như ý nghĩa, là có cửu trọng. Hiện tại chỉ có phía trước tam trọng hoàn chỉnh, cũng không biết luyện tập xuống dưới sẽ có hay không có cái gì hậu hoạn. Tân Lâm có chút buồn bực nói, nhưng đây là nàng tại trường sinh quyết bên trong tìm tới duy nhất một bộ miễn cưỡng còn tính hoàn chỉnh, có thể tu luyện công pháp, trừ luyện tập cái này cửu chuyển băng tâm quyết bên ngoài, nàng cũng không có lựa chọn khác. Tiêu Phàm cười cười, an ủi, không sao, trước luyện, thiếu thốn thiên, chúng ta về sau chậm rãi đi tìm trở về, thiên nhân tướng, không phải cũng tìm trở về rồi sao? Ta trước cho ngươi điều tra một chút, nhìn nhìn thể chất của ngươi chuyển biến phải như thế nào. Tân Lâm làm âm chi thể, tại hoàn toàn luyện hóa hóa linh đan dược lực về sau, sẽ chuyển biến thành loại nào thể chất, Tiêu Phàm cũng rất chờ mong. Nam cực y kinh phía trên, đối với người tu chân các loại linh thể, thế nhưng là trình bày phải cực kỳ rõ ràng người bình thường nếu là không có linh thể kia là không cách nào bước vào lữ trình tu chân lập tức tân lâm ngoan ngoãn nâng lên tuyết trắng thủ đoạn tiêu phàm duỗi ra ba ngón tay dựng ở bên trên hạo nhiên chính khí bay vọt mà vào đồng thời thần niệm chi lực nhô ra đồng loạt tiến vào tân lâm thể nội tân lâm thật dài tiệp mau không ngừng chớp ánh mắt hoàn toàn rơi vào tiêu phàm trên mặt cũng không tiếp tục rời về phía nơi khác mảy may chốc lát tiêu phàm trên mặt hiển lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc huyền âm chi thể, ha ha, cái này hóa linh đan công hiệu quả nhiên không sai, vậy mà đưa ngươi làm âm chi thể chuyển biến thành huyền âm chi thể. Mặc dù còn ẩn ẩn mang theo một điểm thổ thuộc tính linh căn, nhưng cũng là phi thường hiếm thấy linh thể. Già nhi, chúc mừng ngươi a à. tiêu phàm tươi cười rạng rỡ nói, đem tiêu phàm vui vẻ như vậy, tân lâm cũng nở nụ cười xinh đẹp, hỏi cái gì gọi là huyền âm chi thể a à? Huyền âm chi thể là thủy thuộc tính biến dị linh thể, nếu như 10 điểm thuần túy, không mang một điểm cái khác thuộc tính linh căn lời nói, chính là trong truyền thuyết thích hợp nhất tu luyện thủy thuộc tính công pháp Quý Thủy chi thể. Mặc dù ngươi còn mang một điểm thổ thuộc tính linh căn, nhưng cũng đã phi thường hiếm thấy. Loại này huyền âm chi thể, tu luyện bất luận cái gì thủy thuộc tính công pháp đều là làm ít công to. Nhất là tu luyện huyền băng thuộc tính công pháp, càng là tiến cảnh cực nhanh, tu luyện tới cao thâm cảnh giới, sẽ còn tự hành diễn biến đưa ra hắn càng thêm lợi hại băng thuộc tính thần thông tới ta là thật không nghĩ tới, người làm âm chi thể sẽ chuyển biến thành huyền âm chi thể. Khó trách người tu luyện kia cửu chuyển băng tâm quyết, tiến cảnh nhanh như vậy. chương 674, Chú Nhan Đan cùng Tử Vân Đan Lão quân núi thất diệu cung tổng đàn một gian luyện đan thất bên trong, địa hỏa hừng hực. Tứ tượng lô bên trên, mang lấy cao gần tất cản khôn đỉnh, màu bạc trắng địa hỏa, liếm láp lấy bảo đỉnh gốc rễ. Tiêu phàm khoanh chân ngồi ở một bên, mười ngón như vòng, từng đạo pháp quyết đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong, bạch y tung bay tân lâm, đứng tại địa hỏa chi bên cạnh, cầm trong tay một cái bình ngọc nhỏ bên trong xanh biếc chất lỏng, nhẹ nhàng đổ vào trong đỉnh. Lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc, tràn ngập tại đan thất bên trong. Cái này đã là tiêu phàm đến lão quân núi ngày kế tiếp. Từ mặc tư bảo nghìn dặm xa xôi gấp trở về, cố ý tới trước lão quân núi, liền là muốn nhìn một chút tân lâm luyện hóa hóa linh đan về sau thân thể biến hóa. Kết quả so tiêu phàm trong dự liệu còn phải tốt hơn nhiều, lại không nghĩ tới, Tân Lâm chẳng những có thể lấy bắt đầu tu luyện tu chân công pháp, mà lại biến thành cực kỳ hiếm thấy Huyền Âm chi thể. Đương nhiên, nàng trước kia làm âm chi thể, chính là siêu quần bạt tụy thể chất, có biến hóa như thế, cũng không tính hoàn toàn ra ngoài ý định. Tiêu Phàm cũng không vội mà về chỉ thủy xem, ngay tại lão quân núi tạm mượn một gian luyện đan thất, khai lò luyện đan. Thất Diệu cung chế đan thuật, liền có 102 giang hồ bây giờ tân lâm tu luyện cửu chuyển băng tâm quyết đã có chút thành tựu sẽ lấy trước tu luyện nội tức đều chuyển hóa chân nguyên pháp lực càng là một cái luyện đan tốt giúp đỡ chỉ cần thời gian đầy đủ vật liệu đầy đủ tiêu phàm tin tưởng tân lâm nhất định có thể thành một đời luyện đan tông sư thanh dương tổ sư nói qua trước kia trung thổ tu chân giới trình độ cao luyện đan sư thế nhưng là các đại môn phái có thụ yêu ái trọng yếu đệ tử tán tu bên trong có luyện đan thiên phú tu sĩ cũng là hàng bán chạy rất dễ dàng vùi đầu vào một chút tu chân đại phái bên trong đi, nhờ bao che tại dưới đại thụ. Tiêu phàm bây giờ có nghịch thiên nam cực tiên ông Linh Dược Vườn, đương nhiên phải tại luyện đan thuật bên trên đại lực bồi dưỡng tân lâm. Có đôi khi, chính hắn chưa chắc có quá nhiều thời gian đến luyện đan. Một chút không cần vận dụng đan hỏa đến luyện chế đan dược. Liền mời tân lâm làm thay tốt, mắt nhìn lấy càn khôn đỉnh, tân lâm trong mắt cũng toát ra một cỗ cực kỳ hưng phấn. Cực kỳ thần sắc khát khao, nhân, tiêu phàm lần này luyện chế đan dược, gọi là chú nhan đan. Cái này chú nhan đan đan phương, lạc nam cực y kinh, bên trên ghi lại, mười mấy loại đã ngoài ngàn năm linh dược chân quý tạo thành, quý báu vô so. Nghe nói một khi luyện chế thành công, vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân nuốt vào về sau, liền có thể làm đến nụ cười vĩnh chú, thanh xuân bất lão. Đương nhiên, phàm nhân bởi vì khó mà hoàn toàn luyện hóa dạng này linh dược chân quý, hiệu quả tương đối mà nói, liền phải kém một chút nhưng cũng đã vô cùng ghê gớm, mới nghe Tiêu Phàm nói lên chú nhan đan thời điểm, Tân Lâm quả thực không thể tin được. Trên thế giới vậy mà lại có thần kỳ như vậy đan dược. Loại đan dược này một khi luyện chế ra đến, Tiêu Phàm trong nháy mắt liền sẽ thành toàn thế giới thụ nhất nữ hài tử hoan nghênh chú nhan vương tử, không biết có bao nhiêu cô gái sẽ chủ động hướng hắn ôm ấp yêu thương. Đối với nữ hài tử mà nói, còn có cái gì so thanh xuân mãi mãi càng có lực hấp dẫn đâu? dù coi như là tân lâm loại này đối hết thảy đều thấy tương đối nhạt cô nương, hiển nhiên thành đan sắp đến. Cũng không chịu được kích động vô so, đầy cõi lòng chờ mong. Tự nhiên, nếu như có thực sự hiểu rõ tu tiên giới hiện trạng nam tính tu sĩ biết được tiêu phàm thế mà lại đem như thế chân quý mười mấy loại đã ngoài ngàn năm chân quý linh dược dùng để luyện chế loại này trừ chú nhan liền một chỗ vô dụng đan dược, chỉ sợ muốn bị hắn tươi sống khí chết rồi. Nếu không phải là không khách khí chút nào hương sư vấn tội, để hắn lập tức đem linh dược chân quý giao ra, không cho phép bộ dạng này trà đạp. Liền xem như những cái kia đặc biệt thích trưng diện nữ tu sĩ, chỉ sợ cũng chưa chắc bỏ được đem chân quý như thế linh dược dùng để luyện chế chú nhan đan. Tiêu phàm không sợ, linh dược chân quý hắn có là, quả thực chính là cái thổ hào. Sáu canh giờ trôi qua, luyện đan thất nội lô lửa đã tắt. Tân lâm tinh xảo trắng nõn trong tay ngọc, hơn 10 quả đậu nành lớn nhỏ hỏa hồng đan dược. Ngay tại xoay tít đảo quanh, trừ mùi thuốc nồng đậm một điểm, ngược lại cũng nhìn không ra có cái khác chỗ đặc biệt. Tân Lâm không chấp mắt nhìn chằm chằm cái này hơn 10 viên thuốc, tú Mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Đây chính là chú nhan đan, thật có như thế hiệu quả. Tân Lâm thì thào nói, tiêu phàm mỉm cười nói, già nhi, nam cực y kinh ta đã truyền thụ cho ngươi, có phải là chú nhan đan, chính ngươi hẳn là có thể phán đoán được đi ra. Trừ chế đan thuật siêu quần bạt tụy, Tân Lâm tại y đạo bên trên tạo nghệ cũng rất cao minh. Một vị cao minh luyện đan sư, đa số thời điểm cũng là một vị cao minh y sư cùng tạo nghệ cao thâm dược sư. Tiêu Phàm đương nhiên phải đem Nam Cực Y Kinh cùng Nam Cực Dược Điển truyền cho nàng. Cái này truyền thụ quá trình, xa xa so dĩ vãng bất luận cái gì hình thức đều muốn đơn giản mau lẹ. Tiêu Phàm đã sớm đem trong đầu của mình Nam Cực Y Kinh cùng Nam Cực Dược Điển khắc sâu tại ngọc núi trúc thẻ tre bên trong, chuyển giao cho Tân Lâm liền có thể ban đầu ở linh dược vườn bên trong kia hai mảnh thẻ tre, lại tại tiêu phàm đọc qua sau liền tự động tiêu trừ tất cả nội dung. Cho nên tiêu phàm lần này truyền thụ cho Tân Lâm, Nam Cực Y Kinh, Nam Cực Dược Biển, là bản rút gọn, những cái kia ngay cả chính hắn tạm thời đều không thể nào hiểu được cao thâm nội dung, liền tạm thời tỉnh lược, chờ sau này mọi người tu đều tinh đi vào đầy đủ cảnh giới, lại truyền thụ còn lại kia bộ thuộc bổn phận cho không muộn. Bất quá, mặc dù là bản rút gọn, trong vòng một đêm, tân lâm cũng quả quyết không có khả năng lĩnh ngộ hoàn tất lại nói buổi tối hôm qua tiêu chân nhân cũng không có cho tân thiếu chủ bao nhiêu thời gian đi lĩnh ngộ y kinh dược biển hai người có rất trọng yếu sự tình khác phải bận rộn tân lâm nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp nói ta không là không tin ta chẳng qua là cảm thấy quá thần kỳ vậy ta ăn một viên thử một chút tiêu phàm cười nói cũng chỉ có thể ăn một viên ăn nhiều không có một chút tác dụng nào ngược lại có hại ba ngày sau đó thần thái sáng láng tân lâm lại cùng tiêu phàm cùng đi đến luyện đan thất, hai người nhìn qua cùng lúc trước tướng so cũng không có gì thay đổi, chỉ là lộ ra tinh thần tỏa sáng. Cái này chú nhan đan hiệu quả, trong thời gian ngắn là nhìn không ra, cũng nên tiếp qua một hai mười năm, mới có thể cho thấy công hiệu thần kỳ. Dù sao một hơi luyện chế hơn mười khỏa, tiêu phàm cũng không có khách khí, bồi tiếp tân lâm ăn một viên. Nữ hài tử thanh xuân mãi mãi, Tiêu chân nhân cũng không hy vọng mình tới thời điểm đầu bạc tóc trắng cùng tuyệt thế hồng nhan ở cùng một chỗ, quá khiêu chiến người khác thị giác thần kinh. Tứ tượng trong lò liệt diễm hừng hực, lần này, tiêu phàm không có sử dụng càn khôn đỉnh, mà là sử dụng một con khá lớn hàng nhái. Bởi vì lần này tiêu phàm muốn luyện chế đan dược tương đối nhiều, càn khôn đỉnh dung lượng quá nhỏ, một lần thành đan số lượng quá ít, chậm trễ thời gian liền không khỏi hơi quá nhiều. Lần này hay là tiêu phàm chủ, tân lâm hiệp trợ. Tử Vân Đan là chuyên môn kim đan kỳ trở xuống tu sĩ luyện chế đan dược, vô luận là trúc cơ kỳ tu sĩ hay là luyện khí kỳ tu sĩ, phục dụng Tử Vân Đan đều có tinh bồi dưỡng hiệu quả. Nếu là có thể tăng bồi dưỡng sĩ pháp lực cùng cảnh giới đan dược, liền xem như đồng dạng vật liệu, đồng dạng phương pháp luyện chế, luyện đan người thân tu sâu cạn cũng cực kỳ trọng yếu. Tiêu Phàm bây giờ đã là trong kim đan kỳ tu sĩ, hắn lấy đan hỏa tự mình luyện chế ra đến Tử Vân Đan, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Nguyên liệu sung túc, có tân lâm từ bên cạnh hiệp trợ, hết thảy cũng rất thuận lợi. 36 canh giờ quá khứ, đan trong đỉnh màu xanh biết dược chấp càng thêm đậm đặc, đã dần dần thành bán cố hóa trạng thái. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, một viên lóng lánh tươi hào quang màu đỏ lớn bằng ngón cái đan hoàn ra hiện ở trong tay của hắn. Tiêu phàm ngón cái tay phải ngón trỏ nắm bắt viên này nho nhỏ màu đỏ đan hoàn, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự, tựa hồ cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Đây là cái gì? Tân Lâm giật mình hỏi. Viên này màu đỏ đan hoàn vừa xuất hiện, nàng lập tức liền từ giữa cảm nhận được một cỗ cực kỳ to lớn sinh mệnh khí tức, thậm chí ở xa tiêu phàm từ linh dược vườn bên trong lấy ra những cái kia ngàn năm linh dược phía trên. Cái này còn không phải để Tân Lâm giật mình nguyên nhân, mấu chốt là Tân Lâm tại viên này đan hoàn phía trên cảm nhận được sinh mệnh khí tức, cũng không phải là đến từ cỏ cây chi thuộc, mà là bắt nguồn từ nhân loại. Tựa hồ cái này đan hoàn chi bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức, chính là vô số nhân loại tinh hoa tạo thành loại cảm giác này thực tế yêu dị huyết đan tiêu phàm nhẹ nói nhìn về phía màu đỏ đan hoàn ánh mắt nóng bỏng bên trong mang theo nói không nên lời cảnh giác cùng cẩn thận chi ý đây chính là hắn từ huyết hải dưới đáy hình nón miệng vào tay bốn cái huyết đan một trong huyết đan bên trong ẩn sinh mệnh tinh hoa cùng bổ sung ngang ngược hung sát chi khí làm cho tiêu phàm đối cái này đan hoàn vừa thương vừa sợ tân lâm mặc dù không rõ ràng cái này huyết đan nơi phát ra nhưng ngay lúc đó liền minh bạch tiêu phàm tâm tư vội vàng hỏi, người muốn đem cái này huyết đan luyện hóa đến tử vân đan bên trong đi. Ừm, tiêu phàm nhẹ gật đầu, lấy cái này huyết đan bên trong ẩn khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, nếu như luyện hóa đến tử vân đan bên trong, nhất định có thể làm cho tử vân đan hiệu quả tăng nhiều. Tân lâm huyền thiên thiên cơ khinh xa trần dương bọn người ăn về sau, tu tinh tiến vào là có thể dự tính. Tiêu phàm lo lắng chính là, tại tu tinh tiến vào đồng thời, cái này huyết đan bên trong bổ sung ngang ngược hung sát chi khí, sẽ đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng, tựa như hắn trước đây không lâu kinh lịch đồng dạng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng lại lần nữa tiến dai, tiến dai trước đó, hung hiểm vạn đoan. Tự nhiên, nếu như muốn đem huyết đan luyện hóa đi vào lời nói, tiêu phàm cũng sẽ đem giảm vị ngọc thanh hoàn phối dược cũng đồng loạt luyện hóa đi vào. Tiêu phàm lo lắng chính là, mình tu cao thâm, phục dụng giảm vị ngọc thanh hoàn về sau miễn cưỡng đem ngang ngược hung sát chi khí cưỡng ép ép xuống, tân lâm bọn người tu kém xa tít tấp hắn, cuối cùng hiệu quả như thế nào, coi như khó mà đoán trước. Bất quá tiêu phàm cũng không do dự quá lâu, lập tức liền quyết định, đem huyết đan dung nhập vào đan trong đỉnh. Huyết đan sở dĩ cho hắn tạo thành phiền toái cực lớn, là bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn liên phục hai viên, lại thêm cưỡng ép kích phát lôi bằng biến thân, các loại nguyên nhân chung vào một chỗ mới cuối cùng dẫn đến loại kia kết quả. Bây giờ một viên huyết đan luyện hóa tại mấy chục trên trăm khỏa tử vân đan bên trong, mọi người tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong phân biệt ăn chậm rãi luyện hóa sẽ không có trở ngại dù coi như có cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện chỉ cần hắn kịp thời nghĩ cách chắc hẳn cũng sẽ không có trở ngại cái này không phải có nam cực y kinh cùng nam cực dược biển a còn có linh dược vườn chỗ dựa tựa hồ cũng không cần cẩn thận quá mức cẩn thận nhưng mà huyết đan luyện hóa về sau mang tới chỗ tốt lại là rõ ràng hai tướng cân nhắc cái này quyết tâm cũng không khó hạ Tiêu phàm tại lão quân núi một đợi chính là hơn một tháng, mấy chục ngày về sau, tiêu phàm mang theo tân lâm, đồng loạt rời đi lão quân núi, ngự phong hướng bắc mà đi. chương 675, Kim Linh Thể Chỉ thủy xem yên tĩnh, tại pháp trận che đậy phía dưới, mảnh này nho nhỏ rừng trúc, lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Lấy tiêu phàm dưới mắt tu vi, tự tay bày ra pháp trận, tự nhiên so trước kia pháp trận uy lực mạnh mẽ được nhiều. Dưới mắt chỉ thủy xem, nhân khẩu không nhiều, Trước kia tại xem uống thuốc hầu Tân Lâm sáu tên thất diệu cung đệ tử, sớm đã quay lại lão quân núi, lần này cũng không cùng lấy Tiêu Phàm Tân Lâm trở về chỉ thủy xem. Bất quá, Lâm Thanh Loan đồng ý mặt khác chọn phái đi mấy tên đệ tử tiếp tục đi theo Tân Lâm Tả Hữu. Cái này mấy tên đệ tử còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đuổi tới thủ đô. Đối mặt với tu vi so trước kia cường đại hơn nhiều Tiêu Phàm, đã tận mắt chứng kiến đến Tân Lâm cửu chuyển băng tâm quyết chỗ lợi hại dù coi như cố chấp như thanh loan cung chủ cũng rốt cục cải biến chủ ý. Ý thức được lại không chuyển biến tư duy lời nói, thất diệu cung sẽ hoàn toàn bị vô cực môn hất ra. Tận lực chọn lựa cái này mấy tên đệ tử, đều là thất diệu cung thiên phú kiệt xuất nhất cô nương trẻ tuổi, lâm thanh loan hy nhìn các nàng đi theo tân lâm, cũng có thể đạp lên tu chân chi đạo. Cứ việc miệng bên trong không nói, lâm thanh loan lại rất rõ ràng, dựa theo tiêu phàm tính cách, hắn nhất định sẽ đối cái này mấy tên thất diệu cung đệ tử nhiều hơn chiếu cố thật có chỗ tốt gì, khẳng định cũng thiếu không được các nàng một phần. Bởi vậy, Lâm Thanh Loan nghiêm khắc phân phó cái này mấy tên đệ tử, nhất định phải 100% phục tùng thánh nữ an bài. Lấy tân Lâm cùng tiêu phàm quan hệ, trên thực tế chính là để các nàng phục tùng tiêu phàm điều khiển. Cơ khinh xa tại hai tháng trước lên đường đi Khánh Nam, nghe nói là muốn tìm Yến Tây Lâu dẫn đường, dự định xâm nhập miêu cương trong núi sâu, đi tìm một chút kỳ trùng. Bây giờ Ngọc Quan Âm, xem như triệt để si mê bên trên khu trùng chi thuật ngay cả thích nhất nháo đằng uyển thiên thiên trước mắt đều ngoan ngoãn ở trong mật thất đả tọa luyện công luyện hóa tiêu phàm giao cho nàng tử vân đan căn cứ tiêu phàm điều tra uyển thiên thiên là hiếm thấy hỏa thuộc tính linh thể còn mang theo kim thuộc tính linh căn thể chất đại khái cùng tân lâm tương đương loại này linh thể trời sinh thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp còn có thể kiêm tu kim thuộc tính công pháp dựa theo nam cực y kinh ghi lại loại này song linh căn linh thể. Tại tu chân giới đã là phi thường thưa thớt, tốc độ tu luyện nhanh chóng, gần với đơn linh căn đơn thuần tính linh thể cùng một chút cực kỳ hiếm thấy đặc dị linh thể. Hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính công pháp, đều 10 điểm cường điệu công kích sắc bén cùng lực công kích cường hãn. Ngược lại là rất phù hợp uyển thiên thiên tính tình, tiêu phàm đem còn lại băng tủy, toàn bộ giao cho tân lâm. Băng tủy chính là thiên hạ đến hàn chi vật, lúc trước đại tuyết sơn chỗ sâu, ngàn năm tuyết yêu lấy chi làm giường, Hấp thu trong đó băng hàn chi lực đến tăng tiến vào tu vi của mình, trị liệu thương thế. Tân Lâm chính là Huyền Âm chi thể, tu luyện Huyền Băng thuộc tính cửu chuyển băng tâm quyết, có băng tùy tương trợ, tốc độ tu luyện nhất định làm ít không to, lại thêm tiêu phàm tỉ mỉ luyện chế Tử Vân đan. Nhanh chóng tiến giai cơ hồ là có thể dự tính, nhưng lấy tuyết yêu lợi trảo luyện chế mà thành băng phách phi đao, tiêu phàm lại tạm thời không có giao cho Tân Lâm. Dù sao Tân Lâm đạp lên con đường tu chân thời gian còn quá ngắn cửu chuyển băng tâm quyết cũng vừa mới bắt đầu luyện tập không lâu, công lực không sâu, cái này ngàn năm tuyết yêu lợi trảo phía trên bổ sung hung tàn bạo ngược chi khí. Vạn nhất ảnh hưởng đến tân lâm tâm tính, nhưng chính là đại phiền toái. Tổng cũng muốn cùng tân lâm đem cửu chuyển băng tâm quyết tu luyện tới tương đối cao thâm cảnh giới, lại cân nhắc phải trang đem băng phách phi đao giao cho nàng thúc đẩy. Đương nhiên, trực tiếp dùng còn lại băng tủy đến luyện chế mới bảo vật, cũng là có thể. Không cần gấp tại nhất thời. Uyển Thiên Thiên hiện đang luyện công mật thất, cũng là trải qua đặc biệt gia trì. Tiêu phàm tại mật thất bốn phía, bày ra một cái cường hóa pháp trận. Tên gọi hỏa linh trận, cái này hỏa linh trận thật không có cái khác chỗ đặc biệt, vừa không có chuẩn bị cường đại lực công kích, cũng không có kiên cố lực phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là có thể cường hóa hỏa thuộc tính linh thể. Bởi vì bố thành hỏa linh trận sáu cái trận cước, đều bị tiêu phàm lấy viêm linh chi nhận ra cố qua, tiêu phàm đem viêm linh chi nhận bên trong ẩn chứa cường đại hỏa linh lực bức sắp xuất hiện đến phòng nhập pháp trận trận cước bên trong lại từ từ phóng xuất ra để uyển thiên thiên đang luyện công quá trình bên trong chậm rãi hấp thu ly hỏa chi tinh loại này tăng thêm hiệu quả sẽ không quá rõ ràng so sánh với băng tủy tăng thêm hiệu quả phải kém một chút dù sao tiêu phàm tự thân đối viêm linh chi nhận trưởng khống đều vẫn còn giai đoạn sơ cấp mặc dù lấy hắn hiện tại trong kim đan kỳ tu vi thì triển viêm linh chi nhận lại muốn tự nhiên mấy phân mỗi lần thi triển cũng có thể tại mũi nhọn bên trên hiện ra bùa chú màu bạc, nhưng đối những cái kia phù văn, tiêu phàm lại là nhất khiếu bất thông, hoàn toàn nhìn không rõ. Bất quá tiêu phàm tin tưởng vững chắc, những cái kia bùa chú màu bạc một nhất định có đặc biệt hàm nghĩa khác, tuyệt không phải tùy tiện hiển hiện ra. Loại này thời kỳ thượng cổ viêm linh thần binh, tuyệt đối có nó chỗ bất phàm. Nếu như không phải lo lắng Uyển thiên thiên công lực quá nhỏ bé, không thể thừa nhận viêm linh chi nhận ngang ngược chi khí, Tiêu Phàm thậm chí đều sẽ đem Viêm Linh Chi nhận trực tiếp giao cho Uyển Thiên Thiên đi nghiên cứu. Thân là hiếm thấy hỏa thuộc tính linh thể, Uyển Thiên Thiên đối hỏa thuộc tính pháp bảo lĩnh ngộ cùng trưởng khống, xa không phải cái khác linh thể người tu đạo có thể so sánh. Dù sao khoảng thời gian này, Tiêu Phàm cũng không ra khỏi cửa, ngay tại chỉ thủy xem vững chắc trong kim đan kỳ cảnh giới, luyện chế dùng được đan dược, đồng thời chỉ điểm mọi người tu luyện, Viêm Linh Chi nhận không cần tùy thân mang theo tân lâm cùng uyển thiên thiên đều cho tiêu phàm ngoài ý muốn kinh hỉ nhưng chân chính lớn nhất kinh hỉ lại là tới từ trần dương tại mẫu thân nghiêm khắc quản chế phía dưới trần dương cứ việc lòng tràn đầy không tình nguyện nhưng cũng một mực nhẫn nại tính tình tại chỉ thủy xem tu luyện hảo nhiên chính khí tiêu phàm từ lão quân núi chạy về chỉ thủy xem tự mình cho mọi người một một xác định linh thể thuộc tính tân lâm cùng uyển thiên thiên là song thuộc tính linh thể văn nhị thái gia cũng là song thuộc tính linh thể Đàm Hiên cùng Văn Tư Viễn thì là ba thuộc tính linh thể, loại này linh thể, tư chất đã chưa nói tới rất tốt. Nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, tại lượng lớn đan dược trèo chống phía dưới, Đàm Hiên cùng Văn Tư Viễn tiến vào trúc cơ kỳ khẳng định không có vấn đề, coi như tương lai ngưng kết kim đan cũng không phải không có hy vọng. Văn Nhị Thái ra xong thuộc tính linh thể, vậy liền vô cùng ghê gớm, tăng thêm hắn mấy chục năm tu vi, nội tức vốn là thâm hậu vô so, đem nội tức chuyển hóa thành chân nguyên pháp lực về sau, nhất cử tiến vào chúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Dạng này cảnh giới, tu luyện thiên nhân tướng tự nhiên vẫn còn tương đối miễn cưỡng, tạm thời chỉ có thể lĩnh ngộ được thiên nhân tướng một chút ra mau. Nhưng trước mắt mà nói, văn nhị thái gia là có hy vọng nhất ngưng kết kim đan. Nhìn thấy nhị sư huynh loại tình huống này, tiêu phàm càng thêm thầm kêu may mắn. Hắn linh thể của mình thuộc tính, mình lại là đo không ra. Bất quá tiêu phàm cho rằng, nhị sư huynh mấy chục năm nóng lạnh khổ tu, chuyển hóa tới về sau, cũng chỉ đem sẽ tiến vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, cách hậu kỳ đại viên mãn còn rất sớm, mình lại vừa bước một bước vào kim đan kỳ, đồng thời đạt tới trong kim đan kỳ cảnh giới, nhất định là bởi vì ngân dược lôi bằng nội đan chi công. Có nam cực tiên ông linh dược vườn, tiêu phàm tự nhiên sẽ không đối đồng môn tiếc rẻ đan dược. Mà lại, hắn là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, không phải tán tu, nhất định phải đối cả cái tông môn phát triển lớn mạnh phụ trách. Vẹn vẹn chỉ là tự mình một người đột bay mãnh tiến vào, đây không phải là trưởng giáo chân nhân nên có diễn xuất. Tông môn phát triển lớn mạnh, đối với hắn vị này trưởng giáo chân nhân chỗ tốt, đồng dạng cũng là không ít. Thu thập linh dược cùng cái khác thiên địa linh vật, tổng cũng muốn nhân thủ đi trải qua xử lý, không có khả năng tiêu phàm việc phải tự làm. Nam Cực Tiên ông linh dược vườn bên trong, các trồng linh dược linh thảo tuy nhiều, cũng không đủ ngàn loại, tu chân giới linh thảo linh dược, xa xa không chỉ như thế một chút. Nam cực dược biển bên trên ghi lại tu chân giới linh thảo linh dược, khoảng chừng hơn 20.000 loại, linh dược vườn bên trong linh dược, ngay cả hai vô cùng một cũng chưa tới. Nam cực y kinh bên trên rất nhiều phương thuốc đan phương, chỉ dựa vào lấy linh dược vườn bên trong những dược thảo này, rất khó phối tề. Ngoài ra, linh dược vườn hơn phân nửa đều là trống không, tiêu phàm rất muốn sớm ngày đem linh dược vườn dược viên đều đủ loại dược thảo, đem linh dược vườn tất cả công hiệu đều triệt để phát huy ra thu thập linh dược linh vật nhiệm vụ, Uyển Thiên Thiên cùng Văn Nhị Thái gia đều đã phân biệt phân phó, để Hoàng Hải Văn gia cùng Yên Chi xã các huynh đệ đi công việc. Mặc dù những người này không phải người tu chân, Tiêu Phàm cũng không có đối bọn hắn ký thác hy vọng quá lớn. Nhưng nhiều người dễ làm việc, cố gắng một phen về sau, kiểu gì cũng sẽ tìm về một chút dùng được linh dược, cho dù là hạt giống đều được. Linh dược vườn có thể tăng tốc sinh trưởng tốc độ, mà bây giờ, Tiêu Phàm bên người chính yếu nhất mấy vị này trung kiên, Tự nhiên là lấy tu luyện làm chủ, nhất định phải nhanh chóng tăng lên bọn hắn thực lực. Trần Dương là cái cuối cùng tiếp nhận linh thể kiểm trắc. Bởi vì Trần Dương đang tu luyện Hạo Nhiên chính khí phương diện kinh người tiến độ, tại kiểm trắc linh thể trước đó, Tiêu Phàm vẫn đối nàng ký thác kỳ vọng. Nhưng mà cùng kiểm trắc kết quả sau khi đi ra, Tiêu Phàm hay là kinh hãi. Thuần linh thể, Trần Dương vậy mà là tu chân giới cực kỳ hiếm thấy thuần linh thể. Tại trong cơ thể nàng, chỉ có một loại kim thuộc tính linh căn. Tinh khiết cực kỳ, không mang nửa điểm cái khác linh căn. Dựa theo Nam Cực Y Kinh ghi lại, thuần linh thể là tốc độ tu luyện nhanh nhất linh thể, đối đơn thuộc tính công pháp có không hề tầm thường lực lĩnh ngộ. Tỷ như Trần Dương là kim thuộc tính thuần linh thể, bất kỳ cái gì kim thuộc tính công pháp, đối với Trần Dương đến nói, đều không tồn tại lĩnh ngộ bên trên chướng ngại, một chút năng lực đặc thù, cơ hồ là bẩm sinh. Khó trách Trần Dương đang tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí phương diện, có như thế kiệt xuất thiên phú tốc độ tu luyện thậm chí càng tại tiêu phàm phía trên. Đương nhiên, thiên đạo cân bằng, bất kỳ cái gì một loại linh thể, có lợi thì có hại. Thuần linh thể cố nhiên lực lĩnh ngộ phi phàm, tốc độ tu luyện cực nhanh, tu luyện đơn thuộc tính công pháp uy lực cực mạnh, nhưng mà một khi đụng tới khắc chế công pháp, phòng ngự thủ đoạn cũng là thiếu thốn nhất, lực phòng ngự yếu kém nhất. Ngũ hành sinh khắc, đối với đơn thuần tính linh thể hiệu dụng, đặc biệt rõ ràng. Tiêu phàm cân nhắc liên tục, lại cùng nhị sư huynh Văn Thiên cùng Đàm Hiên cùng một chỗ thương lược, quyết định tạm thời không dạy cho Trần Dương cái khác tu luyện công pháp, liền để nàng tiếp tục khổ luyện hạo nhiên chính khí, trước tiên tìm cầu cảnh giới bên trên nhanh chóng đột phá. Đợi nàng đột phá đến chúc cơ kỳ về sau, lại lựa chọn một môn kim thuộc tính chủ tu công pháp. Tin tưởng có thâm hậu vô so hạo nhiên chính khí làm căn cơ, bất kỳ cái gì kim thuộc tính công pháp tại Trần Dương trong tay đều có thể phát huy ra uy lực cực lớn tới. Kim thuộc tính công pháp, nguyên bản là lấy công kích sắc bén chứ danh hạo nhiên chính khí làm vô cực môn trấn giáo thần công mặc kệ loại kia linh thể đệ tử đều có thể tu luyện chỗ khác biệt người tiến độ nhanh chậm khác nhau mà thôi trần dương mình lại không phải như vậy vui lòng nàng cùng uyển thiên thiên đồng dạng đều là hoạt bát hiếu động tính tình bây giờ bị một mực giam cầm tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé luyện công buồn bực cũng buồn bực chết rồi chỉ là không lay chuyển được mẫu thân kiên trì may mà khoảng thời gian này Tiêu Phàm thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm nàng một chút trên việc tu luyện quyết khiếu, tốt xấu cũng coi như có chút thú vị, một an ủi nỗi khổ tương tư. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 45